tuy nhiên chưa từng gặp mặt, có thể cái này dù sao cũng là, làm cho Thanh Hồn Điện sáng tạo lịch sử việc quan trọng, tất cả mọi người đã kích động, khẩn trương lên. Đều đệ nhị, Lý Sư Huynh có thể hay không, lần nữa dứt khoát xông lên đệ nhất. Kém 50.000, đệ nhất cũng còn không có tiến đế táng, điểm số cũng tại tăng vọt, hy vọng không lớn. Đế táng lập tức liền phải đóng lại, bọn họ vẫn là đi vào nhanh một chút đi. Đế táng làm trọng a. Được rồi, thu tay lại. Đem Lâm Tiêu Tiêu đều mang vào 10 vị trí đầu, Lý Thiên Mệnh quả quyết thu tay lại. Là cá nhân đều biết, đế táng làm trọng. Nhìn lại, Cửu Long đế táng lối vào, đã có 2/3, đã chìm vào lòng đất. Còn có hơn 10 triệu người, tại chen chúc còn lại 1/3. Lý Thiên Mệnh để Dạ Lăng Phong bọn họ, tụ tập tại bên cạnh mình, hắn xuất ra một đầu xiềng xích trật tự thần binh, đem mọi người buộc chung một chỗ, tránh cho tẩu tán, sau đó lập tức hành động. Đúng vào lúc này, phía sau của hắn, truyền đến một tiếng xa xăm, thâm trầm, không linh tiếng thú gào. Lý Thiên Mệnh nghe được, đây là kình ngư gọi tiếng. Chỉ có tại tĩnh mịch, tối tăm hải dương chỗ sâu sinh tồn sinh linh, mới có thể phát ra dạng này tĩnh mịch thanh âm. Thanh âm này có thể truyền đến rất rất xa, thậm chí chấn động tâm linh của người ta. Tại cái này vô cùng hỗn chiến trường, cái này kình ngư gọi tiếng, đều có thể rõ ràng như thế truyền ra ngoài, có thể thấy được đây tuyệt đối là đặc thù cự thú. Ô ô ô ô ô, thanh âm như vậy, bi thương, thê thảm, dường như một dạng, khiến người ta dường như đặt mình vào tại biển cả chỗ sâu. Lý Thiên Mệnh theo bản năng quay đầu. Hắn tròng mắt hơi híp, bất ngờ nhìn đến tại sau lưng liệt hỏa trong đám mây, có một đầu trắng như tuyết cự kình. Cái kia cự kình ở trong mây du tẩu, hắn thân thể khoảng chừng 3.000 mét chi trường, tựa như là một tòa thiên không đảo. Đang phát ra gọi tiếng đồng thời, nó trên đám mây phía trên đáp xuống, chỗ đến, nó chỉ dùng cái kia trắng như tuyết đến giống như là ngọc thạch, bị mây trắng lượn lờ thân thể, liền có thể đâm vào lấy ngàn mà tính đế tinh kết giới. Cái này tuyết trắng cự kình, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới thập phương đạo cung cung chủ tinh vân đế kình. Nó chiến tử tại thần đô, ngay lúc đó nó, lấy to lớn hình thể cùng tinh quang thiểm diệu thân thể, mang cho Lý Thiên Mệnh rung động rất lớn. Bất quá, tương đối, trước mắt cái này một đầu trắng như tuyết cự kình, rung động lớn hơn. Nó thực sự quá lớn, mà lại biến ảo khôn lường, sâu xa, xương trắng lượn lờ, như là một trận huyễn mộng, cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh coi là, chính mình đưa thân vào huyễn thiên chi cảnh. Đây là cái gì quỷ? Vân Trung Kình. Cái này một đầu siêu cấp cự thú, có vượt qua 5.000 điểm sao, so huỳnh hỏa đều cao hơn. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là cái này vô thiên chi cảnh bên trong, đứng đầu nhất đệ tử cộng sinh thú. Cái gì Vân Trung Kình? Đây là, vô mộng thần kình. Phu tử thiên im lặng nói. Vô mộng thần kình bốn chữ này, để Lý Thiên Mệnh nhìn không được ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua đế tinh bảng. Hắn hiện tại là đế tinh bảng thứ hai. Tại hắn phía trên, còn có một cái tên. Cái tên này, cũng là vô mộng thần kình ngự thú sư. Ngay tại vừa mới, vô mộng thần kình còn đang trợ giúp nó ngự thú sư, đánh ra vô số đế tinh kết giới, vững chắc hắn đế tinh bảng đệ nhất. Bất quá, tại cái này Cửu Long đế táng sắp đóng lại thời khắc, nó chắc hẳn đã bắt đầu chuẩn bị, trở về hắn ngự thú sư cộng sinh không gian. Dù sao, lấy nó lớn như vậy thân thể, muốn chen vào đây chỉ có 1/3 miệng rồng. Xác thực so sánh tốn sức. Tại vân vụ lăn lộn bên trong, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, ngay tại cái kia, vô mộng thần kình, phía trên, thấy được một vị nữ tử. Tuy nhiên ngăn cách rất xa, còn có vô số mây trắng lượn lờ, có thể Lý Thiên Mệnh lấy trộm thiên chi nhãn nhìn qua, tự nhiên có thể nhìn đến vô cùng cẩn thận. Mới thấy hắn xinh đẹp cho một sát na kia, Lý Thiên Mệnh hơi hơi ngây ngốc một chút. Liền xem như hắn. Giờ phút này đều có một loại, kinh động như gặp thiên nhân, cảm giác. Trách không được Thanh Hồn Điện tình báo nói, vị này là thập ức đệ tử bên trong đẹp nhất người. Cái kia trắng như tuyết vô mộng thần kình phía trên, một thiếu nữ đứng tại cái này đám mây. Vân vụ lượn lờ bên trong, nàng cái kia một đầu mặc tóc dài màu lục, nếu như thác nước một dạng buông xuống, một thanh xanh cây dù nhẹ nhàng xoay tròn lấy, tựa ở trên vai thơm, làm đến chu thiên hỏa quang, đều không đến gần được thân thể của nàng. Tại cái kia xương trắng lượn lờ xanh cây rủ dưới, chính là nàng cái kia gần như hoàn mỹ ngũ quan, cái kia một đôi mặc tròng mắt màu xanh lục, quyến rũ màu lưu truyền, cất giấu cực hạn dụ hoặc, xem ra vô tội, nhưng lại tràn ngập vô tận trêu chọc, cái kia tinh xảo mày liễu uốn lên, thiên nhiên mà thành, lại lấy mỉm cười góc độ tồn tại, trên môi hơi hơi một điểm đỏ bừng,
giống như hoa hồng đồng dạng kiều nộn. Bạch Kinh, mỹ nhân, theo liệt hỏa đám mây mà đến, bản thân tựa như là một bức tranh thủy mặc, mà cái này có lồi có lõm linh lung nữ tử, cũng là sáng long lanh trong suốt mã não cùng chân châu, khảm nạm tại bộ này lưu động mỹ lệ họa bên trong, thành nhìn thích hợp, nhưng thèm nhỏ dãi không được. Nhàn nhạt mặc ngân, tại mỏng như cánh ve giấy tuyên thành phía trên choáng nhiễm ra, dịu dàng mà mộng huyễn. Lý Thiên Mệnh gặp qua tốt không ít người, Khương Phi Linh vốn là siêu phàm tuyệt thế giai nhân, không dính khói lửa trần gian, nếu bàn về dung mạo, khí chất, cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Lý Thiên Mệnh từ vừa mới bắt đầu, chỉ thấy thế gian chí mỹ, coi như làm huyết khí phương cương thiếu niên, tầm thường dung mạo, cũng không dễ dàng để hắn có động tâm cảm giác, nhưng cái này vô mộng thần kình phía trên nắm dù thiếu nữ, lại có bực này ma lực. Thế gian mỹ vô số người, có Mộ Uyển thượng sư, Bạch Tử Căng cùng Lý Thải Vi như vậy mê người mật đào, cũng có Mộc Tuyết như vậy chấp nhất hiên tĩnh thiếu nữ, lại có càng ngày càng yêu Lâm Tiêu Tiêu. Một người tuy đẹp, đều không thể che lại mỹ nhân hồng trần. Nhiều màu nhiều sắc, mới là nhân gian. Ngộ thấy như thế tựa như ảo mộng nữ tử, Lý Thiên Mệnh chỉ thưởng thức, lại không tâm động. Bởi vì trong lòng, có chút khắc cốt minh tâm đồ vật, so, sinh sôi bản năng, càng trọng yếu hơn. Nàng cũng là, vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, xem được không? Tâm động a, có muốn hay không chinh phục nàng, để cho nàng uyển chuyển tại dưới người của ngươi? Phu Tử Thiên nháy mắt, trong ánh mắt lóe qua một tia xảo trá. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, hắn chỉ là có chút phiền muộn. Lấy cự kình vì cộng sinh thú, nhất định họ tên, vi sinh, sao? Đây là trùng hợp, vẫn là. Đông Hoàng cảnh có Nam Thiên Tông, tông chủ một mạch liền họ tên vi sinh, tổ tiên của bọn hắn gọi, vi sinh dư âm, cùng Lý Thị Thánh tộc tổ tiên Lý Thần Tiêu là một đôi. Cùng lúc đó, vi sinh dư âm đều đến từ thập phương đạo cung vi sinh gia tộc, thuộc về cung chủ, vi sinh Vân Tịch, tổ tiên một trong. Mặc kệ là vi sinh nhược tố vẫn là vi sinh Vân Tịch, các nàng cộng sinh thú, đều là cự kình. Mà bây giờ, lại tới một vị váy xanh nữ tử, vi sinh mặc nhiễm. Nàng không chỉ có 5.000 ngôi sao, vô mộng thần kình, còn có xuất thân, vạn tông thiên bảng đệ nhất thế lực, thân phận. Vi sinh mặc nhiễm là trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc, tự nhiên cùng hỗn độn thiên lao bên trong vi sinh gia tộc, không là một loại khái niệm. Đối hỗn độn thiên lao bên trong sinh linh tới nói, nàng là trí cao thượng thần. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị tại cái này Thái Dương vạn tông lăn lộn, cái này Thái Dương vạn tông bên trong, thế lực nào bây giờ là vạn tông đệ nhất, hắn đương nhiên biết. Thái Dương vạn tông, lấy tông môn vì phương thức thống trị thế lực nhiều nhất, đạt tới 6.000. Hoàng triều không đến 3.000, thế gia không đến 1.000. Vạn tông thiên bảng 10 vị trí đầu, khá hơn chút thế lực, cũng lấy tông môn làm chủ. Nhưng là, xếp hàng thứ nhất, Vô Mộng Tiên Quốc, lại là lấy Hoàng triều làm căn cơ thế lực. Vô Mộng Tiên Quân, chính là Tiên Quốc Chi Vương. Nghe đồn, Vô Mộng Tiên Quân, chính là cái này trên Thái Dương, bài danh trước ba cường giả, không thua bởi đại đa số thiên cung thành viên. Cấu thành Vô Mộng Tiên Quốc hạch tâm thị tộc, cũng là Vô Mộng Tiên Tộc. Trước mắt vị này đế tinh bảng tạm thời xếp hàng thứ nhất, vi sinh mặc nhiễm, liền đến tự Vô Mộng Tiên Tộc. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ Vô Mộng Tiên Quốc, càng không hiểu rõ Vô Mộng Tiên Tộc. Nhưng hắn biết, trước mắt vị này khuynh thành nữ tử, vi sinh mặc nhiễm, chính là hắn cùng Vô Tử Thiên đỉnh cấp đối thủ cạnh tranh, càng là thiên cung đứng đầu nhân tuyển. Ai ai, ngươi thì nói thật sao, có hay không tâm động, rất thiếu nam người, gặp nàng dạng này xuất trần nữ tử, sẽ không động tâm, người khác lừa gạt mình. Vô Tử Thiên cười hắc hắc nói, bọn họ chính hướng về đế táng phóng đi. Kết quả gia hỏa này còn tại ồn ào. Ngươi thế nào như thế phiền? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha, ngươi nghiêm túc, cười chết ta rồi. Phu Tử Thiên bỗng nhiên phình bụng cười to. Cái gì đồ chơi? Ngươi quả nhiên không biết, phốc. Cô nương này nhìn lấy rung động lòng người, váy vẩy lên, gia hỏa móc ra lớn hơn ngươi. Phu Tử Thiên một bên chạy về phía trước, còn một bên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, cái này váy xanh thiếu nữ tư thái linh lung, đường cong rung động lòng người, xem xét tiện tay cảm giác thật tốt, làm sao có thể còn có gia hỏa. Vô Mộng Tiên Tộc, là ta gặp qua kỳ diệu nhất thị tộc, bọn họ loài lưỡng tính. Đừng nhìn nàng lấy diện mạo bày ra, cái ót tóc vẩy lên, còn có một trương khuôn mặt nam nhân, muốn là nàng lấy gương mặt này đối mặt với ngươi, thân thể của nàng đặc thù, lập tức liền sẽ biến thành nam nhân. Ngươi hiểu ta là có ý gì a?
Muốn là ngươi cưới một người vô mộng tiên tộc nữ nhân, người ta tóc vẩy lên, tại chỗ đem ngươi cho phản làm. Phu tử Thiên cười đến nhanh đau sốc hông. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh nhìn không được quay đầu. Thiếu nữ kia như thế ôn nhu, sao có thể là nam nhân? Bất quá, còn lại nam gặp nàng, ngược lại là xác thực nửa điểm thưởng thức ánh mắt đều không có, đều tại thê thảm chạy trốn. Cái này, là thật. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, vô mộng tiên tộc là 3 vạn năm trước, đi vào trật tự chi địa ngoại lai thị tộc, trật tự thiên tộc cho phép bọn họ tại cái này phát triển, ngắn ngủi 3 vạn năm, trưởng thành là vạn tông thiên bảng đệ nhất, đem Hiên Viên Long Tông đều cho đẩy ra thứ hai, thực lực không thể khinh thường. Bọn họ mỗi cái cá thể đều là hiếm thấy, song tính người, đây không phải bí mật, cũng liền các ngươi 3 cái dế nhũi mới không biết. Phu tử Thiên chậc chậc nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lùm cây lớn, cái gì chim đều có a. Thật mẹ nó kỳ. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi cái này vi sinh Mặc Nhiễm hiện thân thời điểm, hắn xác thực lòng có vẻ tán thưởng. Dù sao, nàng vẻ đẹp, vượt qua trình độ nào đó, đạt đến khiến người ta sinh ra trong nháy mắt mê huyễn trình độ. Vạn vạn không nghĩ đến, người ta nam nữ đồng thể. Dùng mình. Chấm, chờ ngươi đụng tới nàng, nàng là đối thủ của ngươi, không nên tin ngươi thấy hết thảy, bởi vì vô mộng tiên tộc, là đỉnh cấp huyễn thuật đại sư, ngươi thấy hết thảy, đều chưa hẳn là thật. Bao quát giới tính của nàng. Phu tử Thiên có thể tính nghiêm túc nói một câu nói. Minh bạch. Tại toàn bộ đối thoại quá trình, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều tại đón cái kia Cửu Long Đế Táng cửa vào quyển đi ra phong bạo, vượt qua vô số bị thổi đi ra đệ tử, cấp tốc tới gần cái kia thâm uyên một dạng lối vào. Hô hô hô. Nắm chặt thời gian đi vào. Phu tử Thiên tốc độ không được, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa giữ chặt vạt áo của hắn, hướng bên trong lui. Ngay tại Lý Thiên Mệnh, sắp hướng cửa vào trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác, sau lưng một trận rét lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Tại phía sau hắn 3 mét chỗ, tại cuồng phong bao phủ bên trong, một cái váy xanh thiếu nữ, mái tóc dài của nàng cùng váy cùng một chỗ bay múa. Cái kia tuyệt thế dung mạo, dường như thân thủ liền có thể chạm đến. Nàng cái kia một đôi mặc hai mắt màu xanh lục bên trong, có thấu triệt tâm linh huỳnh quang, cái này khiến đồng tử của nàng, thật giống như sống lại. Trong nháy mắt này, mặc kệ là mắt trái của nàng vẫn là mắt phải trong mắt, đều biến ảo trở thành một đầu màu mực cá nhỏ. Ngươi, cũng là cá nhỏ, muốn đợi người sao? Nàng khẽ mở môi đỏ, ánh mắt có chút mê huyễn, tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, nói ra một câu như vậy không nghĩ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng cái kia biến ảo thành tiểu thanh cá mắt trái trong mắt, đột nhiên thoát ly nhãn cầu, bơi đi ra. Cái này khiến mắt trái của nàng, trong nháy mắt biến đến trống không. Đã mất đi con ngươi, có điểm giống là bồ đề ánh mắt. Cái kia theo trong mắt bơi ra tiểu thanh cá, tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, vậy mà lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Mệnh liên tục né tránh cũng không kịp, liền có một đạo thanh quang, trong nháy mắt đâm vào hắn mắt trái màu vàng óng. Cái gì? Mắt trái cũng không đau, nhưng phía trên giống như có đồ. Mau cứu cá nhỏ. Ông! Nói xong một câu nói kia, trước mắt cái này váy xanh thiếu nữ. Đột nhiên hóa thành huỳnh quang bột phấn, vượt qua Lý Thiên Mệnh, tràn vào Cửu Long Đế Táng. Tại nàng biến mất trước đó, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, mắt trái của nàng đã mất đi màu mực trong mắt, chỉ còn lại có lỗ trống tròng trắng mắt. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay phía trên trộm thiên chi nhãn, hướng trên mặt mình nhìn, nhất thời dùng mình. Một con kia đến từ vi sinh Mặc Nhiễm thanh sắc cá nhỏ, cũng chính là đồng tử của nàng, đã tiến vào mắt trái của chính mình. Cái này tiểu thanh cá vây quanh Lý Thiên Mệnh trong mắt màu vàng óng bơi một vòng, sau đó dán chặt lấy cái này trong mắt màu vàng óng, hóa thành một cái nhỏ một chút mặc con ngươi màu xanh lục, thì rốt cuộc bất động. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh trong mắt trái, có 2 cái trong mắt. Một cái kim sắc một cái màu xanh sẫm, một lớn một nhỏ. Cái này khiến hắn xem ra càng thêm yêu dị. Mấu chốt là, cái này không thể tưởng tượng sự tình, đến cùng ý vị như thế nào xuống tràng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Con mắt của nàng, biến thành cá, chạy đến con mắt ta bên trong. Lý Thiên Mệnh cảm giác tê cả da đầu. Thế giới này, kỳ diệu đến có chút điên cuồng. Lấy trí tưởng tượng của hắn, đều nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Quá kích thích đi, Phu tử Thiên thất thanh nói. Cái này thứ gì, Lý Thiên Mệnh chỉ mắt trái hỏi. Ta không biết a, không nghe nói vô mộng tiên tộc, có cái này kỳ quái thủ đoạn.
Phu Tử Thiên vội vàng nói. Nhà ngươi lão gia gia biết không? Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn không biết Vô Mộng tiên tộc, gia hỏa này mỗi ngày nói khoác chính mình trước kia bao nhiêu nhiêu bức, ta nhìn cũng là cái nhị lưu mặt hàng. Phu Tử Thiên nói. Tùy thân lão gia gia nghe nói như thế, nhất thời một trận mắng to. Sẽ không thoải mái sao? Dạ Lăng Phong nhìn trong chốc lát, đồng dạng nhìn không ra như thế về sau. Một chút cảm giác đều không có, nhưng không phải là chuyện gì tốt. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Xem ra cần phải đem ngươi con mắt đào, mới bảo hiểm một số. Phu Tử Thiên nói. Lan. Lý Thiên Mệnh chính mình chọc lấy vài cái, thực sự không có cách, chỉ có thể nói, người này có phải hay không não tử có hố. Ta cũng không nhận ra nàng, tới liền đem ánh mắt cho ném qua đến, còn nói không giải thích được, xem ra chỉ có thể bắt được nàng, đem vấn đề này cho làm rõ ràng. Đại ca, nàng so với người còn mạnh hơn nhiều. Người đế tinh bảng thứ hai trình độ có chút lớn, người ta là chân tài thực học. Phu Tử Thiên sầu mi khổ kiểm nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn bên trong nhìn thoáng qua, việc cấp bách, bốn người bọn họ, vẫn là tranh thủ thời gian vọt vào Cửu Long đế táng. Quá trình này, hắn não tử hiện ra, vừa rồi cái này một cái tuyệt sắc thiếu nữ hết thảy. Ánh mắt của nàng, ngữ khí, vân vân, cá nhỏ, muốn đợi người. Hắn vẫn là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Làm hắn không có chú ý thời điểm, hắn chính mình cũng không biết, cái kia màu mực đôi mắt nhỏ bóng, thường xuyên đều lại biến thành một đầu tiểu thanh ngư, vây quanh hắn trong mắt màu vàng óng du động, tại tròng trắng mắt của hắn bộ phận, chạy tới chạy lui. Nói thật, cái này vi sinh mặc nhiễm, mặc kệ là lớn lên vẫn là khí chất, đều đẹp đến mức thật là làm cho người ta hít thở không thông. Muốn nàng không phải Vô Mộng tiên tộc, Lý Thiên Mệnh còn có thể đem cái này, nhìn thành là một trận thú vị gặp gỡ. Mấu chốt là, Phu Tử Thiên nói, người ta ra hỏa móc ra, nói không chừng lớn hơn mình a. Mà nó, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành hai chữ này, hoàn mỹ biểu đạt ra Lý Thiên Mệnh tâm tình. Rầm rầm rầm, thanh âm điếc tai nhức óc, không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chung quanh mặt tường, còn đang run rẩy chấn động, dẫn phát vô số cho bụi rơi xuống. Điều này nói rõ cái này nguyên một tòa, Cửu Long đế táng còn đang chìm xuống. Nhìn lại, từ bên ngoài ném bắn vào tia sáng, đã càng ngày càng ảm đạm, đến từ một tỷ đệ tử tiếng ầm ý âm, đồng dạng càng ngày càng nhỏ. Điều này nói rõ, Cửu Long đế táng chín lối vào, đã tiếp cận phong bế. Ầm ầm, ngay tại Lý Thiên Mệnh bọn họ tiến đến 10 hơi về sau, thần long chín đầu điêu khắc miệng rồng, triệt để nhắm lại. Trong lúc nhất thời, phía ngoài lửa ánh sáng cùng thanh âm, bị hoàn toàn ngăn cách, bốn phía lâm vào cực hạn trong bóng tối. Một cỗ mục nát, mốc meo vị đạo cọ rửa mà đến, tối tăm khí tức cuốn vào đáy lòng. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này trên Thái Dương về sau, đã thời gian rất lâu, không có cảm nhận được khí tức âm lãnh. Như là rơi vào băng quật. Thời khắc này Cửu Long đế táng, còn đang chìm xuống. Chung quanh tất cả vách đá còn tại rung động, tiếng oanh minh tiếp tục. Đoán chừng đến sau cùng, Cửu Long đế táng sẽ chìm đến rất sâu địa phương, phía trên bùn đất, cũng sẽ một lần nữa che giấu, đem nơi đây phủ bụi. Mất đi cơ hội về sau, bên ngoài còn lại đệ tử, ngay lập tức sẽ tản ra, đi tìm hắn cơ hội. Dù sao, đế tinh bảng còn ở bên ngoài, tối thiểu có hơn 800 triệu người, đều không có tiến đến, bọn họ còn có tăng lên bài danh cơ hội, cũng có tìm được còn lại tạo hóa cơ hội. Thiên cung cũng không có nói rõ ràng. Cửu Long đế táng cũng là hết thảy. Tại cái này vô thiên chi cảnh, thiên tài có thiên tài cách chơi, phổ thông đệ tử có phổ thông đệ tử cách chơi. Tinh anh nhất một nhóm đệ tử, cơ bản đều tiến vào Cửu Long đế táng. Cái kia đế tinh bảng phía trên 10.000 người, tối thiểu có 9.500 người tên, đã có điểm đỏ, bao quát người thứ hai Lý Thiên Mệnh. Hơn ngàn tề thiên chi nhãn, bắt đầu tản ra, không lại tụ tập ở đây. Bọn họ truyền lại đưa hình ảnh. Cũng không lại cùng Cửu Long đế táng tương quan, mà chính là chú ý ở lại bên ngoài đệ tử khác. Cái này khiến Thái Dương Vạn Tông những người vây xem ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn, là thiên tài đệ tử nhóm tranh phong A. Rất rõ ràng, thiên cung cũng không có hiện ra, đế táng nội bộ tranh phong ý tứ. Đế táng bên trong sẽ phát sinh cái gì, ngoại nhân đều không nhìn thấy. Thiên cung, rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, chúng ta tông chủ đã đến chỗ nghe ngóng. Giống như nói, liền nhất lưu thế lực người, đều không nhắc tới tiên tri nói Cửu Long đế táng, sẽ xuất thế tin tức. Trật tự thiên tộc tiền bối,
đã từng tìm kiếm Cửu Long Đế Táng thật lâu, đều không có thu hoạch, Thiên Cung lúc này thời điểm đem Đế Táng lấy ra đến, không biết Thái Dương Đế Tôn, lại là thái độ gì. Tại sao ta cảm giác, giống như có chút tối chiều mãnh liệt rồi. Đế Táng vừa ra, thì không chỉ là đệ tử tranh phong, mà chính là một loại nào đó tín hiệu, đến mức là tín hiệu gì, vậy cũng không biết. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hiện tại Đế Táng nội bộ, sẽ có cái gì? Cửu Long Đế Tôn không có lưu cho Hiên Viên Long Tông di bảo, vẫn là một số dâu ria ra lông. Chỉ có thể chờ đợi. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể chú ý, tựa như là đế tinh bảng. Phát hiện không có, có điểm đỏ tên, điểm số còn đang biến hóa, nói rõ đế tinh bảng còn tại ghi chép biểu hiện của bọn hắn. Nói cách khác, ai là Cửu Long Đế Táng đấu tranh nội bộ nhọn người chiến thắng, thông qua đế tinh bảng điểm số biến hóa, có thể vừa xem hiểu ngay, nhẹ nhõm đoán ra. Đúng. Ầm ầm. Rốt cục, kinh lịch một lần mãnh liệt nhất chấn động, Cửu Long Đế Táng rốt cục chìm vào sâu vô cùng lòng đất, không động đậy được nữa. Một lần cuối cùng chấn động, tiếp tục thật lâu. Trước lúc này, Đế Táng bên trong, trời đất quay cuồng, một mảnh trong mờ tối, rất nhiều người đều không tiện lắm hành động. Cho tới giờ khắc này, hết thảy ổn định lại, thanh âm huyên náo bắt đầu truyền ra. Trong bóng tối, không ít đệ tử khe khẽ bàn luận, bắt đầu hướng về cái này Cửu Long Đế Táng chỗ sâu bôn tẩu. Quả nhiên, có thể dựa vào chính mình tiến đến, trên cơ bản đều có tinh luân nguyên lực, cho nên cái này Đế Táng bên trong đối thủ cạnh tranh, đều là đạp thiên chi cảnh trở lên. Có thể tại 30 tuổi trước, đến đạp thiên chi cảnh, tại Nguyệt Chi Thần cảnh xem như đệ nhất thiên tài. Thế mà, Lý Thiên Mệnh trước mắt, người người nhốn nháo, không biết có bao nhiêu vạn đây. Cửu Long Đế Táng nội bộ không gian phi thường lớn, đủ để cho cộng sinh thú hoành hành, chiến đấu. Nhưng tại lúc này khác, không có người ngốc đến để cộng sinh thú đi ra, ngăn cản chính mình bước chân tiến tới. Bí cảnh tranh phong, linh hoạt chính là quan trọng. Hắn meo, thật đúng là đập không xuống. Lý Thiên Mệnh đã cứ vậy mà làm mắt trái gần nửa ngày. Cái kia màu xanh sẫm tiểu con ngươi, tựa như là dị ma giống như, trồng ở trên ánh mắt. Trừ phi đem ánh mắt móc xuống, không phải vậy thật không biết, thế nào mới có thể diệt trừ nó. Loại thủ đoạn này, liền đặc thù công pháp đều không phải là. Giải thích duy nhất, cũng là chủng tộc thiên phú, cùng loại ta trộm thiên nhất tộc thiên phú, đây là lớn nhất vô giải. May mắn, thứ này tạm thời đối Lý Thiên Mệnh, giống như một chút ảnh hưởng đều không có. Lúc này thời điểm, Đế Táng đã ổn định, tất cả mọi người tại hướng chỗ sâu hướng, nguyên một đám tranh nhau chen lấn. Loại thời điểm này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể lãnh đạm. Hắn chỉ có thể trước để xuống, Tiểu Thanh Ngư, chuyện này. Ngươi trước đừng hoảng hốt, cái này chưa hẳn không phải chuyện xấu, nói không chừng là người ta đưa cho ngươi tín vật đính ước, chờ các ngươi tu thành chính quả, cường cường đối đầu, nam càng thêm nam, đao thật thương thật giao phong thời điểm, nó liền sẽ biến mất. Phu tử Thiên an ủi. Nghĩ đến cái này vi sinh mặc nhiễm, vẫn là cái nam nữ đồng thể, Lý Thiên Mệnh càng phát hỏa. Đi. Hắn chỉ có thể trước đem chuyện này để xuống. Bốn người cùng một chỗ theo đám người, hướng cái này tối tăm Cửu Long Đế Táng hướng bên trong hướng. Nơi này, có loại trước kia cùng một chỗ tiến, thượng cổ thần táng cảm giác. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Đúng. Khắp nơi lộ ra quỷ dị, âm u. Hồng, vách tường đều là màu đen, giống như có điều khác một số thần long đường vân. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chặt chém một chút, phát hiện tường này vách tường cực kỳ cứng rắn, tuyệt đối chính là đỉnh cấp thiên địa thần khoáng đoán tạo. Hướng chỗ sâu bổ, còn có thể nhìn đến một số trật tự thần văn, chỉ là cái kia trật tự thần văn, tựa hồ cũng bởi vì năm tháng quá dài lâu, có biến chất sụp đổ dấu vết, xem ra cái này thế giới pháp tắc hóa thân, cũng không có thể vĩnh tồn. Ong ong ong, đám người giống như là cá giết sang sông, điên cuồng hướng phía trước chen chúc. Muốn không phải thông đạo đầy đủ bao quát, đoán chừng lại được đánh lên. Phía trước có mở rộng chi nhánh. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn. Đem so với khá xa. Tại bóng tối này cuối lối đi, lại phân ra mấy chục cái lối đi. Làm hắn tiến vào trong đó một đầu thời điểm, phát hiện không đến 1.000 mét, lại bắt đầu mở rộng chi nhánh. Kể từ đó, 1/10, 10%, phần trăm ngàn. Trải qua mấy chục lần mở rộng chi nhánh, người đứng bên cạnh hắn rốt cục biến ít. Mà lại, càng ngày càng ít. Bởi vì mở rộng chi nhánh sau thông đạo, xem ra đều như thế. Sau đó đại đa số người đều không do dự. Lấy Cửu Long Đế Táng chi thần bí, không ai có thể phán đoán,
sẽ có cái gì bảo tàng, xuất hiện tại cái nào một cái thông đạo, cho nên tất cả mọi người tại tìm vận may. Đáng chết, bên này có kết giới, không qua được. Bên này cũng có. Quay đầu trở về đi. Rất nhanh, bốn phía thì truyền đến tiếng mắng chửi âm. Liên tiếp, nói rõ tình huống này rất phổ biến. Thông đạo mở rộng chi nhánh nhiều lắm, mà lại hai bên lại tương liên, kết quả là cái này Cửu Long Đế Táng, lập tức liền thành kinh khủng mê cung. Bên trong răng khắp nơi, dù là có hơn 10 triệu người đi vào, đều trong nháy mắt bị nuốt vào, hoàn toàn không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Đây là con kiến, bò vào hoàng lăng đã thì cảm. Chúng ta tới chỗ nào? Lý Thiên Mệnh đi một đoạn ngắn, cơ hồ đều bị lượn quanh choáng. Tuy nhiên không đến mức lượn quanh về tại chỗ, nhưng ban đầu phương hướng cảm giác đã hoàn toàn mất đi. Hắn đều không xác định, chính mình có phải hay không phía trước tiến. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, bên người cái kia lít nha lít nhít đám người, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Dạ Lăng Phong ba người bọn hắn, còn ở bên người. Huỳnh Hỏa cũng treo trên bờ vai, hiếu kỳ khắp nơi ngó, bay tới bay lui, mười phần khoan thai. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng có thể như vậy rông dài, thẳng đến bọn họ tiến lên thời điểm, đâm vào một mặt bình chướng vô hình phía trên. Lại là kết giới. Mới vừa nghe đến không ít người kêu la, bất quá trước mắt cái này một mặt, phong tỏa Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi tới bình chướng kết giới, là bọn họ đụng phải đạo thứ nhất. Đây là thần cấp trật tự kết giới, tối thiểu tam giai, không phải kết giới linh sư, rất khó bài trừ, đường vòng đi. Phu Tử Thiên nói, liên quan tới kết giới, Thiên Văn Thư, bao quát luyện khí, luyện đan, toàn bộ trật tự tinh không, đều có càng thành thục hơn tiêu chuẩn. Trật tự thần văn, chính là thiên văn, thánh thiên văn, kiếp văn ngọn nguồn, viêm hoàng đại lục những cái kia thiên văn, đều là trật tự thần văn toái phiến, cũng không thành thể hệ, cho nên trật tự tinh không cường giả, cơ bản không cân nhắc. Trật tự tinh không, hết thảy đều từ hằng tinh nguyên cùng trật tự thần văn khởi nguyên mà đến. Bao quát kết giới chi thuật, cùng thiên văn thư chi thuật. Cho nên đối với thần cấp kết giới, bọn họ có càng tiêu chuẩn phân chia. Mọi người cũng không thể trực tiếp đem trật tự thần văn dùng tại trong kết giới. Bởi vì trật tự thần văn một khi phân liệt, uy lực thì không có ở đây. Tiền bối cường giả, thông qua phân tích, vẽ, trưởng khống, trật tự thần văn, phân hóa hắn hữu dụng bộ phận, một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, tạo thành một số mới hệ thống. Mọi người đem loại này mới hệ thống, xưng là thiên thần văn. Trật tự thần văn là thiên địa sinh ra, thế giới pháp tắc hóa thân, thiên thần văn thì là tu luyện giả theo trật tự thần văn bên trong, diễn hóa xuất bộ phận. Thiên thần văn, mới là kết giới cùng thiên văn thư nền tảng. Kết giới phía trên, thiên văn thư phía trên đường vân, kỳ thật đều là thiên thần văn. Thí dụ như nói, lớn đến tụ biến kết giới, nhỏ đến, thủ hộ kết giới, về căn bản, đều là lấy, thiên địa thần khoáng, làm kết giới nền tảng, lấy phức tạp, thiên thần văn, sắp xếp bố trí, làm trung tâm, sáng tạo ra được. Còn có cỡ nhỏ kết giới, nói thí dụ như Vu Tử Thiên đã từng lấy ra, mê huyễn kết giới, đều là đám tiền bối thông qua vô số lần nếm thử, dùng thiên thần văn, sắp xếp đi ra. Thần cấp thiên văn thư, cũng là đạo lý giống vậy. Bất quá, nó thuộc về thiên thần văn, cùng, thảo mộc thần linh mài ra không linh thư tổ hợp. Thần cấp thiên văn thư, lấy, không linh thư, làm căn cơ, đem thiên thần văn sắp xếp trên đó, phát huy đặc biệt lực sát thương. Lấy thiên thần văn làm trung tâm kết giới cùng thiên văn thư, tối thiểu đều là thần cấp. Bao quát thiên nguyên chấn ngục kết giới. Trật tự tinh không đem thần cấp kết giới, gọi là trật tự kết giới, tổng cộng chia làm cửu giai. Thần cấp thiên văn thư, bị gọi là trật tự thiên thư, đồng dạng có cửu giai. Đồng thời, bọn họ đem kết giới chi thuật cùng thiên văn thư chi thuật, cho đã phân biệt ra, chia làm hai loại nghề nghiệp, theo thứ tự là kết giới linh sư cùng thiên thư linh sư. Có thể sáng tạo đẳng cấp gì trật tự kết giới, chính là cái gì đẳng cấp kết giới linh sư. Thí dụ như nói, thiên nguyên chấn ngục kết giới, cũng là cấp 1 trật tự kết giới, sáng tạo giả cũng là cấp 1 kết giới linh sư. Dù là chỉ là cấp 1, đều viễn siêu dịch tinh ẩn, lý thải vì bọn họ. Thiên thư linh sư, cũng là như thế. Cho nên, trật tự tinh không hết thảy có tứ đại đặc thù chức nghiệp. Phân biệt là, kết giới linh sư, thiên thư linh sư, luyện khí linh sư, luyện đan linh sư. Kết giới linh sư, sáng tạo, phá giải kết giới, cái này một hàng nghiệp đỉnh phong, cũng là tụ biến kết giới cùng tinh thần thủ hộ kết giới.
Thiên thư linh sư, đem, thiên thần văn, uy lực, viết tại thảo mộc thần linh phía trên, dẫn phát siêu việt đẳng cấp uy lực lực sát thương, là khó khăn nhất một loại nghề nghiệp, nhưng tuyệt đối có tiền. Luyện khí linh sư, đem thiên địa thần khoáng cùng nguyên tố thần tai kết hợp, sự hiện hữu của bọn hắn, cũng là thế gian tất cả binh khí nơi phát ra. Luyện đan linh sư, đem thảo mộc thần linh cùng nguyên tố thần tai kết hợp, hình thành dược hiệu kinh người, thậm chí có thể dẫn phát đẳng cấp tăng lên trật tự thần đan. Phu tử thiên cũng là một cái luyện đan sư. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh, chưa thấy qua hắn luyện đan. Nói tóm lại, không phải kết giới linh sư, sẽ rất khó đánh vỡ bình chướng loại hình, trật tự kết giới, tối thiểu muốn hao phí công phu rất lớn. Khác trước mắt tầng này bình chướng kết giới, xem ra rất mỏng, nhưng là nó độ cứng, còn có nội bộ thiên thần văn trình độ phức tạp, rất có thể so thiên nguyên chấn ngục kết giới còn cường ngạnh hơn. Kết giới mạnh yếu, xưa nay không lấy lớn nhỏ phán đoán. Lý Thiên Mệnh đã từng mang theo luân hồi kết giới, xem ra rất nhỏ, đều đem cái kia, đế nhất, cho nổ. Khương Phi Linh có thiên nhất, thiên phú, đối thiên thần văn, trưởng khống lực mạnh phi thường, Lý Thiên Mệnh liền đợi đến nàng tỉnh lại, để cho nàng có cơ hội, có thể hảo hảo ở tại cái này trên Thái Dương, học tập chính thống, thâm uyên kết giới chi thuật cùng thiên văn thư chi thuật, để cho nàng trở thành kết giới linh sư cùng thiên thư linh sư. Hiện ở đây, Dạ Lăng Phong bọn họ cũng đều biết. Lý Thiên Mệnh đánh vỡ kết giới năng lực, vượt qua vô số kết giới linh sư. Cái này lấp kín, tam giai trật tự kết giới, bình chướng, căn bản ngăn không được hắn. Kỳ thật, ta chính là một cái kết giới linh sư. Lý Thiên Mệnh nói, ta tin ngươi cái quỷ, Phu Tử Thiên khinh bỉ nói. Đánh cược một keo, Lý Thiên Mệnh nói. Đến thật đó à, ngươi nếu có thể được, ta gọi ngươi một tiếng cha. Phu Tử Thiên hồ nghi nhìn lấy hắn. Hắn cũng không tin. Trên thế giới này, còn có người hoàn mỹ như vậy. Được, nếu là không được, ta gọi ngươi cha. Lý Thiên Mệnh một mặt tự tin, sau đó nói, ngươi quay lưng đi. Còn không cho nhìn, làm thần bí, khặc khặc. Phu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi, xoay người sang chỗ khác. Ngươi tùy thân lão gia gia, cũng xoay người sang chỗ khác. Dạ Lăng Phong nói, tức chết lão phu vậy. Tùy thân lão gia gia tại Phu Tử Thiên ở ngực bên trong chiếc đỉnh lớn, tức giận đến tròm râu đều vểnh lên. Đếm xong thời gian, đếm tới ba, người có thể hô cha. Lý Thiên Mệnh câu nói này vừa ra, Phu Tử Thiên luống cuống. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sau ba hơi thở, lập tức quay đầu, bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh cười híp mắt nhìn lấy hắn. Trước mắt của hắn, cái kia phức tạp mà dày đặc, tràn đầy thiên thần văn bình chướng kết giới, vậy mà phá vỡ một cái hố. Nhanh quay lại đây, lại hô cha, Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Phu Tử Thiên nhanh như chớp đi qua, chắp tay trước ngực, một mặt kính nể, nói, phụ thân, hài nhi hữu lễ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn meo, người thật không biết xấu hổ. Cha nào con nấy. Lý Thiên Mệnh đang muốn khinh bỉ một chút hắn, kết quả sau lưng quang mang sáng rõ. Hắn nhìn lại, trước mắt lại là một cái to lớn địa cung. Một loại khiến người ta kinh tâm động phách khí tức, theo cái này địa cung bên trong truyền đến. Dường như một đầu ngủ say mấy trăm ngàn năm cự thú, tại cái này trong bóng tối thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, chói tai kim loại tiếng ma sát âm, theo cái kia địa cung phương hướng truyền đến, khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Cùng lúc đó, còn có cự thú gào rú, thần thông oanh minh thanh âm, cũng có tiếng la giết, tranh đấu thanh âm. Điều này nói rõ tại Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới. Đi đến nơi này cùng thời điểm, đã có không ít người đuổi tại trước mặt của hắn, đến nơi này. Những người này có lẽ là tại trong mê cung, cứ thế mà xông đến nơi đây, cũng có thể là bởi vì trong đội ngũ có kết giới linh sư cùng Lý Thiên Mệnh lấy một dạng phương thức, đến nơi này. Đi qua, động tĩnh một truyền đến, bốn người bọn họ thì lấy tốc độ nhanh nhất, hướng địa cung phóng đi. Thật nhiều người, địa cung rộng rãi phi thường, liếc một chút đều trông không đến cuối cùng. Bốn phía vách tường trước kia rất u ám, có thể là có người sau khi đi vào, tường kia vách tường toàn bộ lập lòe lên, hiện ra màu bạc kim loại sáng bóng. Có ba cái dài rộng đều có ngàn mét trở lên văn tự, khắc ở trên trần nhà. Ba chữ này là, Ngân Long Cung. Ngân Long Cung bên trong, đang có vài trăm người, chính tại tranh đoạt, hỗn chiến. Lý Thiên Mệnh vừa phát hiện Cửu Long Đế Táng thời điểm, đế tinh bảng phía trên không ít người tên, liền đã có điểm đỏ. Điều này nói rõ bọn họ so Lý Thiên Mệnh, sớm tiến đến gần như sắp một canh giờ. Hắn chỗ tại cái kia cửa vào,
tối thiểu có hơn 10 triệu người tiến đến, nhưng cuối cùng xuất hiện tại cái này Ngân Long Cung bên trong, chỉ có mấy trăm người, có thể nói, số người này đã tính toán rất ít đi. Theo cạnh tranh tiếp tục, đến đón lấy nhân số, khẳng định sẽ gia tăng. Nhưng nếu là tới chậm, Cửu Long Đế Tôn lưu lại bảo tàng, nói không chừng liền không có. Hắn meo, lão tử là trộm thiên nhất tộc, chuyên môn đoạt bảo, để ta xem một chút bảo vật ở đâu. Lý Thiên Mệnh tâm lý trách móc la một câu. Bên kia, Huỳnh Hỏa mắt sắc, lập tức liền thấy cái này địa cung chỗ sâu, có một cái quả trứng lớn màu bạc. Cái kia quả trứng lớn màu bạc tại bóng tối bao trùm phía dưới, tản ra âm lãnh ngân quang, nó thể tích còn không nhỏ. Nhìn kỹ, phát hiện cái này quả trứng lớn màu bạc tầng ngoài, chính là từ to bằng móng tay lân phiến tạo thành. Cái kia lân phiến còn như là sóng nước luật động lấy, tựa như là một cái sinh mệnh thể. Đây là cái gì? Một quả trứng, Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không phải, đây là một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh bọn họ cấp tốc kịp phản ứng, cùng hắn đồng dạng, hướng về cái kia quả trứng lớn màu bạc phóng đi. Kết giới. Lâm Tiêu Tiêu còn tưởng rằng, cái này là sinh mệnh thể đây. Đây là cấp 4 trật tự kết giới, tên là Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, nó có cực mạnh phòng ngự lực, trừ phi có cấp 5 trật tự thần binh, còn phải có đầy đủ mạnh tinh luân nguyên lực, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ. Nó tồn tại, nhất định là vì cất giữ càng đỉnh cấp bảo tàng. Tối thiểu giá trị viễn siêu kết giới này. Phu tử Thiên thất thanh kêu lên. Không dùng hắn nói, Lý Thiên Mệnh đều biết, kết giới này bên trong đồ vật, cũng là cái này mấy trăm người đệ tử, cướp đoạt đồ vật. Lúc này thời điểm, đã có mười mấy cái đệ tử, tụ tập tại cái này Bách Vạn Ngân Nhận bên ngoài kết giới. Cả đám đều tại điên cuồng chặt chém, muốn đánh vỡ Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, xông vào trong đó. Cái kia trật tự thần binh cùng Bách Vạn Ngân Nhận kết giới va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, vang lên chướng mắt ngân sắc sao hỏa. Còn có rất nhiều cộng sinh thú, đang dùng móng vuốt đến xoẹt kết giới, đem móng vuốt đều phá đổ máu. Bọn họ kích động như vậy, là bởi vì biết bên trong là cái gì không? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy thời điểm, hắn bất ngờ nhìn đến, cái này Bách Vạn Ngân Nhận kết giới tại nào đó chút thời gian, sẽ biến trong suốt. Kể từ đó, bên trong có đồ vật gì, trực tiếp bày ra đến một mực không thể nghi ngờ. Giống. Kết giới bên trong, vậy mà truyền đến một tiếng chấn giống. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, kết giới này bên trong, lại có một đầu ngân sắc thần long. Cái kia ngân sắc thần long bàn cùng một chỗ, chiều dài khoảng chừng hơn vạn mét, toàn thân đều là sắt thép bạc nhận, xem ra phong mang tất lộ, có một cỗ khiến người ta hít thở không thông sắc bén. Nhưng xem lần thứ hai, hắn liền phát hiện, đây không phải vật sống, mà chính là một món binh khí. Đó là một đầu màu bạc xiềng xích, dài đến 10.000 mét, lóng lánh chướng mắt hào quang màu bạc. Nó tựa như là một đầu thần long xương sống, một đoạn nối liền cùng một chỗ, khắp nơi đều là sắc bén gai nhọn, mặt bên còn có từng mảnh sáng trắng đao nhận. Càng là thiểm quang, thì càng sắc bén. Đây rõ ràng là một kiện trật tự thần binh, tại sao lại có thú hống thanh âm, lại có vật sống cảm giác. Phu tử Thiên kêu sợ hãi, cấp ra đáp án. Khí hồn, nó nắm giữ khí hồn. Thần binh không diệt, khí hồn bất tử. Cái này một loại đặc thù hồn linh, có khả năng tồn tại thời gian, so tu luyện giả mệnh hồn, đều còn phải xa xưa hơn quá nhiều. Chỉ có tối đỉnh cấp trật tự thần binh, mới có khí hồn. Luyện khí linh sư, không cách nào giao phó khí hồn, cho nên mỗi một cái khí hồn sinh ra, đều là thiên thời địa lợi nhân hòa, sinh ra kỳ tích, cũng là binh khí tại lâu dài trong chiến đấu tự mình thuế biến. Ta biết cái này trật tự thần binh, nó cũng là Cửu Long Đế Tôn binh khí. Phu tử Thiên nói. Nói đến, Phu tử Thiên trên tay quạt giấy, cũng có khí hồn. Vậy rất có thể cũng là, tùy thân lão gia gia đồ vật. Bất quá, mỹ nhân của hắn khí hồn, xem ra cùng cái này Ngân Long, cơ hồ không cách nào so sánh. Rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh một bên cấp tốc tới gần, một bên hỏi. Đương nhiên a, đây là cấp 7 trật tự thần binh. Tên của nó, gọi là, Đoạt Mệnh Ngân Long. Cấu thành của nó thiên địa thần khoáng cùng nguyên tố thần tai, đều nắm giữ cấp 7 trật tự thần văn. Cấu thành chủ thể thiên địa thần khoáng, tên là Thiết Hư Ngân Khoáng, đây cơ hồ là lớn nhất kiên cường khoáng thạch, nắm giữ trật tự thần văn, Thiết Hư chi nhận, hắn trình độ sắc bén, danh xưng liền hư không đều có thể cắt chém. Cửu Long Đế Tôn đem phù hợp 4 loại cấp 7 trật tự thần văn nguyên tố thần tai, theo thứ tự là, Băng Minh Viêm, Liệt Thiên Lôi Điện, Tử Ngục Đao Phong,
cùng cực hàn băng phong, đoán tạo thành cái này, đoạt mệnh ngân long, quả thực không gì không phá. Nó chẳng những có kinh khủng xé rách năng lực, còn có hỏa diễm, lôi đình, lưỡi đao cùng hàn băng bốn loại nguyên tố thần tai công kích, coi như tại cấp 7 trật tự thần binh bên trong, đều tính toán tương đương đỉnh cấp. Phu tử thiên miệng, nhanh đến mức cùng giống như tia chớp. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem dài như vậy một câu cho niệm xong. Cấp 7, rất cao. Lý Thiên Mệnh tạm thời phản ứng không là rất lớn, bởi vì hắn đối với cái này, không có quá nhiều khái niệm. Đại ca, cao hơn bát giai trật tự thần binh, bây giờ toàn bộ trật tự chi địa đều không có nhiều, chúng ta tinh tướng thần cảnh 12 cấp tu luyện giả, trên cơ bản chỉ có thể trưởng khống cấp 4, cấp 5 trật tự thần binh, vượt qua thực lực, chẳng những không sử dụng được, ngược lại sẽ lọt vào phản phệ. Càng mạnh trật tự thần binh, càng là khó trưởng khống, liền sư tôn ta bình thường dùng binh khí, cũng chỉ là cấp 7 trật tự thần binh, mà lại phẩm chất kém xa cái này đoạt mệnh ngân long. Một thanh binh khí này, thả đi ra bên ngoài, căn bản không phải đệ tử tranh đoạt vấn đề, mà chính là mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi trưởng bối, đều sẽ vì thế tranh đoạt. Điểm này Lý Thiên Mệnh ngược lại là biết. Trật tự tinh không đem, 9, định là cao nhất chí tôn. Mặc kệ là thần binh, đan dược, kết giới, thiên văn thư, đều là như thế. Lý Thiên Mệnh đụng phải tinh tướng thần cảnh thiên tài, liền cấp 5 trật tự thần binh, cũng còn không có đi ra. 6, cấp 7, đều phải siêu việt tinh tướng thần cảnh, mới có thể sử dụng trưởng khống. Như vậy, cái này đoạt mệnh ngân long tại cấp 7 bên trong, cơ hồ thuộc tại chí tôn, vậy liền nhanh tiếp cận trật tự chi địa đỉnh phong. Không nhìn phẩm giai, chỉ là nhìn ngoại hình, xác thực rất mạnh. Cấp 7 về sau, mới có khí hồn. Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng Kiếm, hắn không quá quan tâm chuyện binh khí. Nhưng nói thật, hắn vẫn chưa tới tinh tướng thần cảnh, tạm thời tới nói, cấp 4 trật tự chi đỉnh còn có thể sử dụng, nhưng cấp 5 trật tự thần binh đều đã có chút vượt mức. Những thứ này thần binh, gánh chịu trật tự thần văn uy lực, khống chế không nổi, đó là tương đương đáng sợ. Ý tứ chính là, xiềng xích này, ta đoạt cũng không cách nào dùng. Lý Thiên Mệnh nói, nếu như là cấp 5 trật tự thần binh, đoán chừng qua một đoạn thời gian, hắn đến tinh tướng thần cảnh, nói không chừng có thể trưởng khống một chút. Thất cấp, có chút siêu đến quá xa. Có thể sử dụng A, cấp 7 trở lên, là một ngoại lệ, nó có khí hồn, nó có thể tự chủ trưởng khống uy lực, còn có thể nhận chủ. Ngươi không thấy được binh khí này bên cạnh, còn có một giọt máu sao? Đây tuyệt đối là Cửu Long Đế Tôn, lưu lại, tôn huyết, chúng ta cảnh giới tuy nhiên thấp, nhưng là nếu là có thể dung hợp tôn huyết, để khí hồn cảm nhận được chủ nhân trước khí tức, nó liền sẽ đem chúng ta xem như người thừa kế, chậm rãi quá độ thành tân chủ nhân. Tại chúng ta thi triển trong lúc đó, nó sẽ tự mình khống chế lực lượng, không thương tổn đến chúng ta, mặc dù sẽ áp chế một phần lực lượng, nhưng là so với tứ ngũ giai thần binh, vẫn là sẽ cường rất nhiều. Phu tử Thiên đỏ mắt nói. Tôn huyết. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý tới, cái kia, đoạt mệnh ngân long, phía dưới, xác thực có một cái cổ lão cái bình. Trong bình, giống như phong ấn một giọt máu. Trách không được cái này mấy trăm người đệ tử, đều điên theo một dạng. Dạng này nghe, cái này đoạt mệnh ngân long tác dụng, thì tương đối lớn. Vậy ta thì không khách khí. Nói ngắn gọn, cái này, đoạt mệnh ngân long, tại trật tự thần binh bên trong tầng thứ, trên cơ bản tương đương với 8.000 điểm sao cộng sinh thú. Đó là khá cao. Mà lại cái tên này, Lý Thiên Mệnh thật thích, nghe vô cùng hung ác. Hắn lại nhìn thoáng qua xiềng xích này, cảm giác đây chính là một thanh hung khí. Liền xem như Lam Hoang thân thể như vậy cường độ, cái này một xiềng xích quất lên, đoán chừng đều phải ra chóc thịt bong. Không nói cái kia bốn loại, cấp 7 nguyên tố thần tai, lực sát thương, chỉ là thiên địa thần khoáng bên trong, mang cấp 7 trật tự thần văn, thiết hư chi nhận, loại kia phong mang, người xem lòng bàn chân đều tại rét run. Thiên cung, thật đem Cửu Long Đế Tôn lưu lại bảo tàng, trực tiếp đặt ở chúng ta đám người này trước mặt. Phu tử Thiên đều mộng. Đương đương đương. Ngoại trừ chung quanh hỗn chiến, bách vạn ngân nhận bên ngoài kết giới, còn có mấy chục người đang liều mạng tiến công. Rất nhiều người cầm trên tay trật tự thần binh, đều cho giảm giá, đều không có thể đánh phá. Rất lâu không có sử dụng xiềng xích, Lý Thiên Mệnh có chút hoài niệm. Hộ một chút ta. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu nói một tiếng, theo mặt bên tới gần bách vạn ngân nhận kết giới, cấp tốc đánh tới một cái không người nơi hẻo lánh. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, một trái một phải hộ pháp.
Phu Tử Thiên lúc này thời điểm không có bản sự phá kết giới, liền cũng cùng ở bên cạnh họ. Hắn có thuộc về mình, khí hồn, đối đoạt mệnh ngân long khát vọng, không tính đặc biệt lớn. Tạch tạch tạch, Lý Thiên Mệnh thì đứng tại cái này bách vạn ngân nhận kết giới trước. Mặc cho không ít đỉnh phong đệ tử, lấy mạng tiến công, cái này tràn đầy màu bạc lân phiến kết giới, không nhúc nhích tí nào, tia lửa tung tóe, vẫn không đánh tan được căn bản. Làm ra chút động tĩnh, Lý Thiên Mệnh nói. Bản mèo đến. Miêu miêu nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng trên trời nổ lôi đình thiểm điện. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, lôi đình bao phủ, hoàn toàn che đậy Lý Thiên Mệnh chung quanh đây vị trí. So sánh những người khác, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là dùng kết giới linh sư, phương pháp, cũng không là cuồng oanh loạn tạc, mà chính là lặng lẽ mở ra hắc ám tí. Hắn thoạt nhìn là cái kết giới linh sư, trên thực tế là cái trộm mộ. Ngay tại Lý Thiên Mệnh chuẩn bị lúc mới bắt đầu, bên tai một tiếng nổ vang. Một đạo ám lam sắc, giống như rắn độc xiềng xích, theo một cái hướng khác, hướng về lỗ tai của hắn, mãnh liệt rút tới. Cái này một xiềng xích cực độ hung mãnh, vốn là Dạ Lăng Phong đã ngăn cản một chút, nhưng vẫn bị quất đến, đâm vào bách vạn ngân nhận kết giới phía trên. Lý Thiên Mệnh vừa thân thủ chuẩn bị phá kết giới, nguy cơ rất chí mạng buông xuống, để hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Làm. Một tiếng đâm vang. Hắn kịp thời tránh ra, mà cái kia màu xanh lam xiềng xích phá tại bách vạn ngân nhận kết giới phía trên, cọ sát ra chướng mắt hỏa tinh, văng đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Cũng là ngươi, chặt đệ đệ ta một đầu tay. Một tiếng xinh đẹp nhưng lại âm lãnh thanh âm, ở trên đỉnh đầu vang lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, cái hướng kia có ánh sáng màu lam khoe ảnh. Một cái yêu mị mị hoặc, đường cong lả lướt nữ tử, tại một đám người chen chúc bên trong, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Nhìn người tới về sau, Phu Tử Thiên ô hô một tiếng, hô to, gió gấp, kéo hô. Có thể đem Phu Tử Thiên dọa cho đến lập tức chạy trốn, tự nhiên không phải phổ thông nhân vật. Vừa rồi cái kia một xiềng xích bên trong, ẩn chứa lực đạo, liền đã nói rõ, bọn họ đụng tới trật tự chi địa người đồng lứa bên trong, tối đỉnh phong tiểu bối thiên tài. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, cái kia một vệt sáng xanh bóng hình xinh đẹp, chính là một nữ tử. Hiển nhiên. Cũng không tiếp tục là loài lưỡng tính. Nữ tử này người mặc một bộ lộng lẫy quần dài màu lam, váy tản ra, phía trên có rất nhiều như tinh thần đồng dạng lấp lóe châu báu, mỗi một viên bảo thạch đều là nắm giữ trật tự thần văn thiên địa thần khoáng mài mà thành, bao quát cái này quần dài màu lam bản thân, cũng là một loại nhẹ mà mỏng phòng ngự loại hình trật tự thần binh, tối thiểu đạt tới cấp 4. Trên đó lập lòe ra pha trộn ngôi sao sương mù, làm nổi đến nữ tử này tuổi còn trẻ, lại có một loại nữ vương giống như khí chất. Mỹ mạo của nàng tướng mạo cùng mê người tư thái, ngược lại là rất giống Hy Hoàng, so Hy Hoàng hơi non nớt một số, nhưng tiên thiên điều kiện càng tốt hơn, vầng sáng càng long trọng hơn. Mặc kệ là cạn tóc dài màu lam, vẫn là cái kia như là tinh hải giống như xanh thẳm trong mắt, đều bị nàng so tất cả mọi người lập lòe. Đây là một cái đặt ở 10 triệu trong các đệ tử, đều có thể trở thành tiêu điểm mỹ nhân, so với người đồng lứa, nàng càng lộ vẻ mị hoặc, lại vừa có 3 phần bá đạo. Cái kia bởi vì kiêu căng mà thật cao nâng lên cái cằm, còn có cái kia mang theo lấy khống chế dục ánh mắt, đều thuyết minh nàng là một cái không cách nào chinh phục thiên chi kiêu tử. Chính vì vậy, Phụ Tử Thiên mới có thể nói nàng là một cái quái vật. Nàng tại trật tự chi địa thanh danh lan xa, không chỉ là bởi vì thiên phú. Nàng xuất thân, Lam huyết hoàng tộc, tu vi thiên phú sừng sững tại chúng sinh phía trên, vốn là rất bình thường, càng làm cho rất nhiều người sợ hãi, là nàng phong cách hành sự. Quả thực không gì kiêng kỵ. Chọc giận nàng người, hoặc là một chút trêu chọc qua nàng người, đều không có kết cục tốt. Không sai, nàng cũng là Lam Tinh Diệu tỷ tỷ. Lam huyết tinh hải 100.000 tham chiến trong các đệ tử, mạnh nhất một vị, tên là Lam Phi Lâm. Cái thứ nhất hoàn thành ngàn người giết đệ tử. Dù là trong khoảng thời gian này, tên của nàng tại đế tinh bảng phía trên phập phồng, lấy nàng đánh giết hiệu suất, tạm thời vẫn là ổn định phía trước năm. Lý Thiên Mệnh trở lại 10 vị trí đầu trước, nàng vẫn là thứ tư. Trước mắt đế tinh bảng, cũng không thể tránh thức phản ứng thực lực, muốn chỉ sắp xếp thực lực, tại 30 tuổi trước tiểu bối bên trong, Lam Phi Lâm cũng có thể xếp vào Thái Dương Vạn Tông 10 vị trí đầu, Lam huyết tinh hải đệ nhất. Thực lực có thể đi vào 10 vị trí đầu, nữ tử không tính quá nhiều. Lam Phi Lâm cùng, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều là trong đó vang dội Thái Dương Vạn Tông thiên chi kiều nữ. Đương nhiên, Vi Sinh Mặc Nhiễm, nữ, muốn đánh một cái dấu ngoặc kép. Lúc này,
cái này thiên chi kiều nữ đứng tại bách vạn ngân nhận kết giới trên không, hất lên cái kia bộ phận chạm rỗng váy dài, như là nữ vương buông xuống. Ánh sáng phía dưới, da thịt của nàng như tuyết trắng đồng dạng, lại mang theo một số nhàn nhạt màu xanh lam, rất có dị vực phong tình. Có thể, tránh thức dám nhìn người lại không nhiều. Bên cạnh nàng, liên liên tiếp tiếp có trên trăm cái lam huyết tinh hải đệ tử xuất hiện, vây quanh nàng, để cho nàng như khổng tước một dạng lóa mắt. Những thứ này lam huyết tinh hải đệ tử, đều là thức thần tu luyện giả, lưng tựa trật tự thiên tộc, kế thừa trật tự thiên tộc ý chí, thần sắc đều so sánh hung lệ. Cút, nếu không, một cái cũng đừng nghĩ chạy, nguyên một đám, chân đều đừng có mong muốn nữa. Lam Phi Lâm còn chưa lên tiếng, bên người nàng mấy cái khôi ngô thiếu niên tóc xanh, liền bắt đầu đuổi người, đe dọa. Ngân Long cung bên trong tổng cộng chỉ có mấy trăm người, đại đa số người, đều chỉ có mấy người đồng bọn, không bằng Lam huyết tinh hải đệ tử quy khuôn lớn, lại thêm Lam huyết tinh hải trong các đệ tử, tinh tướng thần cảnh đông đảo, cái này đè ép chế, cứ thế mà đem mới vừa rồi còn đang liều mạng các đệ tử dọa sợ. Tối thiểu vượt qua một nửa đệ tử, tạm thời đã dừng tay, bất đắc dĩ lại buồn bực nhìn lấy bọn này, người máu xanh. Bọn họ phẫn uất, nhưng là tâm lý xác thực có e ngại. Nếu như là còn lại thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đệ tử, bọn họ khả năng còn muốn cạnh tranh một chút, nhưng Lam huyết tinh hải những người này, lấy hung ác chứ danh. Bọn họ trực tiếp thanh minh, tại phá những thứ này phổ thông đệ tử đế tinh kết giới trước, có thể sẽ trước đoạn bọn họ chân. Như vậy, những thứ này chỉ là đến chạm thử vận khí người, tổn thất thì lớn. Mọi người chỉ là tìm cơ hội, cũng không phải là sinh tử tranh phong, đụng tới giảng quy củ thế lực cường đại, vậy liền công bình cạnh tranh, đụng tới tàn bạo, vậy liền thật không có cách nào. Có trật tự thiên tộc trèo trống, Lam huyết tinh hải cũng là hung ác như thế ngang. Tại mấy cái kia khôi ngô tóc xanh đệ tử quát lớn dưới, càng ngày càng nhiều người lui ra bách vạn ngân nhận kết giới bên cạnh, còn có mấy cái cực kỳ không cam tâm. Nhưng là, Lam huyết tinh hải đệ tử, lập tức liền nhào tới. Bọn họ không thắt nút giới, chỉ đánh người, hô nhau mà lên, làm cho các đệ tử chỉ có thể rút lui. Thẳng đến bọn hắn người, triệt để vây quanh bách vạn ngân nhận kết giới. Bảo bối này chúng ta Lâm tỷ muốn, các ngươi không đùa, trượt điểm lăn. Lại nhớ thương, đem tròng mắt lưu lại, để cho các ngươi nhìn cái đầy đủ. Cút, nói thật, thật muốn đánh lên, bên này mấy trăm, Lam huyết tinh hải chỉ có hơn 100 người, thắng bại còn khó nói. Nhưng ở đây cái này vài trăm người, đến từ trên trăm cái thế lực, lẫn nhau cũng không nhận ra, thời gian ngắn muốn hình thành đối kháng căn bản không có khả năng. Mà lại, một nửa người đã bị hù sợ. Chỉ có thể rút lui trước đến nơi xa, tìm cơ hội. Một đám kém cỏi, chịu không được hù dọa, ha ha. Đem người dọa lùi về sau, những thứ này tóc xanh đệ tử tập hợp một chỗ, khoanh tay cười. Bọn họ bộ tộc này, tướng mạo cũng không tệ, nam cơ bản khôi ngô, bắp thịt cả người hiện lên hình giọt nước, khuôn mặt lạnh lùng, nữ thì thon dài cao gầy, vóc người nóng bỏng, bọn họ lấy khỏe đẹp cân đối là gió khí, ưa thích bày ra dáng người, cho nên ăn mặc cũng tương đối ít. Nam cơ bản mình trần, các thiếu nữ cũng hết sức mát mẻ, thí dụ như cái kia trắng như tuyết bụng dưới, trên cơ bản là lộ ra ngoài. Bây giờ bọn họ chiếm đoạt Ngân Long cung, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Lam Phi Lâm như bị sao quanh trăng sáng, đứng ở trung ương. Nàng cũng không có vội vã dây vào cái kia bách vạn ngân nhận kết giới, mà chính là ở trên cao nhìn xuống, ngả ngớn một cách yêu dị, nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, lại nhìn Vu Tử Thiên. Ánh mắt của nàng, cuối cùng dừng lại tại Vu Tử Thiên trên thân, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói, Vu Tử Thiên, nghe nói, người muốn cùng gặp mặt ta, chơi điểm phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Vu Tử Thiên đầu đầy mồ hôi, không ngừng dùng ống tay áo lướt qua. Hắn ngược lại là nghĩ chạy, nhưng là những cái kia Lam huyết tinh hải đệ tử, mơ hồ tạo thành vây kín tình thế, tại Lý Thiên Mệnh phát hiện bọn họ trước đó, bọn họ thì phá hỏng bốn người bọn họ đường lui. Điều này nói rõ Lam Phi Lâm đuổi đi những người khác, lại tại ngay từ đầu, thì không muốn cho Lý Thiên Mệnh bọn họ, có thể yên ổn rời đi nơi này. Lam cô nương thiên tư quốc sắc, mỹ mạo diễm tuyệt thiên hạ, tiểu sinh cái kia ngưỡng mộ đã lâu, đến tại cái gì phong hoa tuyết nguyệt sự tình, ta đoán chừng Lam cô nương hiểu lầm, con ngàn chính là người khiêm tốn, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, khiêm tốn hữu lễ, cho dù có may mắn cùng Lam cô nương gặp gỡ, đó cũng là ngâm thơ tác đối, sao dám đường đột gia nhân. Gia hỏa này muốn nói không khẩn trương, tuyệt đối không có khả năng. Một cái, tốt, chữ run run nhiều lần, bờ môi đều tại tím bầm. Dạng này a,
chỉ tiếc tiểu nữ tử là cái lỗ mãng người, cũng không thích ngâm thơ tác đối, đối với những cái kia trông thì ngon mà không dùng được giá áo túi cơm, nếu là hắn trả tại trong lời nói mạo phạm ta, như vậy, ta sẽ chỉ làm đệ đệ của ta nhóm, đi gãy mất hắn căn, để hắn triệt để đoạn tuyệt tưởng niệm. Lam Phi Lâm nói đến ôn nhu, có thể ý tứ trong lời nói, quả thực để Vu Tử Thiên dùng mình. Sau khi nói xong, còn lại Lam Huyết Tinh Hải đệ tử đều đang cười lạnh. Thiên Cung đứng đầu, gia hỏa này xem xét cũng là cái phế vật. Thật không biết Thanh Hồn Điện những người kia, trong đầu tất cả đều là phân và nước tiểu sao. Thì món hàng này, cũng có thể lừa dối. Các ngươi nhìn, hắn liền hai chân đều đang run rẩy. Đáng tiếc nơi này không có thể thiên chi nhãn, không có thể làm cho người trong thiên hạ, cùng một chỗ nhìn xem, cái này cái gọi là nhị lưu thế lực đệ nhất thiên tài, bị chúng ta tại chỗ chỉnh thành thái giám dáng vẻ. Thì cái này tính tình, còn dám đùa bỡn ta nhóm Lâm tỷ. Nghe nói còn tính cách phong lưu, về sau chỉ có thể nhìn nữ nhân chảy nước mắt. Ha ha, trước đó phía trên, bản thân cầm đao, chuyên nghiệp cắt xén, già trẻ không gạt. Lam Phi Lâm đều không cần ra hiệu, lập tức liền có 10 cái nam đệ tử tách mọi người đi ra. Động tác nhanh điểm, tốt nhất đem hình ảnh ghi chép lại, đến lúc đó đi Thanh Vân Đại Lục, nói không chừng còn có thể bán lấy tiền. Lam Phi Lâm cười khanh khách nói. Lam Huyết Tinh Hải các nữ đệ tử, ào ào che mắt, dáng vẻ cạch cỡm. Trang cái gì thuần, cũng không phải chưa có xem. Lam Phi Lâm trợn mắt một cái, nhìn đến Vu Tử Thiên đã tuyệt vọng, sắc mặt tím xanh, trong nội tâm nàng chỉ có cười lạnh. Liền đệ đệ ta cũng dám đụng, coi ta Lam Huyết Tinh Hải là cừu non. Mấu chốt là, người vẫn là cái xào lên ngân thương sáp đầu a. Lam Phi Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên thế giới này lại có loại này kỳ hoa nam, tuyệt. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng, rơi vào Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu trên người thời điểm, ba người này mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất, đều bị nàng nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Nhất là Lý Thiên Mệnh, cái này đem đệ đệ của nàng đưa ra cục thủ phạm. Người trái mắt, một đầu thanh ngư, đây là cái gì quỷ? Lam Phi Lâm chú ý tới một màn quỷ dị này. Lý Thiên Mệnh không có trả lời, nàng cũng lười để ý, nói, chúng ta Lam Huyết Tinh Hải quy củ cũ. Một bồi bốn, người gãy mất đệ đệ ta một cánh tay, như vậy người tự đoạn hai tay hai chân là đủ. Trượt một chút, muốn là ta tự mình xuất thủ, bên cạnh ngươi hai cái này, cũng phải cùng ngươi một loại xuống tràng. Trông cậy vào nàng nhân từ, cái kia không có khả năng. Lý Thiên Mệnh không có ý tưởng này, hắn chỉ là có chút không nỡ cái này, đoạt mệnh ngân long. Chỉ là bên kia, Vu Tử Thiên lập tức gặp nạn, hắn cũng không cách nào tại cái này lưu lại. Liền sẽ Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu nói, đi. Lam Phi Lâm rất mạnh, mọi người nhân số cũng đông đảo. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn chênh lệch, cũng không có khoa trương như vậy, tối thiểu nhất Miêu Miêu tốc độ nhanh. Rút lui đi, vừa ra Ngân Long Cung, toàn bộ đều là mê cung, đối phương đuổi không kịp. Bọn họ đều là thức thần tu luyện giả, tiểu phong ngươi bọc hậu, ta đi kéo làm. Lý Thiên Mệnh lúc này làm ra quyết định. Cửu Long Đế Tôn binh khí, từ bỏ. Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời không cần. Lý Thiên Mệnh tự mình định vị vẫn là rất rõ ràng. Đừng nói Lam Phi Lâm tối thiểu tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, đối phương hàng trăm người bên trong, tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai đều có mấy cái. Lúc này thời điểm cứng rắn, hoàn toàn không thực tế, hắn có Thanh Linh Tháp bảo mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng không có. Hành động. Ta phải nhanh điểm. Không phải vậy bọn họ, làm việc nhà, liền phải tuyệt hậu. Vu Tử Thiên khóc không ra nước mắt, bọn họ là tại, nhà A, cái gì làm việc nhà. Thời khắc này cục diện, đối Vu Tử Thiên tới nói, đã là hai mươi mấy năm, cũng chưa từng có vô cùng nhục nhã. Không nghĩ tới, một cái mỹ nhân, lại muốn để cho ta làm nhà. A không phải, Vu gia, để cho ta Vu gia tuyệt hậu A. Ta không đáp ứng, Thanh Hồn Điện không đáp ứng. Tuyệt thế đan thần không đáp ứng, ta liệt tổ liệt tông, đều không đáp ứng. Tại trước mắt hắn, nguyên một đám tóc xanh mình trần đại hán, ánh mắt mập mờ bao quanh hắn. Bên trong một cái, còn lộ ra ngay một thanh chỉ có 3 cm dài mảnh nhỏ đao, đặt ở ngoài miệng thổi một ngụm. Vu Tử Thiên nổi giận. Ta Cam Lâm mẹ, muốn để lão tử tuyệt hậu, người tối thiểu đến xuất ra một thanh 40 m đại đao đi. Nhục nhã. Đây là vô tình nhục nhã. Chậc chậc. Đè lại hắn, chuẩn bị hành hình. Cái kia 3 cm mảnh nhỏ đao, vô tình đưa về phía Vu Tử Thiên. Một đám tráng hán vây quanh, tràng diện 10 phần huyết tinh.
Phu Tử Thiên lạnh cả người. Đúng vào lúc này, một nhóm người này trực tiếp nhào tới. Trong tầm mắt tất cả đều là bắp thịt, quả thực gọi người ngạt thở. Ha ha! Lam Phi Lâm liếc một cái này kém cỏi quả thực để cho nàng buồn nôn muốn ói. Thì mặt hàng này, còn cùng chúng ta cấp độ này nổi danh. Tại Ngân Long Cung chung quanh, còn có mấy trăm người đệ tử. Bọn họ đều là nghe qua Vô Tử Thiên danh tiếng, lúc này thời điểm thấy hắn như thế thê thảm, ào ào hai mặt nhìn nhau. Bức trang lớn, cũng là đáng đời đi. Ai cũng muốn đứng tại người khác trên đỉnh đầu, nhưng, muốn là không có chân tài thực học, ngã xuống nhưng là sẽ ngã chết. Đồng tình. Bọn họ cũng không phải là Thanh Hồn Điện đệ tử, tự nhiên đồng tình không tới. Dù sao, Phụ Tử Thiên hưởng thụ lấy nhiều như vậy danh vọng cùng tư nguyên, người nào không ghen ghét đâu. Nguyên lai là cái bao cỏ, Thanh Hồn Điện thật sự là oan đại đầu. Một đám thiểu năng trí tuệ. Những lời này nghe, càng để cho người trái tim băng giá. Phụ Tử Thiên sắc mặt đều tím. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được cái này tàn khốc nhân gian ấm lạnh a. Làm chính mình không được thời điểm, liền tiểu sư muội Mạc Dư Song, đều có thể lập tức trở mặt không quen biết, huống chi là người khác đâu. Cũng liền Lý Thiên Mệnh, lúc này thời điểm còn tới cứu hắn. Đứng lại, hắn bỗng nhiên hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng. Làm cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Tránh ra một bên, lão tử muốn trang bức. Câu nói này nói xong, hắn giang hai cánh tay, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Cái kia như tê liệt thanh âm, trực tiếp để những cái kia Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, đều ngẩn người. Lui đan triều, ta đi mẹ ngươi. Hắn làm cho vang dội, nhưng là thân thể tựa hồ biến hóa không lớn, cho nên cái kia mình trần các tráng hắn cười to, tiếp tục đi lên áp. Đúng vào lúc này, Phụ Tử Thiên thân thể, tựa như là mở khóa một dạng, áp lực đến chỗ sâu lực lượng, đột nhiên ở giữa bạo phát ra. Thân thể của hắn phát ra một tiếng oanh minh. Một trận màu tím đen tinh luân nguyên lực, đột nhiên bạo phát, hình thành kinh khủng trùng kích lực, đem những cái kia người máu xanh, toàn bộ chấn bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Bên trong thân thể của hắn, tiếp tục phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, đó là lực lượng nổ tung. Trọn vẹn hơn một tháng, hắn lui đan triều cuối cùng đi qua. Tuy nhiên không xác định lúc nào sẽ lại đến, nhưng tối thiểu nhất, hắn dương mi thổ khí. Ha ha ha. Phụ Tử Thiên tóc rối bởi bay múa, chống nạnh cười như điên. Những cái kia bị đụng bay ra ngoài Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, nguyên một đám bỏ lên, khí huyết quay cuồng nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Loại này sắc mặt, có thể nói cực kỳ đặc sắc. Lâm tỷ, tình huống như thế nào? Ngân Long Cung bên trong lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Phụ Tử Thiên còn tại cười như điên, hưởng thụ lấy lực lượng trở về nhiệt huyết sôi trào. Lam Phi Lâm môi đỏ khẽ nhếch. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trên thực tế, nàng đạt được không ít tình báo, lại tổng hợp Phụ Tử Thiên tiến vô thiên chi cảnh sau biểu hiện, có phán đoán, cho rằng Phụ Tử Thiên không được. Có thể dạng này đều có thể phạm sai lầm, nàng xác thực rất im lặng. Bởi vì, Phụ Tử Thiên vừa mới kém cỏi, nếu như là giả vờ, vậy liền thật diễn kỹ xuất sắc. Có thể mấu chốt là, hắn rõ ràng có bản lĩnh, giả sợ bao có ý nghĩa gì. Người này thật sự là nhàm chán. Ta đến xử lý hắn, các ngươi khống ở tràng diện, đồng thời đem ba cái kia cầm xuống. Lam Phi Lâm im lặng về im lặng, tâm lý lại càng lãnh khốc. Nàng tách mọi người đi ra, bay qua hướng Phụ Tử Thiên, một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Phụ Tử Thiên chính vung tay lên, đối Lý Thiên Mệnh nói, Lý Sư Đệ, Vi Huynh giúp ngươi giải quyết những thứ này a miêu a cẩu, ngươi an tâm cầm binh khí của ngươi, không cần khách khí với ta. Ngươi nói thật a, Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng của hắn quả thực ngoài ý muốn. Vốn là muốn đi, không nghĩ tới Phụ Tử Thiên có thể làm, hơn nữa còn rất thẳng thắn, chủ động giúp đỡ. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn từ bỏ đoạt mệnh Ngân Long. Bớt nói nhảm, ánh mắt sáng lên, thật tốt học tập. Phụ Tử Thiên nói, châu bò. Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định, đem hết toàn lực cướp đoạt mệnh Ngân Long. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, các ngươi giúp ta. Tại cục diện hỗn loạn này bên trong, Lý Thiên Mệnh vốn định rút lui, lúc này thời điểm không lùi mà tiến tới, quay người hướng về Lam Huyết Tinh Hải đệ tử đánh tới. Bốn đầu cộng sinh thú trong nháy mắt xông ra, Lam Hoang cuồng chạy ra ngoài, trước mắt lập tức người ngã ngựa đổ. Cái kia trên trăm cái Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, phân ra ước chừng hơn 20 cái ngăn cản Lý Thiên Mệnh,
còn lại còn đang trấn nhiếp Ngân Long cung chung quanh vài trăm người. Cái này vừa đánh nhau, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lập tức liền dục dịch. Nói thật, bọn họ không phải không dám phản kháng, chính là sợ không ai dẫn đầu. Bây giờ Lý Thiên Mệnh chủ động động thủ, nó cộng sinh thú thần thông vừa thi triển, hỏa diễm, lôi đình, cự thú trùng kích, còn có bay múa đầy trời kiếm hình cánh hoa, trùng kích lực 10 phần, tại chỗ dẫn bạo toàn trường. Rầm rầm rầm. 20 mấy cái Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, tại không có dự liệu tình huống dưới, vậy mà không có thể ngăn ở Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, cái này cùng Dạ Lăng Phong Lâm Tiêu Tiêu có quan hệ. Làm những cái kia Lam Huyết Tinh Hải đệ tử thức thần hướng lúc đi ra, Dạ Lăng Phong liền thi triển thần thông nhiên hồn chú. Cái kia ngọn lửa đen kịt theo trên người hắn, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn, trực tiếp đụng ra ngoài, trong đám người nổ tung, cấp tốc nhào tới những cái kia thức thần phía trên. Những thứ này đại bộ phận đạp thiên chi cảnh thức thần, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn không được nhiên hồn chú tàn phá bừa bãi, kêu thảm chui về kiếp vòng. Thái cổ tà ma gần nhất cũng so sánh ra sức, nó trên thân huyết sắc lôi đình mãnh liệt, nắm giữ thân thể cường hãn nó, cùng Lam Hoang một trái một phải phóng đi. Lâm Tiêu Tiêu ngay tại trên cổ của nó, cung tên trong tay kéo căng, cửu huyễn điện ngục tiễn pháp phóng thích, mũi tên đột nhiên hóa thành huyết sắc điện xà, trong nháy mắt nổ tung, cùng thái cổ tà ma thần thông huyết điện hồn bạo lăn lộn cùng một chỗ, bao phủ lái đi. Cái kia cao tốc bão táp mũi tên, thậm chí xuyên thủng mấy cái đế tinh kết giới, làm cho này đệ tử, coi như tại cửu long đế táng phía trên, trong lúc nhất thời cũng không biết bay đi nơi nào. Ngăn lại hắn. Có người nộ hống. Ầm ầm. Dạ Lăng Phong đem thập phương chấn ma trụ găm trên mặt đất. Cái này thập phương chấn ma trụ đột nhiên mở rộng, theo trên mặt đất trực tiếp đè vào Ngân Long cung trên trần nhà, khoảng chừng hơn 10 mét to. Làm hắn đem lực lượng toàn bộ tràn vào thập phương chấn ma trụ thời điểm, cái kia đã từng thập phương chấn ma kết giới mãnh liệt căng ra, đem Lý Thiên Mệnh bọn họ toàn bộ bao phủ trong đó. Hắc ám lập tức buông xuống, nuốt sống Lam Huyết Tinh Hải đệ tử tầm mắt. Lý Thiên Mệnh lại đem đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, cả hai hỗn hợp, một công một thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được. Lúc này thời điểm hắn, đã đạt tới bách vạn ngân nhận kết giới bên cạnh. Tiên Tiên lấy nơi này làm cơ sở chỗ, trực tiếp giãn ra ra, lấy kết giới vì lưng, mặt hướng Lam Huyết Tinh Hải đệ tử. Cho ta một chút thời gian, chống đỡ. Lý Thiên Mệnh tướng tin năng lực của bọn hắn, liền hoàn toàn mặc kệ. Lần này, thuộc về mọi người cùng nhau trợ giúp hắn đoạt bảo, hắn đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Không có vấn đề. Tứ đại cộng sinh thú, Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, toàn bộ ở sau lưng của hắn gạt ra. Chịu đựng ngay từ đầu trùng kích, Lam Huyết Tinh Hải các đệ tử đã kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh không những không chạy, còn muốn làm cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, chỉ cần thức thần không bị tổn hại, toàn bộ công sát mà đến. Chặt bọn họ. Còn muốn đoạt thần binh. Đây là cấp 4 trật tự thần binh, để đó bất động, để ngươi chặt một ngày, ngươi có thể lấy đi. Trên trăm cái đạp thiên chi cảnh trở lên Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, đồng thời tiến công. Nhưng, bọn họ không để ý đến một chút. Khi bọn hắn toàn bộ đối phó Lý Thiên Mệnh thời điểm, chung quanh đó căn bản không đi mấy trăm đệ tử, cũng có chút ngồi không yên. Một mảnh hỗn loạn, bọn họ không nhớ được chúng ta. Lên. Cùng tiến lên. Cái này đáng chết thức thần nhất tộc, ỷ vào cho trật tự thiên tộc làm chó, mỗi lần đều diệu võ dương oai, nói trắng ra là Lam Huyết Tinh Hải cũng là trật tự thiên tộc một bộ phận, xếp vào tại chúng ta Thái Dương Vạn Tông nằm vùng, chuyên môn đến làm người buồn nôn. Có thanh hồn điện đệ tử bắt đầu, Vu Tử Thiên có thể đánh, để cho chúng ta trợ bọn họ một chút sức lực. Nói là trợ giúp, kỳ thật chỉ là muốn thừa dịp loạn đoạt bảo, cho nên mục tiêu của bọn hắn, căn bản cũng không phải là Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, mà chính là bách vạn ngân nhận kết giới. Nhưng, chỉ cần bọn họ tới, Lam Huyết Tinh Hải đệ tử liền càng thêm tức giận. Bọn họ tự nhiên không thể để những người này nhặt nhạnh chỗ tốt. Các ngươi thật là muốn chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ai dám tới, một hồi bò ra ngoài. Hung ác lời còn chưa nói hết, bọn họ phát hiện căn bản vô dụng. Bởi vì cái kia hơn ngàn con cộng sinh thú, mang lấy bọn hắn ngự thú sư, đã toàn bộ đập vào mà đến. Thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đệ tử, có lẽ đều có kiêu ngạo, làm đến bọn hắn dưới loại tình huống này, vẫn là đi lên ngăn cản. Cứ như vậy, liền đem cái này mấy trăm người, cưỡng ép bện thành một sợi dây thừng. Trước đánh bọn họ, đi chết đi, thức thần chó. Hỗn chiến lại lần nữa bạo phát.
Có sự gia nhập của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh áp lực chợt hạ xuống. Tại hắc ám cùng trong hỗn loạn, hắn duỗi ra hắc ám tí, từng giờ từng phút cậy mở cái kia bách vạn ngân nhận kết giới. Cái này dù sao cũng là cấp 4 trật tự kết giới, mà lại chủ yếu của nó công hiệu, cũng là phong cấm, bảo hộ, mà không phải Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới loại kia thủ hộ kết giới, cho nên càng khó phá trừ, Lý Thiên Mệnh cần một chút thời gian. Không có vấn đề a, Huỳnh Hỏa hỏi. Chỉ cần Vu Tử Thiên có thể đem Lam Phi Lâm ngăn lại, ta thì không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi xem một chút. Huỳnh Hỏa tại bên trong chiến trường xuyên thẳng qua, rốt cục nhìn đến Vu Tử Thiên. Quả thật đúng là không sai, hắn đang cùng Lam Phi Lâm độc đấu. Cái kia Lam Phi Lâm tay cầm một đầu lập lòe tinh thần xiềng xích, đây là cấp 4 trật tự thần binh, tên là Trạm Lam Tinh Hà, thuộc về cấp 4 trật tự thần binh bên trong, uy lực cao nhất một loại, chỉ là thiên địa thần khoáng đều hỗn hợp mấy loại. Lam Phi Lâm là sử dụng loại binh khí này cao thủ, đoạt mệnh ngân long tự nhiên là nàng mộng. Nàng nắm giữ 7 kiếp, thức thần chính là Lam Mị Tinh Linh. Đây là cùng loại hy hoàng, thất tinh nữ thần, thức thần, mỗi một cái đều là yêu nhiều nữ thần, quanh thân lam sáng lóng lánh, còn có chói lọi váy, váy phía trên tinh thần tô điểm, mỗi một cái lam mị tinh linh, đều có vô số tóc dài, cái kia tóc dài tản ra, tựa như là Lam Phi Lâm trong tay xiềng xích, bay lên đầy trời, hình thành một cái nhà tù, hướng về Vu Tử Thiên bao phủ tới. Người thật là chưa thấy quan tài, không rơi lệ. Nàng trưởng khống cục diện, xuất hiện loại biến cố này. Lam Phi Lâm tâm tình cực độ bạo lệ. Trong tay Trạm Lam Tinh Hà bay múa thời điểm, Lam Mị Tinh Linh tóc dài, cũng tại bay múa đầy trời, thậm chí còn đi công kích, cái kia mấy trăm sông lên đệ tử khác. Ngay tại nàng biết thần hiển lộ tài năng thời điểm. Một bóng người lấp lóe đến sau người. Trong tay hắn một thanh huyết sắc tiểu đao, đâm vào bên trong một cái Lam Mị Tinh Linh trên thân. Cái kia Lam Mị Tinh Linh nhất thời kêu thảm. Rất nhiều người thực sự không thể tin tưởng. Cứ như vậy một cây tiểu đao, vậy mà để lớn như vậy thức thần, tại chỗ sụp đổ. Xuất thủ người, đương nhiên là Dạ Lăng Phong. Có cái kia mấy trăm người đệ tử trợ giúp, hắn áp lực nhỏ rất nhiều, tới thì cho Lam Phi Lâm một đao. Cùng lúc đó, nhiên hồn chú theo trên người hắn, nhào tới còn lại Lam Mị Tinh Linh trên thân, hắc hỏa bắt đầu đoán tạo. Cái kia hào quang diễm lệ Lam Mị Tinh Linh, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi nữ thần phong phạm, kêu thảm nộ hống. Tuy nhiên không đến mức chôn vùi, nhưng hắn chiến đấu lực, tuyệt đối nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Phong sư đệ, chớ có ảnh hưởng vi huynh cùng Lam cô nương phong hoa tuyết nguyệt. Vu Tử Thiên cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói hai lời, đem đối thủ trả lại hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể nhằm vào một chút thức thần. Dạ Lăng Phong rút đi, nhưng Lam Mị Tinh Linh phía trên hắc hỏa vẫn còn ở đó. Lúc này thời điểm. Lam Phi Lâm đã thi triển Thiên Hà Tinh Tướng. Tinh tướng uy lực, để cho nàng cùng thức thần ở giữa, thành lập Thiên Hà, lẫn nhau tương liên. Vô số tinh luân nguyên lực như là dòng sông một dạng, ở tại bên người lưu chuyển, dường như để Vu Tử Thiên, đặt mình vào tại Giang Hà bên trong. Điêu trùng tiểu kỹ, dám múa búa trước cửa lỗ ban. Nhìn ta, hương hương tinh tướng. Tinh quang thiểm diệu bên trong, Vu Tử Thiên tóc tím phấn khởi, bựa giết ra. Hắn tinh luân nguyên lực phóng một cái, tinh tướng nhìn không thấy, lại có một cỗ mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt xông vào mũi. Đây là cái gì vị đạo? Đây chính là tinh tướng uy lực, không cảm thấy buồn cười à? Lam Phi Lâm một bên nhẫn nại lấy thức thần thiêu đốt, một bên vung vẩy trật tự thần binh, Trạm Lam Tinh Hà, thi triển bốn cảnh thần quyết, thiểm ma liệt tinh liên, quất hướng Vu Tử Thiên. Cái này gọi chân nam nhân giống được vị đạo, người ngửi nhiều mấy ngụm, cam đoan người đối với ta xuân. Tâm dập dờn, bản thân chính là nữ thiên tài khắc tinh. Vu Tử Thiên cười to, hắn tại thiểm ma liệt tinh liên chi bên trong du tẩu, biến hóa ra từng đạo huyễn ảnh, né tránh đối phương công kích, hiệu suất phi thường cao. Cái này rõ ràng là một loại đỉnh cấp thân pháp thần quyết. Lam Phi Lâm lại ngửi một cái, quả nhiên phát hiện mình thân thể, phát sinh biến hóa kỳ diệu, vậy mà nhịn không được thoải mái kêu ra tiếng âm tới. Cái kia một tiếng hừ nhẹ, vừa đúng. Nghe được khá hơn chút người mặt đỏ dần. Đáng chết, người cái này tinh tướng có, mùi vị mê hồn, uy lực, thật sự là hạ tiện thủ đoạn. Lam Phi Lâm tức giận đến phát run. Nàng có bốn cái thức thần đã bị hao tổn, chỉ có thể thu hồi kiếp vòng, còn lại ba cái Lam Mị Tinh Linh, cùng nàng cùng một chỗ bạo sát. Cái kia đầy trời xiềng xích cùng tóc dài bên trong, tựa hồ liền một con muỗi, đều không bay ra được. Nói thật,
Đánh đến nơi đây, Phù Tử Thiên còn không có rơi vào hạ phong, đã để tại chỗ tất cả mọi người, hoàn toàn tiêu trừ hắn thiên tài hoài nghi, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Nhất là Lam Huyết Tinh Hải các đệ tử, sắc mặt đều rất khó coi. Phù Tử Thiên, có thể tính khổ tận cam lai. Giờ phút này, tại Lam Phi Lâm công sát dưới, hắn hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, lại nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, ngoài miệng còn mang theo tiện như vậy nụ cười, nói, Lam cô nương, ngươi không quá được a. Ngươi cái này roi ra thì cái này chút khí lực, còn không bằng điểm mấy cây ngọn nến. Chết! Lam Phi Lâm giết đi qua, Ngân Long cung vách tường, văng lên chướng mắt sao hỏa. Ai ai ai, quá hung a, xem ra ca ca muốn bày ra bản lĩnh thật sự, mới có thể hàng phục ngươi. Ra đi, của ta nữ vương phiến. Phù Tử Thiên một bên cho mình phối âm, một bên quất ra quạt giấy, đột nhiên hất ra, bên trong năm cái thiên tư quốc sắc mỹ nhân đồ, gọi là một cái kinh diễm. Cái này, nữ vương phiến, rất bí mật, nhưng Dạ Lăng Phong thấy được khí hồn, cái kia liền biết, đây cũng là cấp 7 trật tự thần binh, chính là Phù Tử Thiên át chủ bài. Nhìn kỹ, ta cái này một quạt đi qua, váy của ngươi liền phải bay lên. Phù Tử Thiên tại màu xanh lam xiềng xích bên trong. Dùng, nữ vương phiến, cưỡng ép ngăn trở lần lượt công kích. Lam Phi Lâm không thèm để ý hắn, mặc kệ là chiến quyết vẫn là thức thần đạo kiếp, đều tại đánh cho đến chết. Không tin, vậy liền ăn ta một chiêu thiên hạ vô song độc cô cầu bại tuyệt sát, suy quần phiến pháp. Phù Tử Thiên tay cầm hất lên, nữ vương phiến quét ngang. Đột nhiên ở giữa, vậy mà thật sinh ra một đạo vô hình mãnh liệt phong bạo, ngưng kết thành một đạo vòi rồng, trong nháy mắt đánh bay xiềng xích. Đụng vào Lam Phi Lâm trên thân. Lam Phi Lâm dùng thức thần ngăn cản. Ông! Phong bạo chui vào thức thần, còn đụng vào hắn trên thân. Trong lúc nhất thời, thật đem váy của nàng cho hất bay. Qua Nga, Phù Tử Thiên mập mờ cười một tiếng, nói, thật trắng. Hắn tuy nhiên buồn cười, khoa trương, nhưng là một chiêu này uy lực, thật sự là đủ mạnh. Chẳng những phá vỡ một cái thức thần, càng đem Lam Phi Lâm đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào Ngân Long cung trên vách đá, thậm chí khóe miệng đổ máu, ngũ tạng lục phủ bị thương. T. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều thấy được Lam Phi Lâm thời khắc này bộ dáng chật vật, lại nhìn Phù Tử Thiên hất đầu phát, mãnh liệt phiến cây quạt, một bộ, phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ. Mỗi người, đều hít một hơi hơi lạnh, cảm giác não tử rối loạn. Thật sẽ có nhị lưu thế lực tông môn đệ tử, mạnh đến loại trình độ này, đem Lam Huyết Tinh Hải mạnh nhất đệ tử đều đánh bại. Coi như Lam Phi Lâm thức thần không hoàn chỉnh, dạng này một màn, cũng quá kinh người. Phù Tử Thiên, lợi hại a. Không nghĩ tới, hắn thật lợi hại như vậy, trước kia nghi vấn hắn người, thật có thể ngậm miệng. Những cái kia Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, vội vàng đi nâng Lam Phi Lâm, lại làm cho nàng phẫn nộ hất ra. Những thứ này người máu xanh, hiện tại có thể khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, có người chui vào kết giới. Rít lên một tiếng. Để Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, triệt để tâm tính nổ tung. Người nào? Một câu nói kia, để trên trận tất cả chiến đấu đều đình chỉ. Phù Tử Thiên còn đẹp trai không có qua thời gian ba cái hô hấp, danh tiếng thì bị cướp đi. Thật không hổ là ta Phù Tử Thiên sư đệ, khụ khụ. Hắn cười to nói. Không sai, giờ phút này chui vào thiếu niên tóc trắng, chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn bên ngoài liếc một chút, mặt không biểu tình. Đi hướng cái kia 10.000 mét lớn lên ngân sắc thần long. Hắn làm sao đi vào? Hắn phá kết giới, có vẻ giống như kết giới còn tại a. Phạm vi nhỏ đánh vỡ. Nhanh đoạt a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỗ có người tuổi trẻ, tại rung động sau khi, lại là cuống cuồng vạn phần. Chỉ là không biết sao, mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, 1 triệu ngân long kết giới, vẫn là không thể phá vỡ. Lam Phi Lâm đứng tại kết giới kia trước. Song quyền nắm chặt, trong mắt Lam Huyết mãnh liệt. Nàng muốn đi lên phía trước. Có thể còn chưa đi một bước, một cái thanh niên tóc tím lại vọt đến trước mắt nàng, quạt giấy múa nhẹ, cười hì hì nhìn lấy Lam Phi Lâm. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần hắn đứng tại cái này, thái độ thì rất rõ ràng. Bảo bối này, ta sư đệ nhận, các ngươi, lăn. Lam Huyết Tinh Hải, dù sao nhiều người. Hiện tại là dựa vào Phù Tử Thiên bọn họ. Lại đến đệ tử khác làm dối, mới có thể giằng co. Bây giờ Lý Thiên Mệnh chiếm cứ tiên cơ, cái kia mấy trăm người đệ tử, ngược lại đem đầu mâu, đối cho phép bọn họ đội ngũ. Đây là nhân chi thường tình, bảo vật phía trước, ai muốn lạc hậu. Kết quả là, trong thời gian ngắn,
Lam Huyết Tinh Hải cùng cái kia mấy trăm người đệ tử, ngược lại mục tiêu giống nhau. Phu Tử Thiên lúc này thời điểm còn cản đường, bọn họ coi như lại bội phục hắn, có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời, đều tại sông về phía trước. Khác để bọn hắn đạt được. Công bình cạnh tranh, Phu Tử Thiên, chính ngươi không muốn, thì chớ cản đường. Tại chỗ đa số đều là đạp thiên chi cảnh người trẻ tuổi, hắn cộng sinh thú thần thông cùng thức thần đạo kiếp thi triển, phong bạo, lôi đình, hỏa diễm, luồng khí lạnh chờ một chút phô thiên cái địa uy lực, giống như là biển gầm cuốn tới. Bớt nói nhảm, ăn ta một cái, váy đều bay lên đi. Phu Tử Thiên, can đảm hơn người, tích xúc một tháng, mới có một lần bạo phát, thời điểm then chốt, trang bức nguyên bộ, cũng là một loại phát tiết. Không đựng dễ chịu, như thế nào phát tiết biệt khuất. Ông, trong tay hắn, nữ vương phiến, cái kia năm cái mỹ nhân đồ lập lòe, người ở ngoài xa căn bản không nhìn thấy. Cái này năm cái khí hồn, chẳng những sẽ động, còn tại cái kia cây quạt phía trên hát hay múa giỏi. Mơ hồ có du dương uyển chuyển tiếng ca, theo cái này cây quạt bên trong truyền ra. Từng trận mùi thơm, theo phong bạo bao phủ. Rầm rầm rầm, Phu Tử Thiên cái này một quạt, quyển ra cuồng bạo phong bạo. Cái kia phong bạo xoay tròn lấy, làm cho cả Ngân Long Cung đều lâm vào trong hỗn loạn. Đối phương rất nhiều thần thông đạo kiếp, bao quát rất nhiều đạp thiên chi cảnh đệ tử, đều bị cái này nghiền ép mà đi phong bạo cuốn vào trong đó, chật vật lật lăn ra ngoài. Phanh phanh. Trong thời gian ngắn, còn thật không ai có thể cận thân. Phu Tử Thiên, quá mạnh. Con hàng này giả heo ăn thịt hổ, vô sỉ a. Ta trước đó còn cảm thấy, sư đệ sư muội của hắn lợi hại, bây giờ nhìn, hắn so cái kia Lý Thiên Mệnh, còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Thanh hồn điện đây là trên trời rơi xuống vận may. Vậy mà sinh ra nhiều như vậy đỉnh phong thiên tài. Lần này vô thiên chi chiến kết thúc, bọn họ còn thủ được sao? Tối thiểu nhất Vân Thượng Tiên Cung, sẽ không để cho bọn họ yên ổn trưởng thành. Rất nhiều đệ tử, ào ào lâm vào trong kinh ngạc, bị Phu Tử Thiên cơn bão táp này chi phiến, quyển đạt được chỗ bay tứ tung, người ngã ngựa đổ. Không ít to lớn cộng sinh thú, đều không có thể ổn định thân thể, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Trận này biểu diễn, để không ít người đều đối Phu Tử Thiên, sinh ra thật sâu kính sợ. Những người này đối đại ánh mắt của mình, chính là Phu Tử Thiên chỗ mong đợi a. Ai? Dù là bỉ nhân chỉ là pháo hoa, lập lòe qua, chính là vĩnh hằng. Hắn nói ra một câu nói kia, tự hiểu là rất có tài văn chương, thật tình không biết tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trong lỗ tai, chỉ nghe được bựa. Vừa mới dứt lời, lại là một đám người vò tới trên mặt của hắn. Phải nhanh lên một chút. Lý Thiên Mệnh không quay đầu nhìn, chỉ là nghe thanh âm, đều biết các bằng hữu áp lực phi thường lớn. Hắn động tác cấp tốc, vọt thẳng hướng về phía cái kia một giọt tôn huyết. Giống. Cái kia dài đến 10.000 mét ngân long xiềng xích, kỳ khí hồn cảm nhận được Lý Thiên Mệnh tồn tại, một kiện trật tự thần binh, vậy mà tự mình bắt đầu chuyển động. Đạo này 10.000 mét lớn lên thần long hư ảnh đem bao phủ, hướng về Lý Thiên Mệnh cắn xé mà đến. Đương đương đương. Cái kia, đoạt mệnh ngân long, trực tiếp quấn quanh đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Trên đó gai nhọn cùng bạc nhận, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh trên thân ma sát, cắt chém, đâm xuyên. Có tử phủ tháp tọa chấn, huyết nhục của hắn phòng ngự lực rất mạnh, nhưng mặc kệ là Đông Hoàng kiếm vẫn là Thái Nhất tháp, đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh suy đoán, bọn họ cũng có khả năng sẽ có khí hồn. Tử phủ tháp đến từ Thái Nhất tháp, nó đã phân tán đến Lý Thiên Mệnh mỗi một cái giới tử bên trong, đối mặt cái này đoạt mệnh ngân long cắt chém, Lý Thiên Mệnh thân thể máu thịt, hoàn toàn ngăn không được. Phốc phốc phốc, máu me khắp người, rất sắc bén. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây là hắn gặp qua lớn nhất binh khí sắc bén, bởi vì hắn chất liệu cũng là cắt hư thần mỏ. Nếu như đem cái này đoạt mệnh ngân long, tát tại một đầu đạp thiên chi cảnh cự thú trên thân, chỉ dựa vào này phong lợi, đều có thể đem, cắt thành thịt nát. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên bị cuốn lấy, nhưng là cặp mắt của hắn lại tại tỏa ánh sáng. Tà ma về sau, liền rốt cuộc không dùng xiềng xích. Trên thực tế đang dùng kiếm trước đó, xiềng xích. Ngược lại là Lý Thiên Mệnh binh khí thường dùng. Hắn ánh mắt hỏa nhiệt. Tôn huyết đang ở trước mắt. Đương đương đương. Đoạt mệnh ngân long dù sao không có trưởng khống giả, chỉ dựa vào khí hồn lưu lại lực lượng, rất khó triệt để rảo sát Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào Đông Hoàng kiếm, xé mở cái này một đầu ngân long, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại cái kia tôn huyết trước mặt. Đây là mấy chục vạn năm trước,
Cửu Long Đế Tôn lưu lại huyết. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đánh nát cái kia cái bình, đem giọt máu này để vào trong mồm, trực tiếp nuốt xuống. Xì xì xì. Một giọt này tuôn huyết, tựa như là như hỏa diễm, thiêu tiến dạ dày, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, xâm lấn lấy Lý Thiên Mệnh huyết mạch, thậm chí có đảo khách thành chủ ý tứ. Trên thực tế, nếu là người bình thường, rất dễ dàng bị Cửu Long Đế Tôn ý chí ảnh hưởng, tính cách cải biến. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú chi thể. Đối phương giọt máu này tuy nhiên bá đạo, có thể nhập bên trong thân thể của hắn, tựa như là tiến vào mênh mông biển lớn. Hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh huyết mạch chiếm đoạt, dung hợp, tiêu hóa, không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió. Quá trình này về sau, trên người hắn liền có Cửu Long Đế Tôn huyết mạch khí tức. Làm phong tồn mấy trăm ngàn năm Cửu Long Đế Tôn thần binh, cái này đoạt mệnh ngân long vừa mới đem Lý Thiên Mệnh quấn quanh tầng mấy chục, chính giống như rắn độc rảo sát hắn, lại tại thời khắc này, hoàn toàn ngừng lại. Nó lập tức thoát ly Lý Thiên Mệnh thân thể. Cái này một đầu ngân long khí hồn, lại là hồ nghi, lại là hoài niệm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ của bọn nó cũng không cao cấp, đại khái cùng hung thú tương tự. Ô ô, lại chờ một lúc. Ngân long khí hồn bò lổm ngổm, vây quanh Lý Thiên Mệnh lắc lư. Tại nó lôi kéo dưới, đoạt mệnh ngân long phía trên ngân hoàn, ngân đao cùng gai bạc, cũng đang rung động lấy, phát ra linh đang một dạng giòn vang. Ánh mắt của nó, phảng phất tại kể rõ bốn chữ. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút, trong lòng khí huyết bành trướng, đối với nó nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của ngươi. Ngày nghỉ thời gian, ngươi, đoạt mệnh ngân long, đại danh, chắc chắn trọng trấn thiên hạ. Giống giống. Ngân long khí hồn gầm nhẹ gào thét, ánh mắt hỏa nhiệt. Đến. Tại Lý Thiên Mệnh một tiếng kêu gọi phía dưới, cái này 10.000 mét lớn lên ngân sắc xiềng xích bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu dài 1 mét ngân sắc tiểu long, quấn quanh ở Lý Thiên Mệnh trên cánh tay trái. Nó xem ra người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là làm Lý Thiên Mệnh, đem vãi ra thời điểm, nó có thể trong nháy mắt kéo dài hơn vạn mét, trở thành đoạt mệnh lợi khí. Không dùng quá nhiều tinh luân nguyên lực, chỉ là nó bộ phận lưỡi chi sắc bén, còn có băng minh viêm, liệt thiên lôi điện các loại nguyên tố thần tai mang tới uy lực, lực sát thương đã rất mạnh mẽ. Cấp 7 trật tự thần binh, thuộc về trật tự tinh không tối đỉnh cấp thần binh hàng ngũ, trong đó bộ ẩn chứa minh mông cấp 7 nguyên tố thần tai lực lượng, nếu không phải là bởi vì tôn huyết tồn tại. Ngân long khí hồn vì Lý Thiên Mệnh khống chế những lực lượng này, hắn căn bản là không có cách trưởng khống, thậm chí sẽ bị thần binh phản phệ. Ra ngoài, hắn đã dung hợp tôn huyết, nói thật, phía ngoài các đệ tử, đã cái kia từ bỏ. Tôn huyết chỉ có thể dung hợp một lần, trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể chân chính nắm giữ cái này đoạt mệnh ngân long, để ngân long khí hồn quen thuộc huyết mạch của hắn, như thế hắn lưu lại tôn huyết, mới có thể để cho trước mắt những đệ tử này kế thừa thần binh. Nhưng cái này tối thiểu đến mấy chục năm, để Lý Thiên Mệnh có Giang Thanh lưu loại thực lực đó. Duy nhất cướp đi, đoạt mệnh ngân long, phương thức, cũng là cưỡng ép cướp đoạt, để trưởng bối cường giả, cưỡng ép chân áp ngân long khí hồn. Nhưng nơi này là vô thiên chi cảnh. Những người này coi như có thể cướp đi, bọn họ cũng không dùng đến, chỉ có thể về sau giao cho trưởng bối. Dù sao, tôn huyết đã quy ta, đệ tử phương diệt, đã không người có thể lại trưởng khống đoạt mệnh ngân long. Làm đoạt mệnh ngân long có thuộc về sau, cái này tồn tại ở mấy trăm ngàn năm bách vạn ngân nhận kết giới, hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, tại chỗ nổ tung. Nó hóa thành vô số ngân sắc toái phiến, bay múa ra ngoài. Lý Thiên Mệnh bởi vậy, bại lộ tại nhiều vị đệ tử trước mắt. Ai, không đùa. Rất nhiều xuất thân tông môn liền thanh hồn điện cũng không bằng đệ tử, căn bản không dám đoạt. Cũng chỉ còn lại lam huyết tinh hải người. Lúc này thời điểm còn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đoạt. Lam Phi Lâm cắn răng nói một chữ. Đừng nói Lý Thiên Mệnh, cầm đi nàng khát vọng đồ vật, chỉ là Lam Tinh Diệu mối thù, đều khó có khả năng tiêu trừ. Một nhóm người này, lại lần nữa xông đi lên. Ồ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt đoạt mệnh ngân long, híp mắt nhìn Lam Phi Lâm liếc một chút. Trong tay hắn hắc ám tí chấn động, một tiếng long ngâm. Cái kia đoạt mệnh ngân long hóa thành một đạo lập lòe ngân quang. Trực tiếp rút ra ngoài. Ba ba. Lam Phi Lâm bên người hai cái tinh tướng thần cảnh tóc xanh trắng hán, còn không có kịp phản ứng, ở ngực tại chỗ da chóc thịt bong. Thậm chí, liền xương ngực đều đứt gãy. Phải biết,
Bọn họ còn lấy thức thần cùng binh khí ngăn cản, đều ngăn không được đoạt mệnh ngân long uy lực. Xì xì. Băng minh viêm tại máu thịt phía trên thiêu đốt. Đây là băng lãnh lửa, càng thiêu càng đau. Còn có liệt thiên lôi điện, thổ bạo tiến vào thân thể, xé rách ngũ tạng lục phủ, tử ngục đao phong cùng cực hàn băng phong đâm vào huyết nhục, lực sát thương càng dữ tợn. Cấp 7 trật tự thần binh uy lực, tại chỗ dọa sợ mọi người. Thì cái này hai cây roi, hai cái tinh tướng thần cảnh đệ tử, trực tiếp lăn trên mặt đất kêu thảm. Lam Phi Lâm còn muốn tới, lại để cho Vô Tử Thiên một quạt cuốn ra ngoài, váy bay trên trời. Lý Thiên Mệnh đối đoạt mệnh ngân long uy lực, tâm lý đã nắm chắc. Một trận chiến này, Dạ Lăng Phong bọn họ cũng hơi mệt chút. Bảo vật tới tay, nơi đây tự nhiên không nên ở lâu, sau đó Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đối liếc một chút. Đi. Được rồi. Bốn người hội tụ cùng một chỗ, lấy nữ vương phiến cùng đoạt mệnh ngân long mở đường. Lam huyết tinh hải đệ tử tới cũng là chết. Đế tinh kết giới một phá, ai cũng đến xéo đi. Vô Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh, các ngươi chết chắc. Thì coi như các ngươi rời đi vô thiên chi cảnh, lấy đi ta đoạt mệnh ngân long, vô thiên chi chiến kết thúc ngày, ta Lam huyết tinh hải đại quân, tất nhiên giết tới các ngươi thanh hồn kiếm phong. Đến lúc đó, ngươi đến quỳ trên mặt đất, đem đoạt mệnh ngân long, hiện lên đến trước mặt ta. Lam Phi Lâm tức điên, thanh âm đều sắc nhọn không ít, cái kia khuôn mặt đều giận đến bóp méo. Coi như thế, ngươi lại có thể thế nào, chờ ngươi có thể sử dụng cái này đoạt mệnh ngân long, thời gian đều đi qua mấy trăm năm sao a? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Không có tôn huyết, đệ tử trẻ tuổi, cũng đừng nghĩ vượt qua cấp bậc, sử dụng loại này thần binh. Lam cô nương, các ngươi Lam huyết tinh hải không được a, còn lại thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn thế lực, những thiên tài kia phụ mẫu, đều bỏ được đem chính mình có khí hồn binh khí, trực tiếp dùng tôn huyết truyền thừa con nối dõi. Người không có, hắc hắc. Phu Tử Thiên một câu nói kia, càng làm cho Lam Phi Lâm thổ huyết. Khí hồn thần binh, làm cho một thiên tài chiến đấu lực, phát sinh thuế biến, tại cùng thế hệ cạnh tranh bên trong, chiếm cứ ưu thế. Trật tự chi địa trong lịch sử, tự nhiên có cường giả, đem chính mình cấp 7 trật tự thần binh, dùng tôn huyết phương thức, truyền cho con nối dõi, đệ tử, để đệ tử chiến đấu lực tăng lên. Nhưng nói thật, cái này cũng không bảo hiểm. Bởi vì, cái này là cường giả đều đỏ mắt binh khí, muốn là một chút không có nhìn tốt, để cho người khác sát nhân đoạt bảo, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Chỉ có tối đỉnh cấp thế lực, mới dám làm như vậy. Bởi vì mỗi một dạng khí hồn thần binh, tại trật tự chi địa đều mọi người đều biết, kể từ đó, ai dám đoạt. Đoạt cũng không dám dùng. Nói ngắn gọn chính là, để 30 tuổi không đến tiểu bối, sử dụng khí hồn thần binh, không phải rất có cần phải. Nhưng vô thiên chi cảnh loại trường hợp này, vì cạnh tranh thiên cung danh ngạch, hiện tượng này ngược lại là so khá thường gặp. Đồng dạng các loại vô thiên chi chiến kết thúc, trưởng bối sẽ đem binh khí thu hồi đi. Lam Phi Lâm đã đạt đến có thể hướng trưởng bối, đòi hỏi khí hồn thần binh tiêu chuẩn. Dù sao, nàng cũng tại tranh đoạt thiên cung danh ngạch. Chỉ là, trưởng bối của nàng cũng không có cho phép. Cái này khiến Lam Phi Lâm tương đương khó chịu. May mắn đụng tới đoạt mệnh ngân long. Có thể đền bù nàng phương diện này thế yếu, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm thì cầm đi nó, nàng như thế nào lại không giận đến thổ huyết. Chỉ là, phẫn nộ cũng không dùng. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nàng dây dưa, dù sao hắn chỉ có cửu tôn thiên, tự biết không phải tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư đối thủ của nàng. Hắn cùng hắn, các sư huynh đệ, giết ra một đường máu, tùy tiện xông vào một cái lối đi. Đến trong thông đạo về sau. Phu Tử Thiên suy quần phiến pháp uy lực càng mạnh. Lam Phi Lâm dẫn người vừa xông tới, liền bị một trận cuồng phong cuốn đi ra, đợi nàng lại truy vào đi thời điểm, phía trước thì xuất hiện 10 cái chỗ ngã ba. Cách mỗi mấy ngàn mét, thì có một cái mở rộng chi nhánh. Dạng này mê cung, trên cơ bản mang ý nghĩa, nàng và đoạt mệnh ngân long, triệt để không có duyên phận. Lâm tỷ, bên người Lam huyết tinh hải đệ tử, nguyên một đám đuổi đến thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn lên, Lam Phi Lâm đứng tại một cái phân nhánh miệng, trên thân tinh quang thiểm diệu. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong, tựa hồ có vô tận ngôi sao đụng nhau, nổ tung. Nàng nắm chặt song quyền, tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng. Lan, đều cho ta cút. Nàng là Lam huyết tinh hải tiểu công chúa, Thái Dương vạn tông tiểu bối bên trong 10 vị trí đầu thiên chi kiều nữ. Nam nhân khác đối nàng, từ trước đến nay đều chỉ có quỷ liếm. Có thể hôm nay lại bị hai cái nhị lưu thế lực nam đệ tử
cho đùa bỡn mất hết mặt mũi. Lâm tỷ bớt giận, nói thật, tôn huyết một không, chẳng khác nào không chiếm được đoạt mệnh ngân long, bất quá không quan hệ, bực này bảo bối, thanh hồn điện căn bản không xứng nắm giữ. Chờ chúng ta ra ngoài, trực tiếp cáo chi cha mẹ ngươi, liên hợp còn lại trưởng bối, lập tức hướng thanh hồn điện tạo áp lực, bọn họ nhất định giao ra đoạt mệnh ngân long. Khá hơn chút đệ tử, vội vàng an ủi Lam Phi Lâm. Ha ha, phô thiên chi cảnh bên trong có được đồ vật, sau khi ra ngoài, chúng ta cứng rắn đoạt, ngươi làm thiên cung là bài trí A. Lam Phi Lâm mắt trợn trắng lên. Nàng vừa rồi lối ra uy hiếp, cũng chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng. Thiên cung thiết lập trò chơi quy tắc, ai dám làm loạn. Có điều, trên mặt nổi không được, nhưng là có thể thông qua những phương thức khác, cho thanh hồn điện chơi ngáng chân, để chính bọn hắn lĩnh ngộ, nên làm cái gì. Lam Phi Lâm cười lạnh nói. Lâm tỷ có ý tứ là, thanh hồn điện người cạnh tranh là ai? Vân Thượng Tiên Cung, ta đã hiểu. Địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Cửu Long đế táng bên ngoài. Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Đế táng nặng xuống mặt đất về sau, một trận đại hỗn chiến tiếp tục đến bây giờ, nhưng càng đánh xuống, người càng ít đi. Đại đa số người minh bạch, đỏ mắt đế táng, còn không bằng chân thật, tiếp tục tại cái này vô thiên chi cảnh tầm bảo. Còn có hơn 900 triệu người ở bên ngoài, mà đế tinh bảng đệ nhất, bất quá là 27 vạn phần. Muốn là đủ cường đại, đánh bại nhiều người hơn, phía ngoài đệ tử, cũng có khả năng trèo lên đỉnh đệ nhất. Mà lại ngoại trừ Cửu Long đế táng, nghe nói rất nhiều người, đều tại vô thiên chi cảnh bên trong, tiến qua không ít còn lại bí cảnh, cũng có thu hoạch. Vũ trụ thần nguyên, thần binh, đan dược, khắp nơi đều là. Đây đều là thiên cung, vì trung hạ tầng đệ tử, thiết lập dụ hoặc. Trong vòng nửa canh giờ, mọi người không nhìn thấy Cửu Long đế táng bên trong thị giác, liền đem chú ý lực, đặt ở đế tinh bảng phía trên. Trong mây mù, đế tinh bảng, lặng yên biến hóa. Những cái kia có điểm đỏ tên, điểm số biến hóa giống như không lớn. Điều này nói rõ, tiến vào đế táng bên trong, ngược lại sẽ ảnh hưởng điểm số tăng lên. Như vậy, chúng ta có cơ hội à? Sự thật này, để không tiến vào đệ tử, tâm lý rất là dễ chịu. Đúng vào lúc này, một cái kinh thiên biến hóa sinh ra. Các ngươi nhìn, rất nhiều người mất tiếng. Nhìn cái gì, đế tinh bảng, không biến hóa à? Đại đa số người nhìn lướt qua. Tề thiên bia phía trên, vẫn là như cũ. Nhìn hạng nhất, càng ngày càng nhiều người chú ý tới, đế tinh bảng đứng đầu bảng vị trí, đã đổi người. Lúc trước là, vô mộng tiên quốc, vi sinh mặc nhiễm, hết thảy 280.000 phân. Mà bây giờ, nàng bị kéo đến người thứ hai. Hạng nhất, thanh thanh hồn điện Lý Thiên Mệnh. Lại là hắn, lần nữa trèo lên đỉnh. Các người chú ý tới không có. Vừa mới hắn bắt đầu 230.000, trong nháy mắt trực tiếp tăng thêm 200.000 phân, vọt thẳng đến 43 vạn. Cái này căn bản không phải dựa vào, đánh bại đếm, lấy được điểm số. Hắn đến cùng làm cái gì? Càng ngày càng nhiều đệ tử, phát hiện Lý Thiên Mệnh trên diện rộng phản siêu. Một cái thực lực đại khái vì tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2 đệ tử, chiến đấu lực tối thiểu bài danh mấy trăm về sau, lại có thể liên tục 2 lần trèo lên đỉnh đệ nhất. Lần thứ nhất có lẽ là vận khí, mà cái này lần thứ hai, hắn một đường tăng vọt, liền đánh bại 280.000 người vi sinh mặc nhiễm, đều kéo xuống ngựa, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này thanh hồn điện đệ tử, đến cùng là làm sao làm được? Khó đạo thiên cung sai lầm, đem vô tử thiên điểm số, đều thêm ở trên người hắn. Điều đó không có khả năng, sẽ không ra sai. Bọn họ ngoại trừ không nghĩ ra, tâm lý liền còn lại rung động. Dù sao, đây không phải tiểu đà tiểu nháo, mà chính là 1 tỷ người tham chiến, khắp thiên hạ chú ý siêu cấp việc quan trọng. Đế tinh bảng bài danh biến hóa, như thế trực quan. Phía ngoài cường giả trưởng bối, ngược lại càng dễ nhìn đến. Một lần gia tăng 200.000 phân, làm cho cả trật tự chi địa ánh mắt, đều trong nháy mắt tập trung đến, Lý Thiên Mệnh, 3 chữ này phía trên. Lại là hắn. Tiểu hài này chẳng lẽ là thiên cung một vị nào đó con nối dõi, trực tiếp cho phân A. Xem ra là tại Cửu Long đế táng có thu hoạch. Thu hoạch gì, trực tiếp cho 200.000 phân. Công bình ở đâu? Lời nói có thể đừng nói như vậy, thiên cung cho tới bây giờ đều chưa nói qua, đánh bại đếm cũng là duy nhất tiêu chuẩn, 30 tuổi trở xuống, có người 20, có người 30, coi như thiên phú giống nhau, cảnh giới cũng sẽ có khác nhau, dựa vào đánh bại đếm, chiến đấu lực phân cao thấp,
đối tuổi nhỏ tới nói, vốn cũng không công bình, đế tinh bảng phía trên, thiên phú tỷ trọng, vốn nên càng cao. Ý của ngươi là, có thể tại Cửu Long đế táng đoạt được bảo tàng, là thiên phú cao ý tứ. Không phải vậy đâu. Hết thảy do trời cung chế định. Đây là thiên cung tại, nhận người, bọn họ lại không muốn chiêu phế vật, cho nên, nghi vấn thiên cung quy tắc, căn bản không có ý nghĩa. Thanh Hồn Điện, vốn là có một cái nổi tiếng bên ngoài Vu Tử Thiên, bây giờ còn có 3 người đệ tử, chiếm lấy đế tinh bảng 10 vị trí đầu, đây thật là tuyệt a, một cái bài danh 38 tông môn. Mấu chốt là, còn có một cái đứng đầu bảng. Mà lại, bọn họ đều là Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả Giang Thanh Lưu đệ tử, trước đây ít năm, cái này Giang Thanh Lưu tên có thể vang dội. Hắn lúc còn trẻ, nghe nói, năm nào ấu thời điểm, có đế tinh bảng 10 vị trí đầu chiến lực, chỉ là vận khí không tốt, rất nhanh liền bị đào thải. Cái này đế tinh bảng bài danh, muốn là tại lúc kết thúc, còn có thể bảo trì dạng này, Giang Thanh Lưu tuyệt đối sẽ thành trật tự chi địa thần thoại. Đệ nhất danh sư, ha ha, quan tại bọn hắn thảo luận, thiên hạ đều có. Bao quát Giang Thanh Lưu bản thân bên cạnh, lúc này thời điểm thì có mấy trăm người, hướng hắn chúc mừng. Những người này đều là mang đệ tử tham chiến cường giả, tu vi đều không kém. Giang huynh, có thể hay không tiết lộ một chút, mấy cái này đệ tử, người đến cùng là như thế nào tìm tới? Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, hết thảy 3 vị, đây cũng quá lợi hại. Đây là đem thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đám thiên tài bọn họ, đè xuống đất ma sát a. Bọn họ liền mặt mũi cũng bị mất. Theo trên mặt nhìn, những người này đều mang ý cười. Có thể lẫn nhau ở giữa, đều là cạnh tranh quan hệ. Trong lòng bọn họ là ghen ghét, hay là thật chúc mừng, vậy cũng không biết. May mắn, vận khí vận khí. Các huynh đệ, tuyệt đối đừng nói như vậy, ta cái này 3 người đệ tử, đoán chừng cũng là vận khí tốt, kỳ thật thực lực của bọn hắn, cũng liền vừa tới tinh tướng thần cảnh hai bên, chính thức so thực lực cùng thiên phú, còn kém xa lắm. Hiện tại thì là vận khí tốt, qua 1-2 ngày, bọn họ liền phải rớt xuống. Giang Thanh Lưu vội vàng nói. Giang huynh khiêm tốn. Đúng vậy a, khiêm tốn. Không nói những cái khác, thì cái này đứng đầu bảng Lý Thiên Mệnh, 43 vạn phần, tương đương với đánh bại 43 vạn người, coi như tiếp qua 3 tháng, hiện tại xếp hạng thứ 10, đều chưa hẳn có thể đuổi kịp cái số này, tối thiểu nhất, cái này Lý Thiên Mệnh 10 vị trí đầu ổn. Thật lâu không có nhị lưu thế lực đệ tử, tiến 10 vị trí đầu. Ta đoán chừng Thanh Hồn Điện, sẽ tăng lên thiên bảng bài danh A. Hâm mộ, hâm mộ. Những người này đại đa số, đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Giang Thanh Lưu tư thái bày rất thấp, tiếp tục khiêm tốn, đem hết thảy đổ cho vận khí. Bởi vì hắn lại quá là rõ ràng, nâng giết, là trên thế giới âm hiểm nhất sát nhân chi pháp. Bọn họ nhìn như tại thổi phồng ngươi, đem ngươi bưng lấy lâng lâng, mất đi phân tắc, không cẩn thận, tại chỗ ngã chết, lại không xoay người cơ hội. Mà bọn họ, căn bản không dùng trả giá đắt. Bởi vì bọn hắn chỉ là thổi phồng mà thôi, có lỗi gì đâu. Lý Thiên Mệnh bọn họ càng là phong cảnh, bên người chỗ tối, những cái kia không có hảo ý người, ánh mắt thì càng âm u. Thí dụ như nói, Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết. Bên cạnh hắn, cũng có không ít người. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, ảnh hưởng thanh vân tình thế của đại lục, vô số đời bá chủ chi vị, sắp chôn vùi trên tay mình, Vân Thiên Khuyết sao có thể, sống chết mặc bây. Vân Huynh. Cái kia lấy một số hành động. Vô thiên chi cảnh bên trong sự tình, không xen vào, nhưng là thanh vân đại lục bên kia, có thể làm một số làm nền. Đối mặt, Minh Hữu nhóm nhắc nhở, Vân Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng, nói, kỳ thật, không cần đến. Cớ gì nói ra lời ấy? Đệ tử của hắn, leo quá cao, đắc tội không phải ta, tổn thương cũng không phải Vân Thượng Tiên Cung lợi ích, mà chính là vạn tông thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn. Giang Thanh Lưu đệ tử. Đoạt vị trí của bọn hắn, cầm bảo bối của bọn hắn, tự nhiên có người thu thập Thanh Hồn Điện. Những đứa bé này, cũng không biết một cái đạo lý, sau lưng không ai chống đỡ thời điểm, trèo càng cao, rơi càng thảm, Giang Thanh Lưu lúc tuổi còn trẻ chính là như vậy, trực tiếp cho người ta chơi chết. Hắn không biết giáo huấn, còn đem Vu Tử Thiên xào thành dạng này, đưa lên tử lộ, thuận tiện còn mang lên 3 cái tiểu. Ta cái gì đều không cần làm, nhìn lấy là được rồi. Người ngu xuẩn. Vĩnh viễn ngu xuẩn, cái này trật tự chi địa, đẳng cấp xâm nghiêm, ra một thiên tài thì muốn trèo lên trên. Ha ha! Vân Thiên Khuyết lúc nói chuyện, nhìn sang Giang Thanh Lưu, lại hướng phía đông nhìn qua. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng,
nói, ta nói không sai chứ. Vừa dứt lời, báo ứng đã đến. Bên cạnh hắn mọi người, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen, da thịt tái như tóc xanh trung niên, mang theo một người trẻ tuổi, bay về phía Giang Thanh Lưu. Người dọc theo đường cơ bản lập tức tản ra, che miệng cười khẽ. Trung niên nhân kia đầu rất lớn rất bén nhọn, bộ dạng có điểm giống là bên trong biển sâu cá mập. Tóc xanh nói rõ lai lịch của hắn, mà bên cạnh hắn cái kia gọi là Lam Tinh Diệu, người trẻ tuổi, nói rõ thân phận của hắn. Lam huyết tinh hải người. Lam Sa. Giang Thanh Lưu gặp người này, ánh mắt lóe lên một cái. Nhiều năm chuyện cũ xông lên đầu, tay của hắn giấu ở trường bào bên trong, nhịn không được nắm chặt song quyền. Giang Thanh Lưu, năm tháng như thoi đưa, nhoáng một cái, 700 năm không gặp. Gọi là Lam Sa, nam tử, sinh được hung ác, nhưng thanh âm lại vô cùng nhu hòa, văn nhã. Đúng vậy, thời gian qua mau. Giang Thanh Lưu nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên cười, giống như hết thảy đều không phát sinh. Không nghĩ tới hôm nay, sẽ lấy loại phương thức này, nhận thức lại ngươi, đệ nhất danh sư. Lam Sa mỉm cười nói. Ngươi thật biết nói đùa, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, tiểu hài tử vận khí, không đáng giá được nhắc tới. Giang Thanh Lưu nói. Chặt ta một cái tay, cướp đi vật phẩm của ta, cái này gọi tiểu đà tiểu nháo. Ta nói cho ngươi, ngươi mấy cái này đệ tử, toàn bộ xong. Bên cạnh Lam Tinh Diệu kìm nén không được, mở miệng ồn ào. Đừng nói chuyện, Lam Sa nhìn hắn một cái, trong mắt lãnh quang lưu chuyển. Đúng, nhị thúc, Lam Tinh Diệu lúc này mới cúi đầu, lui về phía sau mấy bước. Cho nên ngươi là đến tìm phiền toái đâu, tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân ra mặt, thật không có phong độ a. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Lam Sa lắc đầu cười, nói, đó cũng không phải. Chỉ là, liên quan tới người mấy cái này đệ tử. Ta đại ca có một chút nghi hoặc, hắn ngay tại, Lam Mệnh Cung, rời cái này không xa, ngươi cùng ta đi một chuyến. Hắn tại phụ cận, Giang Thanh Lưu sắc mặt nhất bạch. Đi ngang qua, Lam Sa gật đầu. Ta không đi, Thiên Cung là công bình cạnh tranh, đường đường Lam huyết tinh hải, đừng đùa những thủ đoạn này, gọi người xem thường. Giang Thanh Lưu nói, đối thoại của bọn họ, đưa tới rất quan tâm kỹ càng. Tối thiểu mấy vạn cái cường giả. Đem ánh mắt tập trung đến trên người bọn họ. Ta nói, cùng vô thiên chi cảnh không quan hệ, chỉ là ta đại ca, muốn gặp ngươi. Ta chỉ là đến thông báo ngươi, Lam Sa gần từng chữ một. Giang Thanh Lưu ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng không nói. Giang Thanh Lưu, ngươi lần trước không nghe ta đại ca, chết ba đầu cộng sinh thú, bây giờ còn có vài đầu. Lam Sa đi đến bên tai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, âm u nói ra. Sau khi nói xong, hắn hé mắt, nói, đuổi theo. Hai chữ này vừa ra, hắn xoay người rời đi, không lo lắng chút nào Giang Thanh Lưu không theo. Bởi vì hắn biết, Giang Thanh Lưu không dám. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại, nhìn lấy Giang Thanh Lưu. Trời quá lửa, đệ nhất danh sư. Ha ha! Nói thật, con hàng này lúc tuổi còn trẻ, muốn không phải quá tung bay, hiện tại ngũ đại cộng sinh thú nơi tay, tầng thứ đoán chừng không thể so với, vị kia kém. Tối thiểu có thể làm thanh hồn điện trưởng giáo. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Lý Thiên Mệnh bọn họ là nửa đường xuất hiện, biểu hiện của bọn hắn, hoàn toàn ở Giang Thanh Lưu ngoài dự kiến. Mà bây giờ, con đường phía trước hung hiểm. Ngay tại Giang Thanh Lưu, chỉ có thể đi theo mà đi thời điểm. Bỗng nhiên, đám người về sau, truyền đến một cái nhu hòa thanh âm nữ nhân. Thanh âm này nghe, dịu dàng, an bình, tao nhã, nhưng lại có một loại khiến người ta không cách nào phản kháng lực lượng. Nàng nói. Giang Thanh Lưu, đứng lại. Thanh hồn điện tại Thái Dương Vạn Tông bài danh 38. Nói cách khác, tại chỗ đa số cường giả địa vị, còn không bằng Giang Thanh Lưu. Lòng người luôn luôn rất kỳ quái, tất cả mọi người khác nhìn lấy chính mình dương danh lập vạn, có thể nhìn đến không khác mình là mấy tầng thứ người, bỗng nhiên ra tận danh tiếng, đại đa số người ngược lại sẽ lòng sinh ghen ghét, tâm lý nguyền rủa. Bọn họ ngược lại đối những cái kia trời sinh cường giả, quý người, cơ bản không ý kiến. Cho nên, không ít người muốn nhìn Giang Thanh Lưu làm trò cười cho thiên hạ. Giang Thanh Lưu chính đau đầu đây, nghe được một tiếng này, đứng lại, hắn thoáng có chút mờ mịt, quay đầu nhìn sang. Tại phía sau hắn, không ít chính cười trên nỗi đau của người khác, đám người, đã thấy người tới, ào ào nhường đường ra. Bọn họ lẫn nhau đối mặt, ánh mắt thoáng có chút kỳ quái.
là Hiên Viên Long Tông người. Bọn họ đây là muốn. Lần này người tới, còn không ít. Hết thảy 10 cái mi tâm nắm giữ con mắt thứ 3 người, đi tới Giang Thanh Lưu trước mắt. Trong đó, đại đa số đều là trung niên nhân. Tu vi của bọn hắn, đã tới gần cả đời trạng thái mạnh nhất. Số tuổi này, trên cơ bản là trật tự chi địa người đáng tin cậy. Là nàng. Không nghĩ tới, Thất Long Hoàng, một trong, Bạch Long Hoàng, vậy mà tự mình đến cái này. Cơ hồ tầm mắt mọi người, rơi vào Hiên Viên Long Tông trong nhóm người này, cầm đầu cái kia mỹ phụ trên thân. Có thể leo lên, Thất Long Hoàng, vị trí, nữ nhân này trên thân, không chỉ có nghiêng tuyệt thiên hạ dung mạo, càng có siêu phàm thoát tục thực lực. Tối thiểu sừng sững tại trật tự chi địa thượng tầng. Mọi người trong mắt, nàng cái kia đen nhánh như suối tóc dài, một lạc lạc cuộn thành búi tóc, ngọc châm lỏng loẹt châm lên, thật dài châu trang sức rung động rủ xuống, tại tóc mai ở giữa chập chờn. Nàng lông mày, không tô lại mà lông mày, da không cần thoa phấn, liền trắng nõn như son, môi đỏ thấm bĩu một cái, liền yên như đan quả. Nàng mượt mà trên thân thể mềm mại, lấy màu vàng sáng váy lụa lấy thân, thúy sắc dây lụa bên hông nhất hệ, bỗng nhiên lộ ra cái kia thướt tha tư thái. Tại mọi người chen chúc bên trong, phong tình vạn trùng tận sinh. Nàng số tuổi, muốn đến lại so với Hy Hoàng còn muốn lớn hơn một chút, nhưng nàng cùng Hy Hoàng khác biệt. Hy Hoàng vẫn là đại mỹ nhân cách ăn mặc, có thể nàng lại không có che giấu chính mình số tuổi, kể từ đó, ngược lại càng lộ ra phong tình lại trang nhã, một đôi tròng mắt như thủy, mi tâm còn có một cái nhắm mắt dọc, chỉ cần không mở ra, trán của nàng chính là bóng loáng một mảnh. Vừa rồi một tiếng, đứng lại, chính là từ nàng mở miệng. Lam Huyết Tinh Hải, Lam Sa, cũng nghe được câu nói này. Hắn nhỏ hơi ngẩn ra, quay đầu liền trông thấy, nữ tử này đã đi tới trước mắt. Nàng đoan trang và quý khí, còn có thành thục thân thể mềm mại bên trong, có vô tận thần lực, để Lam Sa nhịn không được nhíu mày. Lam Sa lãnh đạm nói, Long Uyển Oánh, người đến xem náo nhiệt gì. Lam Sa, chớ có đối Bạch Long Hoàng vô lễ. Người bất quá là Lam Huyết Tinh Hải, Trấn Hải Pháp Vương, còn dám gọi thẳng Long Hoàng tính danh. Rất loạn chi đồ, tự nhiên vô lễ. Hiên Viên Long Tông mấy cái vị lão giả, mở miệng quát lớn, nhưng bọn hắn ngữ khí rất bình thản, càng nhiều hơn chính là châm chọc. Rất rõ ràng, Bạch Long Hoàng, Long Uyển Oánh, phải cùng Lam Sa không sai biệt lắm cùng tuổi. Nhưng, Long Uyển Oánh địa vị, nhưng so với Lam Sa cao hơn. Ha ha, Lam Sa buông buông tay. Đối mặt Vạn Tông Thiên Bảng xếp hạng thứ 2, so Lam Huyết Tinh Hải mạnh hơn nhiều, Hiên Viên Long Tông, hắn không có cách nào lỗ mãng. Tại hắn nhìn kỹ giữa, cái kia Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Giang Thanh Lưu bên người. Nàng cũng không có nhìn nhiều Lam Sa, mà là phi thường khách khí, đối Giang Thanh Lưu nói, Giang Thanh Lưu, người mấy cái người đệ tử tại Vô Thiên Chi Cảnh, trước mắt đã lấy được Trắc Tuyệt thành tựu, có thể nói danh động thiên hạ. Chúc mừng ngươi. Bạch Long Hoàng quá khen rồi, bọn nhỏ bất quá là vận khí tốt thôi, trước mắt đế tinh bảng chi cạnh tranh, còn xa không có kết thúc, rất nhiều chính thức đỉnh phong thiên tài đệ tử, còn không có phát lực đâu, ta những đệ tử này, bất quá là đi đầu bêu xấu thôi. Giang Thanh Lưu nói, lúc nói chuyện, hắn không sao cả nhìn Long Uyển Oánh. Dù sao, đã từng cùng chàng cạnh tranh thiếu nữ, bây giờ đã là đệ nhất Long Hoàng, thân phận khác nhau quá lớn. Khiêm tốn, Long Uyển Oánh mỉm cười. Nói, nơi đây nhiều người lộn xộn, không biết các hạ là có phải có ý, cùng Hiên Viên Long Tông tự mình tỉ mỉ trò chuyện. Ta đối Lý Thiên Mệnh đứa bé này, phá lệ cảm giác thân thiết, nếu có thể lại nhiều hiểu một chút, liền tốt hơn, nói không chừng Hiên Viên Long Tông, có thể cùng Thanh Hồn Điện cùng một chỗ, trợ giúp mấy hài tử kia, đi ra tốt hơn tiền đồ. Long Uyển Oánh một đoạn này lời nói, có thể nói là đi thẳng vào vấn đề, không chút nào kéo dây thắt lưng nước, nói đến phá lệ trực tiếp. Mà lại, nàng cũng không phải là nói, muốn trực tiếp cướp đi mấy cái này đệ tử, mà chính là xâm nhập hiểu rõ, cùng Thanh Hồn Điện, liên hợp bồi dưỡng. Kỳ thật liên hợp bồi dưỡng ý tứ, trên đại thể cũng là để Lý Thiên Mệnh bọn họ, tại Vô Thiên Chi sau khi chiến đấu đi Hiên Viên Long Tông tu hành. Nhưng là rất rõ ràng, Hiên Viên Long Tông lại bởi vậy cho Thanh Hồn Điện bổ khuyết, thậm chí là che chở. Mà cho đến trước mắt, Lý Thiên Mệnh bọn họ tại Vô Thiên Chi cảnh lấy được tất cả vinh dự. Khẳng định còn thuộc về Thanh Hồn Điện. Đây thật ra là Thanh Hồn Điện, trèo lên Hiên Viên Long Tông loại này đỉnh phong thế lực cơ hội. Đối Giang Thanh Lưu tới nói, Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, hắn căn bản cũng không nhận biết a. Nếu như nói,
Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể tại sau cùng, chính thức lấy được đế tinh bảng 10 vị trí đầu bài danh, cái kia Thanh Hồn Điện tại Vạn Tông Thiên bảng tất nhiên tăng lên. Đây quả thực là lấy không tiện nghi. Mấu chốt là, tiện nghi kiểm tra xong, còn có thể đem những này khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài, lại bởi vậy thu hoạch được Hiên Viên Long Tông che chở, đây quả thực là huyết kiếm lời. Hiện tại chính là Lý Thiên Mệnh bọn họ đại xuất danh tiếng, dẫn đến Giang Thanh Lưu bên này, bị Lam Huyết Tinh Hải để mắt tới phiền phức thời khắc, Long Uyển Oánh xuất hiện, đối Giang Thanh Lưu tới nói, quả thực quá trọng yếu. Hắn chỉ có thể cảm khái, Lý Thiên Mệnh bọn họ, thực đang làm được, khô đến thật xinh đẹp, đem Hiên Viên Long Tông đều kinh động. Giang Thanh Lưu đương nhiên hiểu Hiên Viên Long Tông. Bọn họ cho tới nay, mới là chính thống nhất Thái Dương Vạn Tông người đứng đầu, liền Cửu Long Đế Tôn đều ra từ đám bọn hắn. Cho tới nay, bọn họ đều là trật tự chi địa ngự thú sư gương mẫu. Cho dù có chập trùng, mấy triệu năm qua, tại Vạn Tông Thiên bảng phía trên, cũng không từng ngã ra trước ba. Coi như hiện tại có mạnh hơn, Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông thế lực, cũng không phải Lam Huyết Tinh Hải có thể so sánh. Mặt khác, Thất Long Hoàng là Hiên Viên Long Tông tối cao quyền vị, mạnh nhất người. Dù là, Bạch Long Hoàng, Long Uyển Oánh bài danh cuối cùng, nàng nói chuyện phân lượng, quyền uy, cũng có thể đại biểu toàn bộ Hiên Viên Long Tông ý tứ. Sau đó, Long Uyển Oánh câu nói này nói ra miệng, tại chỗ trực tiếp vang lên không ít ồn ào thanh âm. Mấy cái này đệ tử biểu hiện, trực tiếp đem Hiên Viên Long Tông kinh động đến. Bạch Long Hoàng đây là muốn nhận áp sát mấy cái này đệ tử ý tứ a. Hiên Viên Long Tông làm việc từ trước đến nay chính phái, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như Thanh Hồn Điện cho bọn hắn cung cấp đỉnh cấp đệ tử, liên hợp bồi dưỡng, cái kia Thanh Hồn Điện địa vị, tuyệt đối nước lên thì thuyền lên, không ai dám trêu chọc. Đúng, Hiên Viên Long Tông rất ít đến đỡ những tông môn khác. Giang Thanh Lưu thật sự là huyết kiếm lời. Vừa rồi bọn họ còn cười trên nỗi đau của người khác, mỉa mai Giang Thanh Lưu làm náo động, chế giễu đệ tử của hắn, đoạt thiên bảng 10 vị trí đầu thế lực các đệ tử vị trí. Lam Sa xuất hiện về sau, không ít người càng là vụng trộm vui. Kết quả hiện tại cục diện đảo ngược, những cái kia từng có qua ý đồ xấu, hiện ngay tại chỗ mắt trợn tròn, lòng như đao cắt. Không thể nào, mấy cái này đệ tử, bây giờ có thể tiến 10 vị trí đầu, cũng là bởi vì vận khí, thực lực cũng không ra hồn, Hiên Viên Long Tông cái này xuất thủ. Chính bọn hắn phái ra đệ tử cũng không yếu đi. Hãy chờ xem, cái này ba cái tiểu, cùng cái kia Vô Tử Thiên đều không khác mấy. Các loại vô thiên chi chiến kết thúc, ai là thiên tài, ai là cẩu hùng, xem xét liền biết rõ. Hy vọng đến lúc đó, Hiên Viên Long Tông, đừng cho người chế nhạo đi. Bạch Long Hoàng xem ra ôn nhu như nước, nhưng nàng là có tiếng dám đánh bạc, lần này đoán chừng chính là nàng chủ ý của mình. Thanh Hồn Điện, gặp vận may đi. Dù sao, ta xem qua mấy cái kia đệ tử chiến đấu, thực lực xác thực đồng dạng, chiến đấu lực phương diện, ở bên trong thật không có chỗ xếp hạng. Kỳ thật bọn họ kỳ kỳ oai oai, nói cho cùng vẫn là ghen ghét. Hiên Viên Long Tông, vì cái gì không coi trọng đệ tử của bọn hắn đâu. Các vị đừng nói nữa, đế tinh bảng 43 vạn phần, so người thứ hai thêm ra 150.000 phân, Hiên Viên Long Tông có xuất thủ lý do. Đại tông môn khí phách thật lớn, không xuất thủ trước, liền có khả năng bỏ lỡ thần tài, coi như mấy cái này không được, bọn họ có thể ăn cái thiệt thòi gì. Lời nói này ra, không ít người ngược lại là á khẩu không trả lời được. Long Uyển Oánh không ra, Giang Thanh Lưu liền sẽ bị Lam Sa mang đi, người nào biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Đối mặt cái này nghị luận ầm ĩ, Long Uyển Oánh thủy chung mỉm cười ngăn đón Giang Thanh Lưu, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Chúng ta Hiên Viên Long Tông, mấy triệu năm truyền thừa, biển chữ vàng, người còn có cái gì do dự? Người nếu là không bỏ được, liền ngươi cũng tới đi. Long Uyển Oánh nói. Cái này cũng không thành, ta thân, tâm, hồn linh, đều thuộc về Thanh Hồn Điện, tuyệt không phản bội. Giang Thanh Lưu nói, Thanh Hồn Điện thủ không được những hài tử này, như không có chúng ta che chở, bọn họ sớm muộn chết bởi các loại ngoài ý muốn. Hoặc là, cả đời giải rác, Long Uyển Oánh nói, cả đời giải rác. Bốn chữ này, cũng là Giang Thanh Lưu chân thực khắc họa. Nhớ ngày đó, cũng là Thanh Hồn Điện bảo hộ không được hắn. Ba cái tiểu. Cái kia ngược lại là không có vấn đề, Vu Tử Thiên, ta muốn giữ lại, cái này nuôi lâu nhất, cảm tình sâu đậm. Ta cho ngươi ba người đệ tử, ngươi dù sao cũng nên thuận tiện chống đỡ một chút Vu Tử Thiên a. Giang Thanh Lưu, khó xử, nói. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, đa tạ ngài lạc,
ta đang lo cái này ba cái phỏng tay hàng đưa không đi ra đâu. Phu Tử Thiên, hắn ở bên trong còn không có biểu hiện gì, người trước giữ đi. Long Uyển Oánh cười nói. Được, bất quá sau khi đi ra, còn phải nhìn bọn nhỏ chính mình ý tứ, còn nữa. Bọn họ ở bên trong, đoạt được thành tích, đến thuộc về chúng ta Thanh Hồn Điện. Giang Thanh Lưu nói. Đó không thành vấn đề, chúng ta lại không cần, tăng lên thiên bảng bài danh. Vô Mộng Tiên Quốc cùng Hiên Viên Long Tông cạnh tranh, vậy thì không phải là đệ tử có thể cải biến được sự tình. Giang Thanh Lưu nhìn xuống nội tâm kích động, một mặt phong khinh vân đạm, ho khan nói, vậy hãy nghe ngươi, Lam Huyết Tinh Hải bên này, hy vọng Hiên Viên Long Tông có thể giúp đỡ một chút. Yên tâm đi. Long Uyển Oánh sau khi nói xong, nhìn về phía Lam Sa, sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói, nghe hết à? Có cảm tưởng gì? Không, ngươi lợi hại a, Thanh Vân Đại Lục bố cục, ảnh hưởng là 100 tỷ sinh linh, ngươi mấy câu thì ôm lấy. Như mấy cái kia tiểu hài tử, thật có tiền đồ còn tốt, muốn là thu nạp mấy cái bao cỏ, thì để cho các ngươi đi chuyến Thanh Vân Đại Lục vũng nước đục, ta cảm thấy thẳng buồn cười, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Lam Sa mặt không chút thay đổi nói. Vậy liền chờ xem, Long Uyển Oánh nói. Giang Thanh Lưu, Lam Sa quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, nữ nhân này, khuyên ngươi vẫn là thiếu quỷ liếm, tránh khỏi đem ngươi một điểm cuối cùng vốn ban đầu, đều cho bồi đi vào, lời thật thì khó nghe, nhớ đến nghĩ lại. Cảm ơn, tướng do tâm sinh, ngươi cùng nàng mỗi người cái gì bộ dạng, ta có thể trông thấy, ta không mù. Giang Thanh Lưu nói. Ha ha. Còn cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng ngây thơ. Vị nào mỹ nhân lòng dạ rắn rết, sẽ sáng cho ngươi nhìn đây. Căng căng trí nhớ, nàng không có chút thủ đoạn, có thể leo đến Long Hoàng chi vị a. Lam Sa nhún nhún vai. Lam Sa, trí giả không sợ, tiểu nhân phỉ báng, ngươi lòng dạ chỉ có hẹp hòi như vậy, trách không được chỉ có thể theo ca ngươi, cho hắn trợ thủ. Long Uyển Oánh không có chút nào sinh khí, ngữ khí bình thản nói. Ha ha, không sai. Ta lòng dạ hẹp hòi, người ngực lớn. Lam Sa nhìn chằm chằm nàng liếc một chút, mặt lộ vẻ dữ tợn, mà sau xoay người rời đi. Làm càn. Vô sỉ. Trò chuyện liền trò chuyện, Lam Sa lại nói năng lỗ mãng, quả thực để bầu không khí phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Đối với loại này người, Hiên Viên Long Tông người, tự nhiên rất tức giận. Hơn 700 tuổi, còn nói cái này gieo xuống làm ngôn ngữ, hắn bố cục cũng cứ như vậy, không cần phản ứng. Long Uyển Oánh bình tĩnh nói. Người càng là để ý cái gì, thì càng sẽ chú ý cái gì, từ đó không cẩn thận, đem tâm bên trong ma quỷ thốt ra. Giang Thanh Lưu nói. Người có ý tứ gì? Long Uyển Oánh ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Không, ta nói mò. Giang Thanh Lưu nhìn thoáng qua nàng sung mãn vạt áo, liền vội vàng lắc đầu nói. Trong lòng ngươi cũng có ma quỷ sao? Long Uyển Oánh hỏi. Không có. Tốt nhất có khác. Thu đến. Sớm cũng không phải là thanh thiếu niên, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Năm tháng hay thay đổi, nhân thế chìm nổi, thời gian sẽ cho người kinh lịch rất nhiều. Hắn sau khi đi, người một mực lẻ loi một mình đâu? Giang Thanh Lưu cắn răng, nhịn không được hỏi. Người hỏi cái này nói nhảm làm cái gì? Ta như tái giá, khắp thiên hạ đều sẽ biết. Long Uyển Oánh nói. Ngưu bức. Giang Thanh Lưu thực sự không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cho nàng giơ ngón tay cái lên. Dù sao, nàng đúng là đại nhân vật a. Ngươi thật sự là rất vô vị. Long Uyển Oánh lườm hắn một cái. Thật sao, hình như là vậy, ha ha. Giang Thanh Lưu nhếch miệng, coi lại nàng vài lần, nói, cho nên, rất muốn báo thù thật sao. Nói đùa cái gì đâu, ta lấy cái gì báo thù. Ngươi xác định ngươi biết, là ai làm sao. Long Uyển Oánh cắn răng nói. Không có ý tứ. Giang Thanh Lưu cúi đầu nói. Ngươi chính là một bãi bùn nhão. Gặp hắn cái này đổi phế dáng vẻ, Long Uyển Oánh có chút buồn bực. Thật xin lỗi. Lam Sa không có để cho nàng sinh khí, ngược lại là gia hỏa này, để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Dù sao, có một số việc không nhắc lên đến, có thể làm bộ không có như vậy khắc cốt, nó thì sẽ không tạo thành khoan tim thống khổ. Lắng lại một hồi, nàng mới dễ chịu một chút. Nàng nhìn thoáng qua đế tinh bảng, ánh mắt lưu tại hãng nhất thật lâu. Người biết, ta vì cái gì muốn đứa bé này sao? Nàng hỏi. Bởi vì hắn hiện tại đế tinh bảng đệ nhất A, thiên phú cao đến dọa người. Giang Thanh Lưu nói. Không phải, Long Uyển Oánh lắc đầu. Đó là cái gì? Giang Thanh Lưu không hiểu hỏi.
Ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Long Uyển Oánh nói. Đương nhiên là nói thật a, người đây không phải nói nhảm sao? Giang Thanh Lưu ngạc nhiên nói. Nói thật, sợ ngươi không tin đâu, bởi vì ta cũng không tin lắm. Long Uyển Oánh ánh mắt có chút tự diễu. Ngươi nói đi. Con của ta, năm đó trận chiến kia, cùng hắn chết cùng một chỗ. Long Uyển Oánh nói. Ta, nghe nói, Giang Thanh Lưu gật đầu. Trượng phu, nhị tử, cùng đi, cái này là nhân gian đến đau. Hắn cũng không biết, nàng làm sao có thể chống đỡ xuống tới, đi đến hôm nay. Làm đời tiếp theo Bạch Long Hoàng, kế thừa vị trí của hắn. Cái này Lý Thiên Mệnh, hắn lớn lên giống nhi tử ta, nhất là cười thời điểm, rất rực rỡ, rất tự tin. Hắn cũng có một khỏa mắt trái màu vàng óng, ta muốn mang đi hắn, muốn nhìn nhiều hắn vài lần. Long Uyển Oánh nhìn lấy đế tinh bảng đệ nhất cái tên đó, nhịn không được ôn nhu nở nụ cười. Giang Thanh Lưu ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không đoán được, cái này lại là nói thật. Giang Thanh Lưu, ngươi không tin ta nói thật. Long Uyển Oánh một bộ trong dự liệu biểu lộ. Mấu chốt là ngươi làm sao hướng Hiên Viên Long Tông bàn giao. Thanh Vân Đại Lục cục diện, vẫn là thật phức tạp, nhất là gần nhất ra, vật kia, ngươi thân cận chúng ta, rất khó không cho thiên hạ, hoài nghi Hiên Viên Long Tông động cơ. Giang Thanh Lưu hỏi. Bàn giao, ta tại sao muốn bàn giao? Long Uyển Oánh trợn mắt một cái, nói, chúng ta một nhà, vì cái này cái tông môn, bỏ ra nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy, ta thì muốn nhìn nhiều vài lần nhi tử ta, thế nào? Nàng hốc mắt có chút đỏ lên. Ngươi đừng sai lầm, hắn không phải ngươi nhi tử. Giang Thanh Lưu nói. Ta nói là thì là. Khác ma chướng, đi người, cũng là đi. Về không được, Giang Thanh Lưu nói. Cần ngươi nói sao, ta không biết, Long Uyển Oánh hỏi. Được. Ta im miệng, nói đến, cảm tạ ngươi nói với ta nói thật, tối thiểu nhất, lời này ngươi sẽ không theo người khác nói, vậy ta cũng nói cho ngươi một câu nói thật. Giang Thanh Lưu chân thành nói. Nói chứ sao, Long Uyển Oánh chớp chớp mày ngài, nhìn hắn một cái, loại kia ngạo kiều lại dẫn một số vũ mị ánh mắt, có 10.000 loại phong tình. Ngươi căn bản không cần hướng Hiên Viên Long Tông giải thích, thu nạp Lý Thiên Mệnh lý do, bởi vì hắn sẽ dùng biểu hiện của mình, chinh phục Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu chắc chắn mà nói. Phốc. Long Uyển Oánh cười khúc khích. Cười gì vậy? Giang Thanh Lưu im lặng nói. Hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Long Uyển Oánh ghét bỏ nói. Giang Thanh Lưu chỉ muốn nói, đại tỷ, cái này dưa là ta nửa đường nhặt. Phanh phanh phanh. Cửu Long đế táng trong thông đạo, Lý Thiên Mệnh đổ mấy chục cái đế tinh kết giới. Đây đều là đạp thiên chi cảnh đệ tử, muốn thu thập cũng không rất dễ dàng. Hắn chính mình cũng không biết, hắn đã 43 vạn phần trèo lên đỉnh đệ nhất, cho nên chỉ cần đụng tới đệ tử khác, cơ bản đưa người bị loại. Thông đạo, mê cung, thật sự là không có tận cùng a. Vì cái gì những lão đầu này, thì ưa thích làm thần bí. Có bảo bối gì, trực tiếp lấy ra không đi được. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Trực tiếp lấy ra đến, thì không có chúng ta chuyện gì. Mọi người hô nhau mà lên, so đấu là chân thực lực. Dạ Lăng Phong nói. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh gần nhất rất đau đầu. Hắn có thể tính thể nghiệm đến, tu vi tạm ngừng, lâm vào bình cảnh kỳ thống khổ. Một tháng không có đột phá, ai? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi nói cái gì? Phu tử Thiên dọa đến nhảy dựng lên. Một tháng a? Lý Thiên Mệnh còn tại cửu tôn thiên, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, chậm chạp, đế hoàng thần ý không cần phải nói, hoàn toàn đình chỉ. Đại ca! Người đang đùa ta, lão tử tuyệt thế thiên tài, tại tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, một năm rưỡi không có đột phá, ta đều không ổn ảo đây. Phu tử thiên nói, ngươi không phải lại hư sao, hiện tại cái gì chiến đấu lực, đạp thiên thất diệu thiên. Lý Thiên Mệnh im lặng nói, xuyệt, ta chính là nghỉ ngơi một chút, nam nhân sao có thể nói hư đâu. Phu tử thiên buồn bực nói, hùng khởi bất quá 3 ngày, lập tức đánh về nguyên hình, người cái này tuyệt thế đan thể. Cũng là cái phế thể. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta cũng cho là như vậy, ai? Phu tử thiên giận dữ nói. Hai cái đồ chó con, a, à, tức chết ta rồi. Phu tử thiên nơi ngực, tuyệt thế đan thần, lại lần nữa thổ huyết. Lão nhân này không dùng được a, à, muốn không để ta huynh đệ, đem hắn móc ra chơi a. À. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta nhìn có thể, phu tử thiên rất là tán thành. Ngừng, đừng làm rộn, ta có biện pháp. Có thể ra tốc lui đan triều.
Tùy thân lão gia gia cả giận nói. Cái này mẹ nó người nào a? Khí tiết tuổi già khó giữ được. Đạt tới hiệu quả như thế, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá biện pháp này, sẽ khiến người giống được đặc thù suy yếu, cuối cùng biến thành nữ nhân. Tùy thân lão gia gia nói. Cái kia vẫn là thôi đi. Vu Tử Thiên dùng mình. Cầm tới đoạt mệnh ngân long về sau, bọn họ tiếp tục một đường tiến lên. Trước mắt thì xuất hiện một tòa ngân long cung, không biết những người khác, phải chăng đến địa phương khác. Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong này quá lớn, chín lối vào, khả năng có mấy chục triệu người tiến đến, giả thiết có chín tòa long cung, cũng có thể bị cướp sạch. Dạ Lăng Phong nói. Nếu là như vậy, cái kia còn lại long cung bảo bối, giá trị khẳng định cùng đoạt mệnh ngân long ngang nhau, cái này có thể khó lường. Vu Tử Thiên nói. Vừa nghĩ tới những người khác, cũng có thể được đoạt mệnh ngân long loại này thần vật. Tâm lý đương nhiên gấp. Không biết, ta có thể hay không rơi ra 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Hết thảy không biết, cho nên hết thảy đều là mê vụ. Lại là kết giới, ngươi tới đi, vĩ đại kết giới linh sư. Vu Tử Thiên đi tới, cái mũi đều nhanh đụng sai lệch. Mấy ngày nay đụng phải kết giới không ít, Lý Thiên Mệnh cũng có thể mặc càng. Chỉ là vượt qua về sau, đại bộ phận đều là hắn khác thông đạo. Tựa như là tiến vào một cái khác mê cung. Có lúc sẽ đụng tới một số vũ trụ thần nguyên, cũng có một ít phủ bụi trật tự thần binh, phẩm giai đều tại 3-4 giai hai bên, đến mức trật tự thần đan, bảo tồn không lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn gặp được bảo bối, cho dù là cấp một trật tự thần binh, hắn đều thu lấy, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Cùng lúc đó, hắn dọc theo con đường này đụng phải đối thủ, trên cơ bản đều đoạt lại bọn họ tu di giới chỉ, cầm đi truyền thừa thiên hồn. Tiếp tục nuôi nấng Lâm Tiêu Tiêu. Sau đó, con hàng này lại sắp đột phá rồi. So với Thái Dương Vạn Tông 10 vị trí đầu đỉnh phong thiên tài, thực lực của chúng ta còn kém không ít, Vu Tử Thiên con hàng này không thể trông cậy vào, còn phải dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh tâm lý đối thực lực tăng lên, có rất lớn khát vọng. Không biết sao hiện thực là một đạo khoảng cách, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn một bên nghĩ như vậy, đi một bên dùng hắc ám tí, đánh vỡ kết giới này. Sau đó không lâu, hắn đem cái này gợn sóng lập lòe bình chướng kết giới, kéo mở một cái lỗ, mang theo những người khác xuyên qua. Mùi máu tươi. Vừa vứa qua tới, bọn họ đã nghe đến vị đạo. Phía trước, bốn người một đường vọt tới trước, xuyên thẳng qua thông đạo. Lối đi phía trước miệng xuất hiện một cái huyết quang pha trộn địa phương, giống như lại là một tòa địa cung. Huyết Long Cung. Còn không có tới gần, liền thấy cái này ba cái lập lòe chữ lớn. Đứng tại cửa thông đạo, hướng bên dưới cung điện dưới lòng đất mới nhìn qua, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái biển máu. Không có tận cùng máu tươi kích động, phát ra gai mũi vị đạo. Đây là chân huyết A, đến chết ngàn vạn người cùng cộng sinh thú, mới có thể tiếp cận đầy đủ nhiều như vậy máu tươi đi. Vu Tử Thiên dùng mình nói. Xương máu lượn lờ, âm phong trận trận, mùi tanh gai mũi. Tràng diện này, xác thực dọa người. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn tu luyện, động tất chi nhãn, nhìn một chút, nói, đừng hoảng hốt, không phải thật sự huyết, cái này một cái biển máu, là một cái kết giới, phải cùng bách vạn ngân nhận kết giới thuộc về một cái cấp bậc, nhưng biểu hiện hình thức khác biệt, bất quá đạo lý khả năng nhất trí, cái kia chính là, xuyên qua biển máu, có lẽ có thể được đến bảo vật. Kết giới, ta nhớ ra rồi, có thể là, sinh linh biển máu kết giới, cấp 4 trật tự kết giới mức độ, mặc dù là mê huyễn kết giới. Có thể cái kia biển máu, cũng có rất mạnh lực công kích. So bách vạn ngân nhận kết giới loại này thuần phòng ngự kết giới, khó đối phó hơn. Vu Tử Thiên ánh mắt sáng lên, chợt hắn lại khẩn trương lên, nói, lần này ta thật không được, các người phải nghĩ lại mà làm sao, lại đụng phía trên Lam Phi Lâm loại này, liền không có người có thể giải quyết. Người nói đúng, nhưng là lần này, chung quanh không có bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, máu này long cung bên trong trống rỗng một mảnh. Nhờ vào Lý Thiên Mệnh hắc ám tí cùng hắn loại này trời sinh, trộm mộ thân phận, bọn họ cần phải là cái thứ nhất, tới chỗ này người. Mấu chốt là, bên trong có cái gì? Đi qua nhìn một chút. Bọn họ lặng yên chạy như bay lên, rơi vào huyết trong long cung, đi tới nơi này lăn lộn biển máu trên không. Nghe thanh âm, đáy biển có thần long nộ hống, cũng có thể là một thanh cấp 7 trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, có khả năng. Vậy ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên chú ý một chút, có chuyện gì gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói.
lấy ngươi kết giới bản sự, hẳn là rất dễ dàng liền có thể cầm tới, nhưng là, có thể hay không quá dễ dàng một chút. Cảm giác sự tình ra khác thường tất có yêu a, Phu Tử Thiên nói. Đến thử một chút, không phải vậy các loại người khác tới, cơ hội thì nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Được, bất quá ta trước nghĩ một hồi, Huyết Long Cung, sinh linh biển máu kết giới, trang diện này, lại là cái gì binh khí? Ta chưa nghe nói qua, Cửu Long Đế Tôn sử dụng tới này chủng loại hình thần binh a. Phu Tử Thiên nói. Xem xét là được. Lý Thiên Mệnh không lại cùng hắn rông dài, sau khi nói xong, hắn trực tiếp cúi vọt xuống dưới. Làm thân thể của hắn, chui vào đến trong biển máu thời điểm, cái này một tòa Huyết Long Cung, lập tức liền phát sinh kịch biến. Rầm rầm rầm. Cả tòa Cửu Long Đế Táng, giống như đều đang chấn động. Bọn họ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến, máu này Long Cung rất nhiều cửa thông đạo, chính đang đóng. Trước kia máu này Long Cung tựa như là tổ ong, có mấy ngàn cửa vào, nhưng bây giờ những thứ này cửa vào cấp tốc biến mất, tại ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ đóng lại. Còn lại một cái cửa thông đạo. Lâm Tiêu Tiêu chỉ hướng đỉnh đầu, tại Huyết Long Cung, cung, chữ vị trí này, nó phía trên cái kia, miệng, trong chữ, còn có một cái lối đi miệng. Từ bên trong nhìn qua, lối đi kia vách trong, một mảnh huyết hồng, mơ hồ có pha trộn xương máu, từ đó tràn ngập, từng đợt xương máu phong bạo, từ đó phun phát ra, tuôn hướng Dạ Lăng Phong bọn họ. Ha ha, ta không có chút nào sợ, Phu Tử Thiên nói. Vậy ngươi ôm lấy ta cánh tay làm gì? Dạ Lăng Phong hỏi. Có sao, ảo giác, huynh đệ, Phu Tử Thiên ho khan nói. Ong ong ong, động tĩnh lớn hơn cùng phong bạo, theo cái kia duy nhất cửa thông đạo truyền đến. Mơ hồ có quỷ mị thanh âm âm truyền đến, phảng phất có rất nhiều oan hồn đang khóc. Âm âm. Đúng vào lúc này, phía dưới biển máu bỗng nhiên bạo phát, nhấc lên máu tươi sóng biển, lăn lộn thượng thiên. Tựa như là bỗng nhiên sôi trào giống như, nguyên một đám xương máu bọt khí đi lên bốc lên. Rầm rầm rầm. Nước biển vô tận, mãnh liệt lăn lộn, đem Vô Tử Thiên bọn họ đụng bay ra ngoài. Toàn bộ Huyết Long Cung đều lâm vào trong hỗn loạn, hoàn toàn không có đất dung thân. Phu Tử Thiên một đầu đụng ở trên vách tường, đầu rơi máu chảy, tại chỗ kêu đau. Mẹ trái trứng, đau chết mất. Buồn bực thời khắc, hắn vội vàng hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy cái kia biển máu bốc lên bên trong, cái kia địa cung chỗ sâu nhất, có một vật đột nhiên triển lộ một góc của băng sơn. Phu Tử Thiên chỉ nhìn một chút, liền trừng to mắt, nhịn không được hô lên một tiếng, Long Huyết Thần Hoang. Cùng lúc đó, trên trời cửa lối đi kia, truyền đến chiến tiếng trống. Đông, 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 mỗi gõ một lần, lòng của bọn hắn, thì chấn động một lần. Cái này nguyên một mảnh biển máu, nhìn như bao la mãnh liệt, kỳ thật tác dụng của nó, thì cùng loại bách vạn ngân nhận kết giới. Chỉ là, nó không phòng thủ, mà chính là chuyển thành tiến công. Một khi Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó, liền không dùng bài trừ bình chướng, có thể vọt thẳng đến biển máu chỗ sâu, nhưng ở trong quá trình này, cái kia biển cả dòng máu. Ngưng kết thành mấy vạn cự thú, cắn xé, đập vào, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Ong ong ong. Còn có nước biển ngưng kết thành mấy trăm ngàn điều sợi tóc một dạng gai nhọn, hướng về hắn đâm xuyên mà đến. Những cái kia sợi tóc màu đỏ ngòm sắc bén cùng cực, nhìn như nhỏ bé, lại có thể nhẹ nhõm cắt chém vật cứng, trong khi quất vào Lý Thiên Mệnh, đoạt mệnh ngân long, phía trên thời điểm, sẽ còn ma sát ra chướng mắt sao hỏa. Đinh đinh đinh. Hắn một đường vọt tới trước, vào trong nước. Cùng lúc đó, hắn để huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, lên bên trên giúp đỡ. Hắn đã nghe được, tại cái kia đỉnh đầu duy nhất cửa thông đạo, chính vang lên từng đợt tiếng chống trận âm. Tiếp đó, rất có thể sẽ có đối thủ đến. Làm hiện tại cũng là cái vướng víu, ta phải tốc chiến tốc thắng. Làm huỳnh hỏa bọn họ xông đi lên thời điểm, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm cùng Đoạt Mệnh Ngân Long mở đường, lấy Đế Lâm kiếm đạo, giết ra một đạo Loan Nguyệt kiếm khí, quét ngang ra ngoài. Bổ ra vô số biển máu cự thú, phóng tới địa cung chỗ sâu. Tại phía sau hắn, tiên tiên màu đen sợi rễ, cấp tốc leo tại Huyết Long Cung bốn phía trên vách tường, dùng cái này ổn định thân thể của mình. Lam Hoang thì tại biển máu này thượng du lặn, chính làm tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương thời điểm, nó một hồi bơi ngửa, một hồi môn bơi bướm, một hồi bơi chó thức, tại biển máu phía trên lăn lộn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười, quả thực để mọi người mặt sạm lại. Thiểu năng trí tuệ. Thái cổ tà ma nhịn không được ghét bỏ. Nó lấy to lớn màu đen cánh thịt bay lên lấy, toàn thân huyết sắc điện xà du tẩu. Đã đạp thiên thập nhị giai nó,
sắp tiến vào tinh tướng thần cảnh, cảnh giới so Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cao hơn. Tại nó trên đỉnh đầu, Lâm Tiêu Tiêu cùng Sợ Chết Phu Tử Thiên, đều ở nơi này. Phu Tử Thiên, người mới vừa nói Long Huyết Thần Hoang, là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu một bên nhìn chằm chằm phía trên, cái kia động tĩnh càng lúc càng lớn thông đạo, một bên hỏi. Một loại cùng, đoạt mệnh ngân long, không sai biệt lắm cấp 7 trật tự thần binh, nhưng không thuộc về Cửu Long Đế Tôn, mà chính là cùng hắn cùng thời đại một cái hiên viên long tông cường người, đoán chừng sau cùng lưu lạc đến trên tay của hắn, đặt ở cái này Cửu Long Đế Táng bên trong. Phu Tử Thiên nói, vậy thì có cái gì thật kích động? Lâm Tiêu Tiêu nói, cái gì, ta nói tỉ tỉ, mặc kệ là đoạt mệnh ngân long vẫn là, Long Huyết Thần Hoang, đều là cấp 7 trật tự thần binh bên trong chí tôn. Bên ngoài không biết có bao nhiêu mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi trưởng bối cường giả, cũng muốn cướp lấy muốn đây. Này chủng loại hình thần binh, mỗi một loại đoán tạo quá trình, đều hết sức phức tạp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Uy lực của bọn nó, nếu là có thể tránh thức khai quật ra, tuyệt đối có thể cho tuổi này của chúng ta người, ngạo thị quần hùng. Dù sao, cái này, Long Huyết Thần Hoang, bên cạnh, rất có thể cũng có tôn huyết tồn tại. Phu Tử Thiên líu lưỡi nói. Hắn thẳng phiền muộn. Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn, đối loại này trật tự thần binh phản ứng, đều không mãnh liệt, hắn còn tưởng rằng, là bởi vì Lý Thiên Mệnh bọn họ sư môn quá mạnh. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này ba cái là hạt bụi thế giới tới, nông dân, ăn canh lớn lên, đối thần binh đẳng cấp, căn bản không có khái niệm gì. Trật tự thần binh phẩm giai chênh lệch rất lớn, thí dụ như cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa, có hay không khí hồn, cũng là cách nhau một trời một vực, cho nên thật muốn chia nhỏ. Cấp 7 trật tự thần binh bên trong, đều có thể phân ra 5 phẩm cấp. Cùng là cấp 7, như đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang loại này, đều là tối cao phẩm cấp, thứ 5 phẩm, giá trị tại thứ tứ phẩm hơn gấp 10 lần. Một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, trên tay có một thanh loại binh khí này, cơ bản cả cuộc đời trước đều không cần đổi, mặc kệ cái gì thời điểm, tại binh khí phương diện phía trên, đều so người đồng lứa ưu tú. Phu Tử Thiên nói, Lâm Tiêu Tiêu bọn họ không có khái niệm, mới phát giác được thất cái số này không cao. Nhưng lại không biết, toàn bộ tinh tướng thần cảnh 12 cấp, đều là tứ ngũ giai thần binh làm chủ, liền cấp 6 đều cơ bản không có. Ta vừa mới nhìn đến, giống như cái kia Long Huyết Thần Hoang, có 10 cái khí hồn. Bên cạnh Dạ Lăng Phong hỏi. Phía trên chiến tiếng trống càng ngày càng tới gần, lỗ tai đều sắp bị đánh rách tả tơi, bọn họ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hẳn không phải là 10 cái, mà chính là một cái chủ hồn. 9 cái phân hồn. Coi như cũng là một cái khí hồn. Phu Tử Thiên nói. Chủ hồn là cung, phân hồn là 9 mũi tên. Dạ Lăng Phong hỏi. Hắn đối hồn linh so sánh mẫn cảm, cho nên đem so với so sánh rõ ràng. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền thấy được toàn cảnh. Tại cái kia biển máu chỗ sâu, có một đầu dài đến hơn vạn mét huyết long phía trên toàn thân đều là gai nhọn, xem ra cực kỳ hung ác, nó quay quanh cùng một chỗ. Mơ hồ tạo thành cung bộ dáng. Tại nó bên cạnh, lại có 9 đầu thẳng tắp mà phong mang tiểu long, nương theo ở tại bên người, mỗi một đầu tiểu long đều giống như mũi thương một dạng độc giác, chỉ hướng về phía trước, cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn có móc câu. Đúng, mà lại nó vẫn là song hình thái thứ nhất là cung tiễn, hình thái thứ hai, cung tiễn dây cung dung hội tổ hợp, thành vì một cây trường thương. Phu Tử Thiên tán thán nói. Lâm Tiêu Tiêu nghe được sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là cho ngươi, chế tạo riêng sao? Thái cổ tà ma ánh mắt sáng lên. Cung tiễn cùng trường thương, đều là Lâm Tiêu Tiêu binh khí thường dùng. Trước kia nàng là trường thương, chiến kích làm chủ, bất quá theo tu luyện tiến trình biến hóa, hiện tại lấy cung tiễn làm chủ. Dù sao, cận chiến có thái cổ tà ma chống đỡ, thực sự bất đắc dĩ, mới có thể nâng thương ra trận. Hắn nhanh đạt tới. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua. Ở phía dưới biển máu trong gió lốc, Lý Thiên Mệnh đã cực kỳ tiếp cận cái kia, Long Huyết Thần Hoang. Chúng ta có thể đi tới nơi này Huyết Long Cung, đụng tới cái này Long Huyết Thần Hoang, nói rõ cái này khí hồn, tại từ nơi sâu xa, chờ đợi ngươi đến. Dạ Lăng Phong đối Lâm Tiêu Tiêu nói. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu chính mình cảm thấy, cho tới nay, cũng sẽ không có quá khéo chuyện tốt, đến phiên nàng. Tại bên cạnh nàng, Phu Tử Thiên còn tại líu lo không ngừng tán thưởng. Cái này Long Huyết Thần Hoang tài liệu chính thiên địa thần khoáng, tên là Long Huyết Thần Tinh, mang theo đỉnh cấp cấp 7 trật tự thần văn, thị huyết long đồ, cái này trật tự thần văn chuyên vì hút máu mà sinh, một khi chúng đích địch thủ,
Long huyết thần tinh tự thân đều sẽ sinh ra đáng sợ hút máu hiệu quả, mang đi đối thủ đại lượng huyết dịch. Long huyết thần tinh tuy nhiên không bằng cắt hư thần mỏ sắc bén, nhưng một khi xuyên thấu đối thủ, lực sát thương tuyệt đối mạnh hơn. Mà lại, đoán tạo thời điểm, hắn trên thân còn hội tụ ba loại sức sát thương cực mạnh cấp 7 nguyên tố thần tai, theo thứ tự là vô cực bạo lôi, huyết minh hàn lưu cùng bất diệt điện xà. Hai loại lôi đình cùng một loại âm hàn độc dịch sẽ theo long huyết thần tinh tiến vào đối thủ thân thể, tạo thành xé rách cùng lạnh ăn mòn hiệu quả. Ta sở dĩ như vậy hiểu rõ cái này long huyết thần hoang, cũng là bởi vì nó là trật tự chi địa trong lịch sử có tên hung khí, giết người ở ngoài ngàn dặm, một tiếng bể đầu, huyết long sở hướng, đều là thây khô. Đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, chỗ lấy bị phân loại cấp 7 tối đỉnh cấp, liền là bởi vì bọn họ mặc kệ là thiên địa thần khoáng vẫn là nguyên tố thần tai. Đều là cấp 7, mà lại nguyên tố thần tai đồng dạng mấy loại. Mà bình thường cấp 7 trật tự thần binh, chỉ cần nắm giữ một cái cấp 7 trật tự thần văn, mặc kệ là thần khoáng vẫn là thần tai, đều tính toán cấp 7. Long huyết thần hoang tại mấy trăm ngàn năm biến mất về sau, liền không có lại xuất thế lần nữa qua, nó lên một cái chủ nhân hẳn là Hiên Viên Long Tông, Huyết Long Hoàng, liên quan tới Huyết Long Hoàng, còn có thật nhiều phiên bản cố sự. Phu tử thiên còn tại kéo, nhưng lúc này thời điểm, phía dưới động tĩnh to lớn, ngắt lời hắn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đã đánh vỡ kết giới, vọt tới cái kia bảo vật trước mắt. Trước mắt nhất đại chín tiểu, hết thảy 10 đầu thần long khí hồn, ngay tại hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào rú. Cái kia huyết long tràn đầy đều là gai nhọn, tự nhiên cực kỳ hung lệ. Có tôn huyết. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ những người tuổi trẻ này, có thể để cái này long huyết thần hoang, cho mình sử dụng. Thế mà. Long huyết thần hoang khí hồn, căn bản không muốn để hắn tới gần. Mới vừa mới bắt đầu, cái kia giữ tận huyết long trên cung, thì xuất hiện từng nhánh huyết tiễn, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, tại chỗ bắn đi qua. Chỉ bất quá, Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ. Tại hắn thấy được tôn huyết trong nháy mắt, trên cánh tay trái quấn quanh, đoạt mệnh ngân long, liền trực tiếp văng ra ngoài. Đinh đinh đinh, bạc long phi vũ, lan tràn ngàn mét, sắc bén kia kim loại xiềng xích. Trong nháy mắt tát tại cung trên tên. Siêu siêu. Vừa đi vừa về quấn quanh. Đoạt mệnh ngân long đột nhiên vung vô số vòng, đem long huyết thần hoang cuốn lấy, làm đến cái kia huyết long cung căn bản không pha ra mở. Đã kéo không ra, thì dẫn đến huyết tiễn căn bản không có cách nào bắn ra, tự nhiên cũng không cách nào đối Lý Thiên Mệnh, tạo thành lực sát thương. Giống giống. Bị quấn quanh về sau, huyết long khí hồn nổi giận. Không biết sao cung tiễn hình thái. Muốn thoát ly đoạt mệnh ngân long trưởng khống, quả thực có chút khó khăn. Thì trong chớp mắt này, huyết sáng lóng lánh bên trong, hơi cong chín mũi tên hợp thể, huyết sắc dung hội, trong nháy mắt hóa thành một thanh cương mãnh giữ tợn huyết sắc trường thương. Nhất đại chín tiểu nhân khí hồn hợp lại cùng nhau, tại biến hóa này trong nháy mắt, thoát ly đoạt mệnh ngân long trưởng khống, thẳng tắp đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Làm! Lý Thiên Mệnh tay phải cầm kiếm, tại trường thương này xuyên thấu mà đến thời điểm. Một kiếm bổ vào mũi thương phía trên, chặn đệ nhất kích. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trong tay đoạt mệnh ngân long, lại lần nữa bay ra ngoài. Nhưng là lần này, lại không phải bay về phía long huyết thần hoang, mà là nhằm vào phía trên biển máu, lướt về phía Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma trên người Lâm Tiêu Tiêu, còn không có kịp phản ứng, cái kia đoạt mệnh ngân long thì cuốn lấy nàng, đơn giản thô bạo, trực tiếp đem nàng kéo xuống, rơi vào biển sâu. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu có chút hoảng hốt. Dù sao, nàng đã biết cái này bảo tàng quý trọng. Lý Thiên Mệnh coi như mình không dùng được, bán đi, đó cũng là một phen phát tài. Đem cái kia máu uống, nhanh điểm, ta đè lại cái này khí hồn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ta, thiên hồn coi như xong, cái kia đối với Lâm Tiêu Tiêu mặc dù trọng yếu, nhưng là bản thân không ít có. Trước mắt cái này long huyết thần hoang, là đủ để dẫn tới họa sát thân bảo vật A. Nhanh điểm A, chớ nóng vội cảm động, cần phải trả. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được. Tại hắn chừng dưới mắt, nàng tuy nhiên tâm lý có chút run động, thế nhưng không lại lề mề chậm chạp. Tương xứng. Lý Thiên Mệnh lần nữa dùng đoạt mệnh ngân long, kéo lại cái kia một cây trường thương. 10.000 mét lớn lên xiềng xích, trực tiếp tiếp thành một cái sắt thép nhà tù, đem long huyết thần hoang nhốt ở bên trong. Cái này long huyết thần hoang quả thực giống như là một đầu cự thú. Ở bên trong lăn lộn, đập vào, gào rú. May mắn, đoạt mệnh ngân long phẩm chất không kém, tăng thêm Lý Thiên Mệnh tự thân lực lượng,
mới có thể trấn trụ cái này hung khí. Nhanh! Vào lúc này, Lâm Tiêu Tiêu vượt qua biển máu, lấy được tôn này huyết. Tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, nàng cấp tốc đem tôn này huyết hòa tan vào thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, nồng đậm huyết khí, theo trên người của nàng phóng thích ra ngoài, từng đạo long văn, xuất hiện ở trên ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt đó, nàng dường như thành dưới cơn nóng giận, thây nằm một triệu huyết long bạo quân. Ánh mắt của nàng vượt qua biển máu, nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây là giọt máu kia, còn sót lại ý chí, tác dụng tại ánh mắt của nàng phía trên. Mà lại, nàng xem không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là vây khốn long huyết thần hoang đoạt mệnh ngân long. Có thể buông ra nó, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh buông tay, thu hồi đoạt mệnh ngân long. Cái kia một cây trường thương như là trường xà xuất động, hóa thành một đạo huyết quang, xông về Lâm Tiêu Tiêu. Tiếp theo trong nháy mắt, nó lại lần nữa hóa thành, hơi cong chín mũi tên, trong đó như một đầu tráng kiện huyết long cung lớn, rơi vào trên tay của nàng, chín đầu mang theo phân hồn huyết long mũi tên, thì tại hắn bên người xoay tròn gào thét. Khi nàng khẽ vươn tay thời điểm, một nhánh huyết long mũi tên thì rơi vào trong tay của nàng. Nàng đem huyết long mũi tên khoác lên cung lớn phía trên. Song long giao hội. Nàng cái kia non mịn cánh tay, mở ra cái này một cây cung, tại chỗ đem huyết long mũi tên, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Làm cái gì? Lý Thiên Mệnh khiêu mi hỏi. Cây cung này vô ý thức phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng thu vào, có chút mặt toát mồ hôi nói. A hoắc, nhìn tới vẫn là cửu long đế tôn kẻ thù thần binh. Lý Thiên Mệnh đối nàng vẫy tay. Khi nàng thu phục long huyết thần hoang về sau, cái này sinh linh biển máu kết giới rất nhanh tiêu tán, huyết long cung cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, trên đỉnh đầu động tĩnh, đã đập vào đầu lên. Lần này Lý Thiên Mệnh động tác rất nhanh, điện thạch hỏa quang ở giữa thì làm xong long huyết thần hoang, đến mức sau khi kết thúc, phía trên uy hiếp còn không có buông xuống. Cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Coi như chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực, nhưng giống như, vẫn là rất mạnh, rất khó khống ở. Lâm Tiêu Tiêu nhìn trong tay cái này hung khí, có chút hoảng hốt nói. Không có việc gì, về sau chậm rãi quen thuộc, thứ này rất hung mãnh, đoán chừng có thể sử dụng rất lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Quý giá như vậy thần binh. Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh thì ngắt lời nói, ngươi không phải phải cho ta làm lao động tay chân đâu, tiện tay binh khí đều không có, ta làm sao sai xử ngươi. Đây là ngươi vào cương vị công cụ, cực kỳ bảo dưỡng, khác cả hỏng. Tốt a, cái này người hầu làm, xác thực huyết kiếm lời. Thế đạo này, ta trước kia thắng muốn cùng cái này kẻ trộm đối nghịch, hiện tại phát hiện, theo kẻ trộm lăn lộn, làm sao có loại tiền đồ vô lượng cảm giác. Thái cổ tà ma đều rối loạn. Sớm biết dạng này, ta ngay từ đầu nên, đem ánh mắt cho hắn đưa đi. Nó có thể tính nghĩ thông suốt. Tại Lâm Tiêu Tiêu còn đang nhìn trên tay thần binh xuất thần thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong bọn họ hội tụ. Hiện tại long huyết thần hoang tuy nhiên tới tay, nhưng là huyết long cung lại bị phong bế, mang ý nghĩa phiền phức còn chưa kết thúc. Ai ai, ca, người ưa thích Tiêu Tiêu, Phu Tử Thiên lặng lẽ tiếp cận đến hỏi. Không có a, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn đem cấp 7 trật tự thần binh đều cho đưa ra ngoài. Phu Tử Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Liên quan gì đến ngươi? Lần sau cho tiểu đệ cũng đưa một cái chứ sao? Phu Tử Thiên tề mi lộng nhãn nói. Được. Nhưng ta muốn ngươi một cái thật, Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật đều là nói đùa, nói thật, muốn không phải Vu Tử Thiên lần trước bạo phát, Lý Thiên Mệnh còn lấy không được đoạt mệnh ngân long. Việc này Lý Thiên Mệnh sẽ nhớ. A, đậu phộng, đủ hung ác a ngươi. Vu Tử Thiên dọa đến lui lại một bước, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhắc nhở, ca, vô thiên chi chiến sau khi kết thúc, ngươi phải chú ý một chút, nếu như có thể, vẫn là tận khả năng báo ra sư môn của ngươi đi, bằng không. Hai thứ này bảo bối, đặt ở hai người trẻ tuổi trên thân, thật sẽ bị cướp, nhất là long huyết thần hoang, đây là hiên viên long tông một mạch khác, tìm mấy trăm ngàn năm binh khí. Một mạch khác, Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bọn họ thì tộc cùng tông môn phân liệt qua, một mạch khác hiện tại trật tự thiên tộc, hiệu lực Thái Dương Đế Tôn, là trật tự thiên tộc sát thủ. Phu Tử Thiên nói. Được ta đã biết. Một cái truyền thừa hàng ngàn vạn năm hàng tinh nguyên thế giới, kẻ thù truyền kiếp. Phân liệt, chinh chiến, trở mặt thành thù, những chuyện này, đều quá bình thường cực kỳ. Ngược lại là có trật tự thiên tộc bên kia thế lực,
sẽ để ý, Long huyết thần hoang, cái kia đến lúc đó, xác thực muốn chú ý một chút. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, phía trên một trận huyết sắc khói bụi bừng lên. Trong sương khói, mơ hồ có vô số cự thú lao nhanh, trùng kích xuống. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Bốn người bọn họ toàn bộ tập hợp một chỗ, ứng đối lấy phía trên đánh tới nguy cơ. Muốn không phải Lý Thiên Mệnh động tác rất nhanh, đoán chừng hiện tại lại là trên dưới giáp công. Sinh linh biển máu kết giới biến mất, tối thiểu nhất bọn họ hậu phương lớn, đã không có uy hiếp. Hống hống hống. Tiếng chống trận bên trong, từng đầu cự thú, xông ra thông đạo, buông xuống đến Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu bọn họ. Long. Lý Thiên Mệnh thả mắt nhìn đi, tối thiểu nhất có hơn vạn đầu thần long, theo cửa lối đi kia lao ra. Có dài đến mấy ngàn thước, có chỉ có hơn hai thước dài. Đương nhiên, những thứ này hình thể tiểu nhân, lực sát thương cũng không yếu, cùng huỳnh hỏa miêu miêu một cái đạo lý. Cộng sinh thú, hung thú. Đầu tiên bài trừ hung thú, bởi vì nơi này là cửu long đế tôn, phong tồn mấy trăm ngàn năm địa phương, không khả năng sẽ có hung thú, có thể tại cái này phong bế địa phương sinh tồn đến bây giờ. Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều mấy lần, liền đem cộng sinh thú đều loại bỏ. Bởi vì những thứ này thần long chỉ có thú, không có ngự thú sư. Mà lại, Dạ Lăng Phong lập tức liền nói, bọn họ đều không có linh hồn. Vừa rồi khói bụi quá nhiều, nhìn không rõ ràng. Hiện tại những thứ này cự thú lao xuống, bắt đầu tập kích thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến vô cùng rõ ràng. Những thứ này thần long, thân thể của bọn hắn cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là thiên địa thần khoáng. Có là kim loại, có là nham thạch, còn có là trạng thái dịch. Trên người của bọn nó, đều có lít nha lít nhít, thiên thần văn. Thiên thần văn, thì mang ý nghĩa kết giới hoặc là thiên văn thư. Những cái này thiên thần văn, không ngừng biến hóa du tẩu, bao trùm thần long toàn thân, rõ ràng là kết giới. Đây là kết giới khôi lỗi, vô cùng hy hữu thủ đoạn, lấy đặc thù kết giới cùng thiên địa thần khoáng kết hợp, đoán tạo ra có thể thao túng khôi lỗi, có thể phong tồn thật lâu, chỉ cần hấp thụ hàng tinh nguyên liền có thể vận hành, nhưng lực lượng sử dụng hết liền không thể động, chỉ có thể một lần nữa hấp thụ, nói ngắn gọn, thì tương đương với nguyên một đám di động kết giới. Phu Tử Thiên nói, còn có thủ đoạn này. Lý Thiên Mệnh có chút kinh thán. Hằng tinh nguyên thế giới, quả nhiên đem thiên thần văn sinh sôi ra kết giới chi thuật, trời đến càng thêm cao đoan. Hắn nguyên bản còn có chút khinh thị, nhưng không nghĩ tới, làm Lam Hoang cùng một đầu mấy ngàn thước lớn lên sắt thép thần long, đụng vào nhau thời điểm, Lam Hoang vậy mà đầu rơi máu chảy, bị lật tung ra ngoài. Hắn mới ý thức tới, những thứ này, kết giới khôi lỗi, lợi hại. Chớ xem thường những thứ này, long khôi a. Bọn họ rất có thể là cửu long đế tôn lưu lại kết giới khôi lỗi, chỉ cần dùng thiên địa thần khoáng cùng kết giới đẳng cấp cao, lực sát thương vẫn là rất đáng sợ. Ta nghe nói trật tự chi địa, tối đỉnh cấp kết giới khôi lỗi, sư tôn ta đều đánh không lại, động một tí hủy thiên diệt địa. Phu Tử Thiên một bên nói, một bên, giấu đi, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ, đây cũng là vô thiên chi cảnh khảo nghiệm một bộ phận. Nếu như có thể đánh bại những thứ này, Long Khôi, nói không chừng cũng có thể được điểm số. Thậm chí, đạt được đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, có thể hay không cũng cho ta gia tăng đế tinh bảng điểm số. Đây đều là Lý Thiên Mệnh động lực. Hắn tham gia lần này việc quan trọng, căn bản mục đích đúng là, vì địa vị, bối cảnh. Đế tinh bảng bài danh càng cao, hắn nghĩ ra được bối cảnh, liền sẽ càng là hùng hậu. Rất rõ ràng, Long Khôi bản thân là có thể giết chết bọn hắn. Sau khi giao thủ, Lý Thiên Mệnh bọn họ bởi vì nhân số ít, trực tiếp toàn diện tan tác. Loại này hoàn toàn vô linh hồn đối thủ, tương đương với để Lý Thiên Mệnh bọn họ, hoàn toàn ở vào mấy ngàn kết giới oanh tạc bên trong. Chống đỡ a, chúng ta hy vọng duy nhất, cũng là bọn họ mang theo hằng tinh nguyên lực lượng sử dụng hết. Phu Tử Thiên sầu thảm nói. Bao lâu sử dụng hết? Không biết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể một tay đông hoàng kiếm. Một tay đoạt mệnh ngân long, lấy tiên tiên làm cơ sở chỗ, đứng tại khởi nguyên thế giới thụ phía trên, cùng Dạ Lăng Phong căng ra trong binh khí kết giới, cùng những thứ này long khôi giao phong. Đương đương đương. Mặc kệ là đông hoàng kiếm vẫn là đoạt mệnh ngân long, đặc điểm đều là đầy đủ sắc bén, kiên cường. Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long, bay ra ngoài, quấn quanh ở một đầu dài đến 2.000 mét kim sắc long khôi phía trên, đột nhiên dùng lực rảo sát, mới đưa cái này thi khôi cắt chém thành toái phiến rơi xuống. Nhưng, lập tức liền có vài chục đầu rồng khôi,
vọt tới trước mắt của hắn. Có phun lửa, có chút đóng băng, cũng có toàn thân đều là sắc bén gai nhọn, long chảo, cận thân chém giết. Mấy trăm đầu long khôi, quấn quanh ở tiên tiên trên thân, tại cắn xé nó cành lá. Mặc kệ là vĩnh dạ ma chú vẫn là tam hồn ma âm, hoàn toàn không dùng. Bởi vì, đây chính là một đống thạch đầu cùng kim loại. Lam hoang trên thân, cũng có mấy chục con long khôi, đưa nó vây quanh đến nước chảy không lọt, một trận oanh tạc, cắn xé. Miu Miu mang theo bôn lôi kiếp thần thông, cũng chỉ có thể oanh tạc, nhưng lại rất khó làm bị thương kết giới khôi lỗi căn bản. Hiện tại mà nói, cũng liền huỳnh hỏa vũ trụ hỏa nhận, có thể bổ ra một số hình thể tương đối nhỏ long khôi. Ta đi! Đối thủ vô tình lại hung tàn, vừa đối mặt, cơ hồ toàn bộ bị thương. Bao quát thái cổ tà ma ở bên trong, trong lúc nhất thời đều gào gào kêu. Lâm Tiêu Tiêu vừa quen thuộc lấy long huyết thần hoang, sử dụng cửu huyễn điện ngục tiến pháp, không ngừng bắn tên. Cái kia huyết long mũi tên ngược lại là có xuyên thủng long khôi uy lực, đáng tiếc là, nó long huyết thần tinh, hút máu năng lực, không phát huy ra được. Xuyên thủng long khôi, lại không có đánh vỡ kết giới, hiển nhiên không có cách nào đánh tan long khôi. Đối phương như cũ sinh long hoạt hổ. Dạ Lăng Phong thì càng thảm hơn, tam cảnh vương hồn hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ có thể cầm lấy thập phương trấn ma trụ, một trận đập loạn. Nhục thể của hắn năng lực còn không có bổ sung đầy đủ, kết quả bị long khôi phản áp xuống tới, trên thân tràn đầy vết máu. Chống đỡ a, các huynh đệ. Phu Tử Thiên vừa ngoi đầu lên, đầu đều kém chút bị một đầu thần long cho cắn rơi, dọa đến hắn vội vàng ẩn núp trở về. Đương đương đương. Đoạt mệnh ngân long quét ngang qua, cuốn lấy mấy chục con long khôi. Lý Thiên Mệnh ra sức co lại, ngân quang lấp lóe ở giữa, từng đoạn tàn khuyết kim loại, khoáng thạch nện xuống tới. Nhưng, không biết sao đối thủ thực sự quá nhiều. Dạng này đánh xuống, chẳng những thất bại, còn sẽ chết người. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu Tiêu lần đầu sử dụng long huyết thần hoang, lại đụng phải cơ hồ vô hiệu long khôi. Một trận này chiến đấu, muốn không phải thái cổ tà ma liều mạng bảo vệ nàng, nàng đều sắp bị long khôi, cho xé rách thành toái phiến. Kết giới. Lý Thiên Mệnh đồng dạng đau đầu. Loại này đối thủ, đánh bại bọn họ sẽ không có cảm giác thành công. Bây giờ bị bước vào tử lộ, thật vất vả leo lên đế tinh bảng 10 vị trí đầu, nếu là bị những thứ này long khôi cho đuổi đi ra, vậy liền thực sự quá thua lỗ. Có lẽ, đây chính là đạt được long huyết thần hoang, muốn trả ra đại giới. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, liền xem như người khác đụng tới cái này hơn vạn long khôi, tuyệt đối thương vong thảm trọng. Ta thử một chút khác. Tại nguy cấp này phía dưới, Lý Thiên Mệnh dứt khoát thu hồi đoạt mệnh long khôi, quấn quanh ở trên cánh tay trái. Thân thể của hắn như du long một dạng thoát ra ngoài, leo lên tại một đầu lớn nhất long khôi trên thân. Cái này một đầu màu sắc rực rỡ kim trúc long khôi, chiều cao đạt tới mấy ngàn thước. Nó trên thân khôi lỗi kết giới, tối thiểu có cấp 4 trở lên. Nói ngắn gọn, chỉ là cái này một con rồng khôi, đều cùng vừa rồi sinh linh biển máu kết giới một dạng khó đối phó. Phá kết giới, đạo lý chẳng phải là giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn duỗi ra hắc ám tí, sắc bén kia đỏ như máu móng vuốt, đâm vào long khôi cái kia lít nha lít nhít, đạt tới ức vạn thiên thần văn bên trong. Giống như hắn đánh vỡ bách vạn ngân nhận kết giới một dạng, cái này khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy kết giới mệnh mạch, làm đến cái kia long khôi ngửa mặt lên trời gào thét, kịch liệt giãy giụa. Chết! Hắn tựa như là đem gân rồng cho rút ra như thế, đem kết giới này mệnh mạch kết cấu đánh vỡ. Cái này khiến cái kia long khôi gào thét một tiếng, rất nhanh toàn thân ảm đạm, một đầu hoàn chỉnh sắt thép thần long chi khu, cứ như vậy nện xuống đất. Trộm thiên nhất tộc. Mỗi lần lúc này, Lý Thiên Mệnh đều sẽ có một loại, vô cùng mãnh liệt huyết mạch cảm giác tự hào. Hắn sẽ tùy tâm nói một câu xúc động, như bức a. Đây rốt cuộc là như thế nào ly kỳ nhất tộc, vậy mà lại có như thế nghịch thiên năng lực. Loại này đánh bại long khôi phương thức. Hiệu suất so đoạt mệnh ngân long tăng lên không tính lớn, hắn vẫn là đến từng cái đi phá hư. Nhưng là từ trên căn bản nhìn, hắn không còn là bị động bị đánh, mà chính là chủ động xuất kích. Kết quả là, một cái nhỏ bé thân thể, theo từng cái long khôi trên thân, bay qua mà qua. Có kết giới tầng thứ tương đối thấp, chớp mắt liền có thể giải quyết. Tầng thứ cao, cần không ít thời gian. Ngay cả như vậy, mỗi một khắc đều là giành giật từng giây. Chống đỡ, chống đỡ. Tổng cộng hơn vạn long khôi, đáp xuống, mang đến hủy diệt tính đả kích. Lý Thiên Mệnh xông vào bầy rồng,
dẫn đi quá nhiều thần long. Tại hắn đánh vỡ khôi lỗi kết giới thời điểm, còn lại long khôi, vẫn sẽ đối với hắn tạo thành sát thương. Hắn chỉ có thể gánh lấy, sau đó dựa vào thanh linh tháp khôi phục. Đương đương đương. Phía dưới những người khác, toàn bộ rút vào một chỗ, tại Dạ Lăng Phong thập phương trấn ma trong kết giới phòng thủ, chiếu ứng lẫn nhau. Giết. Kề vai chiến đấu, sinh tử chém giết. Chỉ cần ngẩng đầu, nhìn đến Lý Thiên Mệnh còn tại từng đầu long khôi trên thân lướt qua đi, không ngừng có sắt thép nham thạch, ầm vang nện xuống, bọn họ thì chả có hy vọng. Các ngươi, quá đỉnh, chịu phục. Phu tử Thiên lại sợ, lúc này thời điểm đều bị lây bệnh. Dù là lấy nhỏ mạt chi lực, đều kiên trì, cùng bọn hắn cùng chết chống đỡ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Mỗi cái người cũng đã tinh bì lực tấn, toàn thân đều là vết máu. Đến cuối cùng, có thanh linh tháp huỳnh hỏa bọn họ, đem những người khác bảo hộ ở bên trong vòng. Bọn họ tại làm sao cùng kiên trì. Trên trời Lý Thiên Mệnh, thì còn tại phấn chiến. Coi như hắc ám tí có thể phá kết giới, nhưng vậy cũng phải nguyên một đám phá, quá trình sẽ bị mấy ngàn con long khôi truy sát. Khắp nơi đều là kết giới uy lực, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân run lên, cả người hầu như đều sắp tàn phế rồi. Hắn dám nói, lần này nguy cơ, liền xem như tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, đều phải chết ở đây. Ta dựa vào, nơi này ban đầu thiết lập, có phải hay không dự tính sẽ có ngàn vạn đệ tử hội tụ ở đây, cộng đồng đối mặt hơn vạn long khôi, kết quả bởi vì chúng ta sớm đến, liền để cái này cho trên 10.000 người khảo nghiệm, để chính chúng ta tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh cho rằng, rất có thể là như vậy. Nếu không, loại trình độ này, người nào có thể sống sót? Trọn vẹn một canh giờ, chung quanh long khôi còn có 3.000 trở lên. Phía dưới tiên tiên, đều sắp bị long khôi cho tuốt thành độc nhất. May mắn, Khương Phi Linh Hoa, được bảo hộ rất khá. Mặt khác ba đầu cộng sinh thú, hiện tại là dùng thân thể, đang bảo vệ những người khác, đều đã đạt tới cực hạn. Bao quát Lý Thiên Mệnh, đều đã choáng váng, đầu váng mắt hoa. Long khôi cường là một mặt, Dạ Lăng Phong, tiên tiên cùng long huyết thần hoang đối nhục thân, hồn linh khắc chế, toàn bộ không cách nào có hiệu lực, cũng là bọn hắn đánh cho cật lực lý do. Bằng không, tiên tiên là không sợ loại này đại hỗn chiến. Kiên trì, không thể thua a. Lý Thiên Mệnh cắn răng, kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Ngay tại cái này để người ta tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên, còn lại những cái kia long khôi, chậm rãi đều đã mất đi lực lượng, nện xuống đất. Nó trên người chúng quang mang, bắt đầu ảm đạm. Cúi đầu xem xét, đầy đất đều là long khôi, đều là sắt thép cùng nham thạch. Chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. À, bọn chúng hằng tinh nguyên lực lượng, sử dụng hết. Phu tử Thiên mừng rỡ gào khóc nói. Ha ha, hắn meo, chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng thú, đều co quắp trên mặt đất. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh cũng rơi trên mặt đất. Lại là một lần tử chiến. Kiên trì nổi, thắng, vậy liền nhất định sẽ có thu hoạch. Tối thiểu nhất, những thứ này nhiều kim loại lôi đình thiên địa thần khoáng, cái này là tiểu ngũ khẩu phần lương thực. Chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh liền để nó đi ra, trong lúc nhất thời, mấy vạn cái tiểu ngân trứng, phân tán tại máu này long cung phía trên, bắt đầu từng bước xâm chiếm kim loại. Cái này, như thế quỷ, Phu tử Thiên quay cuồng nói. Trứng, đang ăn thiên địa thần khoáng. Hỏi nhiều như vậy, muốn bị diệt khẩu sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Khí trời thật tốt, Phu tử Thiên vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng lúc này, tiên tiên ghé vào Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Ô ô, vì cái gì tiểu ngũ có thể ăn, ta không thể ăn, tiên tiên nhanh chết đói. Khởi nguyên thế giới thụ đều nhanh độc nhất, đây là tiên tiên thụ thương nặng nhất một lần. Càng là thụ thương, càng là đói khát, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nó nhanh hỏng mất. Lại chống đỡ mấy ngày, nhất định khiến người ăn no. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thật đói, ô ô. Nó cần phải rất khó chịu, linh thể tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai ô ô thút thít. Muội tử, người thực sự đói bụng, ăn trước quy ca mấy ngụm thịt đi, ca ca thịt nhiều. Làm hoàng duỗi ra to lớn long chảo, sờ lấy tiên tiên cái đầu nhỏ nói. Cảm ơn quy ca, bất quá thịt của ngươi quá chua, ta không ăn. Tiên tiên nín khóc mỉm cười nói. Chua. Làm hoàng trong gió lộn xộn. Lý Thiên Mệnh an ủi tiên tiên một hồi, mới khiến cho nàng ngủ thật say. Tiểu ngũ còn tại ăn như gió cuốn, có thể nhìn đến nó mỗi một trái trứng phía trên kim loại sáng bóng, càng lúc càng nồng nặc.
Lý Thiên Mệnh nhặt lên mấy cái trứng, phát hiện nó vỏ trứng, đã tương đương cứng rắn. Có thể coi như cục gạch sử dụng. Kim loại loại hình thiên địa thần khoáng, cuối cùng chỉ có thể tăng lên tiểu ngũ độ cứng, muốn để nó trong nháy mắt xông lên chúng ta bây giờ cửu tôn thiên cảnh giới, vẫn là cần kim thuộc tính hằng tinh nguyên. Khoáng thạch cùng năng lượng, đó là hai khái niệm. Bất quá, nuốt vào những thứ này long khôi, đầy đủ để tiểu ngũ khi sinh ra thời điểm, trước nắm giữ cường hãn nhục thân độ cứng. Đúng rồi, Phu Tử Thiên bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao? Ngay từ đầu, chúng ta nghe đến là tiếng trống trận âm a, trống đâu? Chỉ có long khôi a. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ tới. Ngay từ đầu nghe được tiếng trống trận âm, hắn còn tưởng rằng có người nổi trống đâu, vào bằng cách nào là long khôi. Liền tại bọn hắn có sự nghi ngờ này thời điểm. Bỗng nhiên, chung quanh những cái kia long khôi trên thân, vô số thiên thần văn thoát ly thân thể của bọn nó, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đủ mọi màu sắc kết giới. Kết giới kia, thình lình chính là một cái trống trận hình dáng. Lúc này, trống trận thu nhỏ phải cùng táo không sai biệt lắm, Lý Thiên Mệnh lập tức đi qua, duỗi tay nắm chặt, sau đó dùng ngón tay, tại mặt trống phía trên gõ một chút. Đông! To lớn tiếng gầm, để tóc của hắn, cũng bay múa lên. Đây là cái gì? Mọi người hiếu kỳ bao vây quanh. Một cái trống trận hình dáng kết giới, không biết có làm được cái gì. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong nơi này, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu thông đạo, truyền đến một tiếng trống trận hồi âm. Hắn gõ lại một lần. Đông! Nơi xa lại vang lên một lần. Đây là tại cho chúng ta dẫn đường. Lý Thiên Mệnh nhìn hướng lên phía trên thông đạo nói. Thái Dương Vạn Tông, lần nữa sôi trào. Bởi vì, Đế Tinh Bảng, lại là một lần phát sinh khủng bố biến hóa. Bây giờ Đế Tinh Bảng, bài danh như sau. Hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện, 530.000 phần. Hạng hai, Lâm Tiêu Tiêu Thanh Hồn Điện, 330.000 phân. Hạng 3, Phi Sinh Mặc Nhiễm Vô Mộng Tiên Quốc, 310.000 phân. Hạng 6, Dạ Lăng Phong Thanh Hồn Điện, 150.000 phân. Hạng 17, Phụ Tử Thiên Thanh Hồn Điện, 70.000 phân. Thanh Hồn Điện, lên trời. 53 vạn phần, cuối cùng 10 vị trí đầu, cơ bản xác định. Rất hiển nhiên, Long Huyết Thần Hoang cũng có 200.000 phân. Mà lại cho dung hợp tôn huyết Lâm Tiêu Tiêu, tôn huyết là điểm số phán đoán tiêu chuẩn. Lâm Tiêu Tiêu nguyên bản chừng 100.000, trực tiếp tăng thêm 200.000, phản siêu Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng còn có 30.000 tăng lên, hẳn là long khôi thêm điểm. Lý Thiên Mệnh giết đánh vỡ mấy ngàn long khôi, tăng 10 vạn phần. Dạ Lăng Phong cũng giết không ít long khôi, tăng lên hơn 40.000 phần. 530.000 phần, còn có ai có thể siêu việt? Cái này Thanh Hồn Điện Lý Thiên Mệnh, đến cùng tại Cửu Long Đế Táng, làm cái gì, đạt được cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Một cái chưa từng lộ mặt qua đệ tử, đến bây giờ thực lực lớn ước chỉ có tinh tướng thần cảnh cấp thứ 22 bên, lại tại đế tinh bảng phía trên, thật không thể tin giống như xa xa dẫn trước. Đây quả thực là bí ẩn chưa có lời đáp. Cái này Lâm Tiêu Tiêu, lại là cái gì quỷ? Duy nhất một lần gia tăng 200.000 phân, cùng Lý Thiên Mệnh lần trước một dạng. Nói rõ bọn họ đạt được một dạng bảo tàng. Lại là cái gì? Trời mới biết a, cái này Cửu Long Đế Táng vừa ra tới, sự tình thì không bình thường. Muốn là cái bài danh này, sẽ bảo trì thì sau cùng, vậy là tốt rồi chơi, ta nghe nói Hiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, trực tiếp mở miệng muốn Lý Thiên Mệnh cái này ba người đệ tử. Cái này ba cái tiểu hài, có cái gì ma lực? Giang Thanh Lưu đến cùng là làm sao bồi dưỡng ra được? Ước vạn người. Đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Khác sau cùng tăng thêm Vô Tử Thiên, Đế Tinh Bảng 10 vị trí đầu, để một cái nhị lưu thế lực Thanh Hồn Điện chiếm cứ 4 cái, vậy liền thật là lần đầu tiên. Ha ha, oanh động mặt trời, nhiều bức. Trước khác kéo những thứ này, ta ngược lại thật ra muốn biết, 200.000 phân bảo tàng, đến cùng là cái gì, đối với chúng ta có dùng hay không dùng. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, nơi xa một cái lão giả đi tới, hắn cười ha ha, nói. Các ngươi còn không biết đâu. Cái gì? Đã có đệ tử, theo Cửu Long Đế Táng bị đào thải đi ra, hiện tại rất nhiều người đều biết, 200.000 phân bảo tàng, là Cửu Long Đế Tôn đoạt mệnh Ngân Long. Đoạt mệnh Ngân Long. Trong lúc nhất thời, toàn trường vỡ tổ. Đây là Long Khôi lần thứ nhất xuất hiện. Tiếp đó, tại cái kia Cửu Long Đế Táng bên trong, Long Khôi Đại Quân, lặng yên mở to mắt. Đông đông đông. Đại quân không động, chống trận đi đầu.
Cùng lúc đó, còn có 7 tòa Long Cung, nổi lên mặt nước. Thanh Vân Đại Lục, Thanh Vân Kiếm Phong. Đây là một tòa thẳng tắp, dốc đứng sơn phong, nó tựa như là một thanh kiếm lớn màu xanh, vụt lên từ mặt đất, cắm vào mây trời, theo mặt đất đi lên, khoảng chừng mấy chục vạn mét độ cao. Không đứng tại đầy đủ địa phương xa, căn bản không nhìn thấy cái này Thanh Vân Kiếm Phong toàn cảnh. Thanh Vân Kiếm Phong phía trên, thảo mộc tràn đầy, còn thừa thãi một loại gọi là Thanh Cương Nham, thiên địa thần khoáng. Thanh Cương Nham dùng để đúc kiếm, có thể đoán tạo mấy chục loại cấp 2 trật tự thần binh. Cho nên, Thanh Hồn Điện, kỳ thật chính là trật tự chi địa, kiếm đạo đại phái. So sánh với tuy nhiên không đủ, nhưng là cùng còn lại nhị lưu, tam lưu, thậm chí là tứ lưu thế lực so sánh, dư xài. Mặc dù tu kiếm đạo, có thể Thanh Hồn Điện truyền thừa ý chí, lấy điệu thấp làm chủ. Hắn môn hạ đệ tử, cũng rất ít đến đại lục khác xông xáo. Cho nên, bọn họ danh tiếng, tại Thái Dương Vạn Tông bên trong, cũng không tính cao. Có thể nói, vô thiên chi cảnh bên trong tiến hành hết thảy, đế tinh bảng bài danh mỗi một lần biến động, đều đang chấn động nguyên một tòa Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện theo sáng tạo đến bây giờ, đều không có hôm nay phong quang như vậy qua. Hứa Bế Quan nhiều tu hành trưởng bối, nguyên bản không chú ý đệ tử chi chiến, bây giờ lại ào ào xuất hiện. Làm dư luận hạch tâm chi địa, Thanh Vân Kiếm Phong đương nhiên náo nhiệt nhất. Những ngày qua, Thanh Vân Đại Lục rất nhiều tông môn cường giả đến thăm, đã tại sớm tạo quan hệ, cái này trong đó có một số, trước kia hiệu Trung Vân Thượng Tiên Cung tông môn. Bây giờ Thanh Vân Đại Lục, người người đều có thể cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt. Thậm chí có mạnh hơn thế lực, đi tới nơi này, sớm bố cục. Thế mà, mặc kệ bên ngoài cỡ nào rung chuyển, tại Thanh Vân Kiếm Phong ngọn núi này tối cao chi địa, cái kia một tòa, Thanh Hồn Kiếm Cung, cho tới nay, đều rất bình tĩnh. Thanh Hồn Kiếm Cung bao la rộng rãi, từng tòa cung điện, phong mang tất lộ. Vách tường, gạch ngói đều có kiếm quang thiểm nhấp nháy. Nơi này là Thanh Hồn Điện trưởng giáo, cổ kiếm Thanh Sương, chỗ tu hành, cũng là lớn nhất tới gần mây hồng địa phương. Bình thường, có hỏa diễm biển mây trầm xuống, đem Thanh Hồn Kiếm Cung bao phủ tại trong biển lửa. Hôm nay cũng là mây hồng, lưu hỏa, ngày, nguyên một tòa Thanh Hồn Kiếm Cung bên trong, khắp nơi đều là liễm diễm hỏa quang. Lúc này, một nữ tử tại biển lửa này bên trong ghé qua, đi vào Thanh Hồn Kiếm Cung. Nàng một đường phi nhanh đến chỗ sâu, cuối cùng cung kính quỳ ở một tòa ngàn thước cao trước đại điện. Nữ tử này chính là Thanh Tỷ. Nàng hộ tống Giang Thanh Lưu, đem đệ tử đưa đến vô thiên chi cảnh về sau, liền ngựa không dừng vó gấp trở về. Sư tôn, Thanh Tỷ hô hoán thời điểm, vầng trán của nàng ở giữa, biến đổi đủ loại tâm tình. Hỗn loạn, nghi hoặc, khó có thể tin, hội tụ cùng một chỗ. Đương nhiên càng nhiều, là tâm linh rung động. Lại có biến hóa. Thanh Hồn Kiếm Cung bên trong, truyền đến một câu uy nghiêm, sắc bén thanh âm. Nghe cực kỳ cứng nhắc, nghiêm túc. Đúng, hôm nay đế tinh bảng có đại biến. Thanh Tỷ thanh âm, có một ít phát run. Có thể nhìn đến, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Nói, Thanh Tỷ liền hít sâu một hơi, đem mới nhất đế tinh bảng bài danh biến hóa, cực lực dùng ổn định ngữ khí, hướng trong đại điện, trưởng giáo, nói một lần. Bên trong rõ ràng truyền đến, có người bỗng nhiên đứng lên thanh âm. Chiếm lấy đứng đầu bảng, xa xa dẫn trước, liền thứ hai, thứ sáu đều chiếm cứ, Phù Tử Thiên cũng nổi lên. Bên trong đại điện, truyền đến thanh âm khàn khàn. Đúng vậy, sư tôn, thật bất khả tư nghị, Giang Thanh Lưu đến cùng đang làm cái gì a? Hắn những đệ tử này, làm sao tới? Động tĩnh làm cho lớn như vậy, đây rốt cuộc là phúc là họa. Thanh Tỷ biểu lộ có chút hỗn loạn, nàng nói tiếp, ta luôn cảm thấy, không phải chuyện gì tốt, hiện tại Thanh Hồn Điện thành chim đầu đàn, động quá nhiều người lợi ích. Thanh Hồn Điện trưởng giáo gật đầu. Hắn tên là Cổ Kiếm Thanh Sương, là bây giờ Thanh Vân Đại Lục nổi danh cường giả. Thanh Tỷ vừa định hỏi nên làm cái gì, cái kia bên trong đại điện, liền bay ra không ít truyền tin thạch. Về sau, đại môn mở ra. Một người tóc hoa râm, mày kiếm mắt sáng lão giả, từ trong đó đi ra. Sư tôn, Thanh Tỷ muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta hiện tại thì đi mở ra, Thanh Thiên Vạn Kiếm Thần Trận, triệu hồi thiên hạ môn nhân, lại mở ra, Thanh Hồn Vạn Thành, tất cả thủ hộ kết giới, sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, Vân Thượng Tiên Cung, không có khả năng ngồi được vững. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Cổ kiếm, chính là họ tên. Đều đến loại trình độ này sao?
liền hộ tông kết giới đều mở ra, chứng minh đây là mấy trăm ngàn năm, cũng không từng có đại sự. Những năm này Thanh Hồn Điện tuy nhiên có tranh phong chiến loạn, nhưng là đều không có đến mở ra, thanh thiên vạn kiếm thần trận, trình độ. Đều do cái này Giang Thanh Lưu, loạn làm cái gì a? Thanh tỷ mười phần im lặng. Nếu như chỉ là Vô Tử Thiên xông vào 10 vị trí đầu, cái kia Thanh Hồn Điện xác thực phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ phát đạt, luôn có thể dẫn tới mầm tai vạ. Bây giờ Thanh Hồn Điện môn hạ, toàn tông xôi trào, vui vẻ ra mặt, khá hơn chút người cũng không biết, quá mức ưu tú lại không che chở, liền sẽ bị người đố kỵ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn cái gì thời điểm, thu cái này ba người đệ tử. Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày. Hắn là trưởng giáo chí tôn, Giang Thanh Lưu giấu giếm mấy cái phổ thông đệ tử có thể, nhưng có thể xông lên đế tinh bảng đệ nhất đệ nhị đệ tử, mỗi một cái bồi dưỡng đều cần hao phí đại lượng tư nguyên. Nói thí dụ như vũ trụ thần nguyên. Chỉ phải vận dụng tông môn tư nguyên, sẽ rất khó làm đến vô thanh vô tức. Cổ Kiếm Thanh Sương đang muốn đi mở ra hộ tông kết giới, đúng vào lúc này, một khỏa truyền tin thạch, bay đến trong tay hắn. Giang Thanh Lưu. Hắn nhỏ hơi ngẩn ra, mở ra quan sát. Đơn giản một hàng chữ, để Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu chặt mi đầu, giãn ra ra. Sư tôn, cái gì rồi? Thanh tỷ chính ở trong lòng oán trách Giang Thanh Lưu đây. Gặp sư tôn chợt thở dài một hơi, nàng liền rất là nghi hoặc. Thiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, coi trọng ba cái kia đệ tử, sau khi chiến đấu bọn họ liền sẽ mang đi, đồng thời, sẽ cho chúng ta một số bổ khuyết, nói thí dụ như, che chở. Mà lại, nếu là bọn họ ba cái, có thể bảo trì lại bài danh, như vậy, được lợi lại là chúng ta Thanh Hồn Điện. Cổ Kiếm Thanh Sương ngửa đầu nhìn hướng trời cao, ánh mắt có chút run rẩy. Chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Dạng này chuyện thật tốt, làm sao lại rơi vào Thanh Hồn Điện trên đầu. Thiên Viên Long Tông, Thanh tỷ đứng chết chân tại chỗ. Ba cái kia đệ tử chân thực bản sự, ta xem qua a, liền xem như cái kia Lý Thiên Mệnh, thực lực cũng liền tinh tướng thần cảnh cấp thứ 22 bên, thực lực còn chưa có xếp hạng người trẻ tuổi trước 100. Thiên Viên Long Tông tại sao lại coi trọng bọn họ? Nàng suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra. Người đây liền không hiểu được, đế tinh bảng dù sao không phải thực lực bài danh. Người trẻ tuổi tại 30 tuổi trước, có người vượt mức quy định, có người có tài nhưng thành đạt muộn, đều rất bình thường, sau khi trăm tuổi, mới có thể nhìn ra chân chính chênh lệch. Đế tinh bảng bài danh, tuy nhiên không phải bọn họ thực lực bây giờ bài danh, nhưng là các loại những đệ tử này trăm tuổi về sau, người thì sẽ phát hiện, năm đó đế tinh bảng bài danh, cùng bọn hắn thực lực hiện nay so sánh, hoàn toàn nhất trí. Cổ Kiếm Thanh Sương cảm khái nói, thì cùng Giang Thanh Lưu giống như, năm đó cũng danh xưng có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng là bắt đầu thì bị đào thải, không có lên đế tinh bảng, tới hôm nay, thực lực của hắn, cũng kém xa tít tắp những cái kia, năm đó ngay tại đế tinh bảng phía trên người. Cho nên nói, đế tinh bảng cũng là thần kỳ như vậy. Nó không nhất định đại biểu hiện tại, nhưng nhất định đại biểu tương lai. Sư tôn, có Hiên Viên Long Tông che chở, tránh lo âu về sau, đây chẳng phải là nói rõ, chúng ta Thanh Hồn Điện, huyết kiếm lời. Thanh tỷ ngốc trệ nói. Đúng, tạm thời huyết kiếm lời, nhưng sau cùng còn phải nhìn, bọn họ phải chăng có thể lưu tại 10 vị trí đầu, xem bọn hắn có hữu dụng hay không. Muốn là vô dụng, Hiên Viên Long Tông khẳng định đến ném vào tới. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thu đến truyền tin sau đá, hắn liền giọng nói chuyện cũng thay đổi. Giang Thanh Lưu a à, Giang Thanh Lưu, ngươi lần này, thật đúng là lập công lớn a. Hắn nắm trong tay cái kia truyền tin thạch. Ánh mắt híp lại. Lần này Long Khôi đại chiến, tất cả mọi người có bị thương. Trước đây bên ngoài cướp đoạt truyền thừa thiên hồn, Lý Thiên Mệnh lấy được không ít trật tự thần đan. Trật tự thần đan chính là hàng hiếm có, đại đa số đều là tam giai trở xuống. Bất quá, đối bọn hắn, thiên tinh luân chi thể, ngược lại là có tương đối tốt liệu thương công hiệu. Thiên tinh luân chi thể căn cơ là giới tử, thụ thương tất nhiên dẫn đến đại lượng giới tử phá hư. Tầm thường linh túy, muốn tầm bổ loại thương thế này rất khó. Thảo mộc thần linh hiệu dụng so sánh mãnh liệt, tính nhắm vào không mạnh, luyện đan linh sư, đem tinh luyện, biến hóa thành đan dược, chữa thương hiệu quả đã khá nhiều. Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vu Tử Thiên, đều sử dụng trật tự thần đan liệu thương, khôi phục tốc độ coi như không tệ. Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn, lại có thanh linh tháp, tốt càng nhanh. Thành tựu thiên tinh luân chi thể về sau, lực lượng hệ thống cải biến. Thanh linh tháp hiệu quả hơi có chỗ giảm xuống,
nhưng vẫn tính toán thật không thể tin thần vật. Tại chữa thương quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh một bên cầm lấy chống trận kết giới, một bên từ trên đỉnh đầu cái kia duy nhất trong thông đạo ra ngoài. Ước chừng đi mấy ngàn thước, phía trước bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh. Điều này nói rõ, Long Khôi đại quân, khảo nghiệm đã kết thúc. Bọn họ an toàn. Bên này, Lý Thiên Mệnh gõ vang chống trận kết giới, bên này vang lên một tiếng, nơi xa liền sẽ vang một tiếng, mà lại mang đến tương đối mãnh liệt chấn động. Hắn tại phân chỗ ngã ba, thông qua phán đoán tiếng vang nơi phát ra, tới chọn tiến lên phương hướng. Bởi vì mọi người bị thương, cho nên hắn tốc độ tiến lên, không tính quá nhanh. Đông, tùng tùng, hồi âm càng ngày càng vang. Đây là chỉ dẫn chúng ta, đi chỗ nào, mặt khác Long Cung, tiếp tục cho chúng ta đưa bảo tàng. Phu Tử Thiên ánh mắt lóe sáng. Đông, Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay gõ một chút mặt trống. Mặt trống chấn động thời điểm, một đầu nộ long quang ảnh lấp lóe, phảng phất muốn từ bên trong lao ra. Chưa hẳn, hắn nói một tiếng, mọi người tiếp tục, lặng yên tiến lên. Ông, lại là một mảnh xôn xao. Đế tinh bảng mỗi một lần biến hóa, đều có thể gây nên kinh thán. Dù sao, bây giờ không có tề thiên chi nhãn thị giác, chỉ có thể thông qua bảng danh sách biến hóa để phán đoán. Như vậy cái này bảng danh sách, thì biến đến nhất là chướng mắt. Lại là 200.000 phân. Người thứ hai, đổi người. Ngàn tỷ người ánh mắt, tập trung tại mới người thứ hai tên phía trên. Đó là Chiến Nguyên Sách Chiến Thần Tộc 340.000 phân. Hắn vốn là hạng 8, trực tiếp tăng thêm 200.000 phân, xem ra là đạt được cùng Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu một dạng cấp bậc bảo tàng. Hắn điểm số còn tại tăng lên, hẳn là còn ở chiến đấu, nhưng là cái này tăng lên biên độ có chút lớn, không quá giống là đánh bại đếm, có thể là đánh bại những vật khác. Trước đó Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, cũng có loại này biên độ điểm số biến hóa. Duy nhất một lần 200.000 phân, đến cùng xảy ra chuyện gì, đáp án đã rất rõ ràng. Chiến thần tộc tiểu tử này, rất không tệ a. Nghe nói thực lực của hắn, bản thân thì có thể xếp vào cái này đệ nhất trước ba, bản thân cũng là một cái chiến đấu cuồng ma, thật muốn đánh lên, Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiểu tử này từ nhỏ bị ném đến hung thú hải, tại giữa chém giết trưởng thành, không đến 30 tuổi, kinh lịch chiến đấu tối thiểu mấy trăm ngàn, giết qua người đều có 1 triệu, là cái nhân vật hung ác. Đương nhiên, cái này là chiến thần tộc bồi dưỡng người tuổi trẻ khuôn mẫu, chỉ là, đây là ưu tú nhất một cái khuôn mẫu. Ta hiếu kỳ chính là, nguyên sách, hắn cầm tới chính là cái gì? Cùng đoạt mệnh ngân long một cái cấp bậc. Lâm Tiêu Tiêu đến cùng cầm tới cái gì, cũng còn không có chuyển tới đây. So sánh những người trẻ tuổi này thực lực, các trưởng bối càng đỏ mắt chính là, cùng đoạt mệnh ngân long một cấp bậc bảo tàng. Náo nhiệt, đây là chuyện tốt, cuối cùng không phải thanh hồn điện, một cái tông môn độc hưởng. Cái gì thanh hồn điện? Thiên Viên Long Tông đã xuất thủ, cái kia đế tinh bảng 10 vị trí đầu 3 cái, thanh hồn điện, hậu tố, người đem nó tưởng tượng thành, Thiên Viên Long Tông cái kia chẳng phải hợp lý rồi. Nói cũng đúng, dù sao Thiên Viên Long Tông thiên bảng thứ 2. Các vị, ta còn nghe nói, một cái vô cùng thú vị thuyết pháp. Mọi người đem ánh mắt, ào ào rơi vào người nói chuyện trên thân, đó là một cái trung niên cẩm y nam tử. Tiền Vạn Quán, nói thế nào? Mọi người hỏi. Nghe nói cái này 3 người đệ tử, bản thân liền là Hiên Viên Long Tông trong bóng tối bồi dưỡng. Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện diễn một màn kịch, đem 3 người này treo ở Thanh Hồn Điện cái kia, để bọn hắn tiến đế tinh bảng 10 vị trí đầu, từ đó tăng lên Thanh Hồn Điện Vạn Tông thiên bảng bài danh. Các ngươi nhưng biết, vật kia, muốn là xuất thế, Thanh Hồn Điện chiếm cứ địa lợi, sẽ có tiên thiên ưu thế. Hiên Viên Long Tông thông qua vận hành đệ tử, trợ giúp Thanh Hồn Điện tăng lên thiên bảng bài danh làm điều kiện, đến lúc đó, liền có thể chiếm trước tiên cơ, đạt được cái này tiên thiên ưu thế. Trung niên nhân một bên nói, một bên cười lạnh, giống như vô cùng chắc chắn. Diệu a, tám thành chính là như vậy. Thần thao tác, ta nói sao, một cái Thanh Hồn Điện, làm sao có thể chứ? Ha ha, mọi người một bộ cơ trí dáng vẻ. Âm mưu luận, chính là như vậy lên. Vấn đề là, Hiên Viên Long Tông như gì chắc chắn, 3 cái chiến đấu lực hàng không tiến 100 đệ tử, có thể đi vào đế tinh bảng 10 vị trí đầu. Bọn họ có thể thao túng thiên cung a. Có người đưa ra hỏi lại. Trong lúc nhất thời, mọi người ngạc nhiên. Dù sao, Lý Thiên Mệnh bọn họ chiến đấu hình ảnh, đại đa số người là nhìn qua.
Cửu Long Đế Táng bên trong. Đây là một tòa hỏa hồng sắc địa cung. Phía trên cung điện dưới lòng đất, điêu khắc ba chữ to. Viêm Long Cung. Bây giờ Viêm Long Cung, phía dưới tràn đầy thi thể. Những thứ này thi thể, đều là Long Khôi một bộ phận. Theo thi thể phía trên kiếm ngân, máu tươi, có thể nhìn ra nơi này, vừa mới phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt. Không biết có bao nhiêu đệ tử, bị đánh phá đế tinh kết giới, rời đi nơi đây. Tại Viêm Long Cung chung quanh trên lối đi, còn có mấy vạn người đệ tử, chính hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lấy Viêm Long Cung bên trong một đám người. Trong bọn họ có rất lớn một bộ phận, trên thân đều có vết máu cùng vết thương. Cái này chứng minh bọn họ vừa mới trải qua chiến đấu. Có lẽ Long Khôi chi chiến, bọn họ đều có tham dự. Mà bây giờ, chiến đấu kết thúc, bọn họ cũng không dám tới gần. Cái này chỉ có thể nói rõ, bọn họ thua, không thể đạt được bọn họ khát vọng bảo tàng. Còn lưu tại nơi này, cũng chỉ có thể nói rõ, bọn họ còn không hết hy vọng. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, Long Khôi thi thể trong vòng vây, có một hàng mấy trăm người. Cái này mấy trăm người bề ngoài, có thể nói cực kỳ chói sáng. Bọn họ đều có tóc vàng mắt vàng, trong đó nam tính trên cơ bản đều là đầu đinh tóc ngắn, thân cao tối thiểu đạt tới 2m5 trở lên. Những người này, nguyên một đám bắp thịt cuồn cuộn, khôi ngô cao lớn, như là mãnh thú. Cái kia kiên cường huyết nhục, giống như hoàng kim đúc thành như vậy, lưu quang giật thải. Trong bọn họ nữ tử, thân cao cũng có 2m trở lên, nhưng tỷ lệ rất tốt. Nhất là tròn trịa bắp đùi, nhất là thon dài. Mỗi cái trên người nữ tử, đều có một cỗ trời sinh dã tính cùng sát khí, ánh mắt đều rất liệt, rõ ràng đều là khó có thể thuần phục chủ. Trên người của bọn hắn, đều có trời sinh kim sắc thần văn. Bộ mặt, phần lưng cùng trên cánh tay đều là. Cái này để bọn hắn xem ra, tựa như là kim sắc pho tượng, trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Cũng là như thế một đám người, tại trận này mấy vạn người lăn lộn trong chiến đấu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ chẳng những đánh bại Long Khôi, cuối cùng còn chiếm được bảo tàng. Lúc này thời điểm, bọn họ vây tại một chỗ, còn không hề rời đi. Đó là bởi vì, tại bọn họ trung ương, có một cái như là một tòa núi nhỏ kim cương thiếu niên, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đang tu luyện. Người này có cương châm một dạng kim sắc tóc ngắn, toàn thân đều là như hoàng kim bắp thịt. Nếu là hắn đứng lên, thân cao chỉ sợ có thể đạt tới 3 mét. Quả thực cũng là một cái, quái vật hình người. Hắn loại này huyết nhục đánh vào thị giác lực, xác thực rất mạnh. Nhưng, gương mặt hắn cũng không dã man, ngược lại rất dương quang sán lạn, ngũ quan đều 10 phần tinh xảo, nhất là hai hàm răng trắng, chỉ cần dò dỉ ra đến, liền lập lòe hào quang. Trên người hắn đặc biệt nhất địa phương, là hắn hai bên lỗ tai. Lỗ tai của hắn hình dáng cùng thường nhân khác biệt, xem ra liên miên không ngừng, số lượng so với thường nhân nhiều, gương mặt hai bên mỗi người đều có 4 cái lỗ tai, cùng nhau hết thảy 8 tai. Cái này 8 tai cùng một chỗ, cũng không xấu xí, ngược lại có một loại thông tuệ cảm giác. Lại nhìn kỹ, có thể phát hiện bọn họ mấy trăm người, lỗ tai kỳ thật đều không ít, nhưng là lấy 6 tai làm chủ, còn có là 4 tai. Đây chính là thiên bảng bài danh thứ 4, chiến thần tộc. 8 tai, chính là bọn họ chí tôn thiên phú. Chiến thần tộc, chính là Thái Dương Vạn Tông đệ nhất thị tộc, cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong, một cái duy nhất, cùng trật tự thiên tộc một dạng, lấy thị tộc làm căn cơ thế lực. Bọn họ nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng lực ngưng tụ, chiến đấu lực đều tương đương đáng sợ. Thí dụ như thứ 15 huyết tinh hải, đều có 100.000 đệ tử tham chiến, mà chiến thần tộc cũng chỉ có hơn 1 vạn người, cùng thanh hồn điện không sai biệt lắm. Nhưng, đệ tử của bọn hắn, đều là tinh anh. Bây giờ này một đám mấy trăm người, càng là tinh anh trong tinh anh. Bên cạnh có mấy vạn người đệ tử vây xem, cũng không dám tiến lên tiếp tục tranh đoạt, chỉ dám thấp giọng nghị luận. Chiến nguyên sách ra hỏa này, thật sự là đầy đủ mãnh liệt, cũng đầy đủ trực tiếp, lớn mật, đạt được cái kia cấp 7 trật tự thần đan, tại chỗ thì nuốt vào, ngồi xuống thì tu luyện, xem ra hắn đối chung quanh những huynh đệ tỷ muội này, có đầy đủ lòng tin a. Đây không phải nói nhảm sao. Hắn là chiến thần tộc, cửu ngũ hoàng tử, mặc dù là tộc hoàng, thứ 90 năm con trai, nhưng cửu ngũ cái số này, chính là chí tôn, tăng thêm hắn nắm giữ 8 tai thiên phú, tương lai tuyệt đối là trật tự chi địa đỉnh cấp tồn tại, rất có thể sẽ trở thành chiến thần tộc tân hoàng. Bọn họ bộ tộc này, hiếu chiến, dũng mãnh, vì thủ bảo vệ bọn họ cửu ngũ hoàng tử,
ai dám lên đi quấy nhiễu chiến nguyên sách tu hành, cái này mấy trăm người, tại chỗ thì tiêu diệt. Lại nói cái kia, đến cùng là cái gì trật tự thần đan a? Bên kia, Huyền Đan Tông, giống như có người nhận ra, nói là, âm dương phần thiên đan, đó là một loại tương đương cương liệt đan dược, chiến nguyên sách cũng là trận chiến lấy bọn hắn chiến thần huyết mạch, mới dám tại không có trưởng bối tại chỗ thời điểm luyện hóa. Bọn họ nói, chỉ cần hắn có thể hấp thu một phần nhỏ, đoán chừng thời gian ngắn đều có thể đột phá một cảnh giới, lưu lại dược hiệu, cũng làm cho hắn tại toàn bộ tinh tướng thần cảnh tu luyện, như có thần trợ. Hắn hiện tại cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, thực lực trước năm, thậm chí trước ba, muốn là đột phá đến tầng thứ năm, chẳng phải là vô thiên chi cảnh đệ nhất. Đó còn cần phải nói, hắn vẫn là ngũ sinh ngự thú sư, nắm giữ năm đầu cộng sinh thú, lại thêm chiến thần tộc chiến đấu ma luyện, luận đánh nhau, ai có thể so. Đối với loại này người, tại chỗ đệ tử càng nhiều hơn chính là kính sợ, mà không phải ghen ghét. Ngay tại vừa mới, chiến nguyên sách đã đem bọn họ cho thu phục. Hiện tại ở lại đây, càng lớn ý nghĩ, là muốn nhìn một chút gia hỏa này, đến cùng có thể tới trình độ nào. Trật tự thần đan, là từ nguyên tố thần tai cùng thảo mộc thần linh mà thành, hai loại đều có trật tự thần văn, lột xác thành đan dược về sau, trật tự thần văn còn tại, thảo mộc thần linh trật tự thần văn, một khi thuộc tính phù hợp, là có thể thông qua phục dụng, đạt tới thời gian ngắn thần ý tăng cường hiệu quả. Cho nên nói a, cái này cấp 7 trật tự thần đan, xem ra giống như, không có đoạt mệnh ngân long như thế, có thể nương theo cả một đời, nhưng trên thực tế, lại có thể để chiến nguyên sách tại lúc còn trẻ, thì cùng người đồng lứa triệt để kéo ra chênh lệch, mà lại lúc này thực lực đột phá, đối với kế tiếp cạnh tranh, chỗ tốt quá lớn. Đúng, ta cảm thấy tổng hợp tới nói, thần đan khả năng so thần binh, càng tốt hơn một chút. Chiến nguyên sách, có thể nhất phi trùng thiên. Hướng cái gì hướng, người ta vốn là thực lực trước ba. Ngay tại các đệ tử nghị luận bên trong, Viêm Trong Long Cung van xin vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Hung mãnh tiếng gầm chấn động ra đến, đem chung quanh mấy trăm cái chiến thần tộc đệ con, đều cho chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mênh mông hằng tinh nguyên lực lượng, theo phía tây khắp nơi cuốn tới, tràn vào chiến nguyên sách thân thể. Quả nhiên, hắn đột phá. Đã vô địch. Mãnh liệt a. Mọi người nhìn không được lui lại, dù sao trên người bọn họ đều có đế tinh kết giới. Vậy cũng là điểm số. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, một cái kia cao 3 mét tóc vàng mắt vàng người trẻ tuổi, tại hỏa diễm cùng kim cương hoàn lượn quanh bên trong, mở mắt. Cái kia thuần túy mắt vàng, bắn ra một đạo chướng mắt cường quang, dọa đến rất nhiều đệ tử, càng bối rối lui lại. Cửu Ngũ Hoàng Tử, chung quanh chiến thần tộc đệ tử, ào ào nóng rực nhìn lấy hắn. Đông, chiến nguyên sách vươn tay, tu di giới chỉ bên trong, xuất hiện một cái chống trận kết giới. Hắn chả không sao cả động, cái này chống trận kết giới thì vang lên một tiếng. Đây là... Hắn nắm bắt cái này chống trận kết giới, chính mình gõ một lần. Đông. Tiếng gầm chấn động. Đông. Nơi xa truyền đến một tiếng tiếng vọng. Chiến nguyên sách hé mắt, giật giật cái kia 8 cái lỗ tai, nhìn chăm chú trong đó một cái thông đạo. Đi. Hắn nói một chữ, một đám người lập tức đuổi theo. Đây là một vùng biển. Tại đốt cháy. Xôi trào trật tự chi địa, rất khó có một mảnh, bây giờ tinh khiết hải dương. Nó ở vào dãy núi ở giữa, rơi vào một chỗ thung lũng. Đứng ở trên không nhìn xuống, cái này một mảnh biển, tựa như là một vòng trăng tròn, trên đó sóng nước lấp loáng, tĩnh mịch mà tự nhiên. Trên trời sương trắng lượn lờ, nhiệt độ không khí hiếm thấy thanh lãnh. Đây là trên Thái Dương, hiếm thấy, ôn nhu, chi địa. Mọi người xưng hô nơi này vì Nguyệt Thần Cốc, mà mảnh này biển tên, gọi là Nguyệt Nha Hải. Tại Nguyệt Nha Hải chung quanh, đều là nhu hòa nhất hằng tinh nguyên lực lượng. Lúc này, cái này Nguyệt Nha Hải trên bờ, chờ lấy một đám ước chừng trăm người mỹ mạo nữ tử. Những cô gái này đều rất trẻ trung, ước chừng đều là thiếu nữ, số tuổi không cao hơn 30. Các nàng người mặc thống nhất phục sức, khom người đứng đấy, mặc cho gió nhẹ quét, các nàng đều không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, những thứ này mỹ nhân đều có thật tốt tướng mạo, từng cái đều không phải là phàm vật, các nàng thanh xuân non nớt, càng lộ vẻ mỹ diệu. Ánh mắt của các nàng, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút trước mắt Nguyệt Nha Hải, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đúng vào lúc này, Nguyệt Nha Hải phía trên, gợn sóng chấn động. Ầm ầm, một cái trắng như tuyết vật lớn, theo trong nước vọt ra, nhấc lên mãnh liệt bọt nước. Nhìn kỹ, cái kia trắng như tuyết vật lớn.
chính là một đầu cá lớn. Sáng chói dưới ánh sáng, nó màu trắng vảy cá, lóng lánh thánh khiết mà tinh khiết quang mang, cái kia hình giọt nước thân thể, lưu quang giật thải, giống như là bảo thạch sáng ngọc, hơi nước tràn ngập bên trong, lóe ra rung động lòng người lộng lẫy. Cái kia cá lớn hai mắt, càng là như phóng đại ngọc trai, trong suốt sáng long lanh. Trong đó còn có 5.000 trở lên điểm sao, tựa như là trắng lóa như tuyết tinh hà, rung động lòng người. Oa, cái này một con cá lớn, để bên bờ những cái kia các cô gái, tâm lý nhịn không được phát ra kinh thán. Đây là ta gặp qua, xinh đẹp nhất cộng sinh thú. Các nàng thấp giọng thảo luận. Không có cách, chúng ta là trật tự thiên tộc, thấy qua cộng sinh thú không nhiều. Các ngươi nhìn, lại thay đổi. Các nàng xì xào bàn tán, không cách nào che giấu trong lòng kính ngưỡng cùng kích động. Tại các nàng cái kia ánh mắt hiếu kỳ bên trong, cái kia bay nhảy ra nước mặt trắng như tuyết cá lớn, tại vân vụ bao phủ bên trong, vảy cá biến thành lông vũ, miệng cá biến thành mỏ chim, vây cá biến thành trắng như tuyết hai cánh. Một cái màu trắng đại bằng, kêu to một tiếng, dương cánh bay cao, lên như diều gặp gió. Xinh đẹp hơn. Các thiếu nữ tâm lý âm thầm tán thưởng. Thần nữ cộng sinh thú, giống như nàng Mỹ. 5.000 điểm sao trắng như tuyết bằng điểu, toàn thân như chân châu một nửa sáng chói, bay qua lên, giả thiên tế nhật. Ánh mắt của các nàng, rất nhanh liền theo cái kia trắng như tuyết bằng điểu trên thân, chuyển rời đến trên đỉnh đầu nó. Ở vị trí này, mơ hồ có một thiếu nữ, đứng tại trong mây mù, nguyệt tóc dài màu trắng, theo gió bay lên. Hỏng bét! Chúng ta lại chậm. Thần nữ muốn trở về Cửu Nguyệt Cung. Ai ai, nàng những ngày qua, luôn sớm kết thúc tu hành, về Cửu Nguyệt Cung nhìn vô thiên chi chiến. Bọn tỉ muội nhanh điểm đuổi theo, hầu hạ thần nữ. Vừa thưởng thức trắng như tuyết côn bằng vẻ đẹp, các nàng lập tức kịp phản ứng, thuận gió cưỡi mây, đuổi kịp cái kia bằng điểu, rời đi cái này Nguyệt Nha Hải. Cửu Nguyệt Cung. Nơi này kiến tạo tại Thái Dương Thần Cung cách đó không xa một tòa cung điện, dùng đều là đỉnh cấp thiên địa thần khoáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là màu xanh nhạt bức tường. Một cái to lớn kết giới, ngăn cách Thái Dương Thần Cung hỏa diễm, để cái này Cửu Nguyệt Cung an tĩnh, thanh lãnh, tựa như ảo mộng. Một cái trắng như tuyết bằng điểu, bay vào Cửu Nguyệt Cung. Tại trắng như tuyết bằng điểu phía trên, có một cái thanh lãnh thiếu nữ, chính nghênh phong chạy như bay. Thiếu nữ màu xanh nhạt hoa y quấn thân, bên ngoài khoác màu trắng lụa mỏng, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Cái kia có lấy chân châu đồng dạng lộng lẫy xanh nhạt phát tóc dài, dùng dây cột tóc buộc lên, mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra kẽ hở, để cho nàng mái tóc, càng lộ vẻ sáng mềm trơn bóng. Vẫn có thật nhiều sợi tóc thoát ly dây cột tóc trói buộc, nghênh phong bay múa, lướt qua gương mặt của nàng, hai gò má một bên như ẩn như hiện ửng hồng, cảm giác tạo nên một loại da thịt như cánh hoa giống như kiều nột, gương mặt kia giống như thanh linh thấu triệt băng tuyết, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Nàng cái kia trong suốt hai mắt, lúc này đang nhìn phía trước cung điện, hiện ra mong đợi thần sắc. Sóc Nguyệt, mau một chút, nhanh một chút nữa, thiếu nữ nỉ non nói. Nhanh nhất, khinh ngữ. Cái kia trắng như tuyết bằng điểu nhảy lên phía dưới, lao xuống, rơi vào một tòa cung điện trước. Tại cung điện kia về sau, đang có đến từ vô thiên chi cảnh quang ảnh. Một tòa cự đại tề thiên bia, hiển hiện tại các nàng trước mắt. Ta ca, đệ nhất. Thiếu nữ rơi trên mặt đất, chân trần hướng về tề thiên bia đi đến. Trông thấy cái kia bài danh cái thứ nhất nháy mắt, nàng hai vai nhịn không được hơi run rẩy, nước mắt nhịn không được tuột xuống. Tiểu Phong cũng thứ sáu, nói rõ hắn chẳng những không chết, còn sinh long hoạt hổ đây. Sóc Nguyệt an ủi. Ân. Thiếu nữ gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú cái kia hai cái tên, thật lâu không có rời. Sóc Nguyệt, sẽ có một ngày như vậy, bọn họ đem ta mang đi, đúng không? Thiếu nữ ánh mắt, nổi lên vô hạn quang mang. Bọn họ đang nỗ lực, Sóc Nguyệt nói. Ta tốt nghĩ bọn hắn, thiếu nữ nói. Ta cũng thế, Sóc Nguyệt gật đầu. Ngươi nghĩ, là con gà kia đi. Thiếu nữ vừa nói lên nó, trong đầu thì có hình ảnh, nhất thời nhịn không được cười ra nước mắt. Đây tuyệt đối là, một cái có thể khiến người ta khoái lạc gà a. Đông, Lý Thiên Mệnh cầm lấy trong tay chống trận kết giới, sửng sốt một chút. Bởi vì hắn lần này không có gõ, nhưng là chống trận kết giới, chủ động vang lên một lần, còn truyền đến rất xa. Làm sao tự động vang lên? Phu tử thiên hỏi, hắn đối cái này, chống trận kết giới, phi thường tò mò, đã suy nghĩ đã lâu. Không biết,
giống như là tại đáp lại người khác, trước đây đều là ta gõ vang, người khác đáp lại ta. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ đứng tại một đầu lỗ trống sâu xa hắc động trên lối đi, phía trước tràn đầy mê vụ. Đông, Lý Thiên Mệnh gõ lại một lần, tiếng trống trận âm chấn khai, sau đó không lâu, phía trước nơi xa truyền đến oanh minh hồi âm. Thanh âm này xuyên qua khoảng cách rất xa, nếu là dọc theo đường có người, cần phải có nghe được. Hồi âm tồn tại, sẽ để cho càng đa phần hơn tán người, tụ tập cùng một chỗ, hình thành cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh lắng nghe nơi xa truyền đến thanh âm, làm ra phán đoán. Vậy chúng ta, còn trở về vang lên địa phương đi sao? Lâm Tiêu Tiêu cái kia cạn tròng mắt màu đỏ, thoáng có chút khẩn trương, nàng nói, ngoại trừ chống trận hồi âm, cái này cửu long đế táng thanh âm khác, giống như cũng nhiều hơn, các ngươi nghe. Có thanh âm đánh nhau, cự thú gào thét thanh âm, so ngay từ đầu vang lên rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa hiện tại cửu long đế táng, đã loạn hơn. Lý Thiên Mệnh nắm bắt cái kia chống trận kết giới, trở tay chụp lấy, nhìn về phía trước nói, tiếp tục đi, đối với loại địa phương này tới nói, có người tụ tập, thì mang ý nghĩa có lo lắng, có tranh chấp, như thế mới có thắng bại. Cuối cùng, đây là cạnh tranh bài danh. Bọn họ tăng thêm tốc độ, hướng chống trận hồi âm vị trí mà đi, theo lấy bọn hắn tới gần, mỗi lần gõ, chống trận hồi âm càng lúc càng lớn. Đông, đông, Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm chính mình gõ vang trong tay chống trận, dẫn phát nơi xa chống trận hồi âm thời điểm, phụ cận đệ tử khác, cần phải đều có thể nghe thấy. Làm hắn đi tới nơi này phụ cận về sau, đã có không ít người, hướng về thanh âm nơi phát ra hội tụ. Sớm biết sẽ vì người khác làm áo cưới, ta liền thiếu đi gõ mấy lần.